Liệp Diễm Giang Hồ Mộng, Hoàng Hy Bình. Tập 21. Ngứa, không được, cứu cứu ta, không muốn như vậy. Hy Bình liếm mút một hồi, ngước mặt lên, bò lên trên người nàng, cái miệng dính đầy mật kia lại áp lên cái miệng nhỏ xinh của nàng, cùng nàng triền miên một trận nồng nhiệt. Cự căn của hắn cũng lặng lẽ đặt ở cửa mật huyệt kia. Nam căn trong khắc đó rút nhỏ đi rất nhiều, hắn biết, mặc dù huyệt đạo của Lâm Hân kia rất nhỏ hẹp, nhưng mật huyệt của Dương Đình lại càng nhỏ hẹp mềm mại, nàng tuyệt đối chịu không nổi kích thước lúc tiến vào Lâm Hân. A, địa phương riêng tư bị dương căn của Hy Bình đụng vào, toàn thân run sợ, hai tay ôm chặt lấy Hy Bình, khẩn trương chờ đợi, Hy Bình nhưng lại chỉ dùng nam căn ma sát trên khe mật của nàng, chứ không thực sự tiến vào, nàng nhắm hai mắt đợi một lúc lâu, không thấy đau đớn đến đúng lúc, mà chỉ là cái loại ngứa ngáy này càng ngày càng đậm, dịch mật của nàng cũng càng ngày càng nhiều, đã chạy tới tận bắp đùi nàng. Ngươi còn không tiến tới, Dương Đình sợ hãi nói. Hy Bình đưa eo tiến về phía trước, chặt chẽ đặt tại cửa mật đạo ẩm ướt của nàng, cười cười, nàng rất muốn ta sớm tiến tới phải không? Dương Đình sắc mặt khẽ biến, thân thể mềm mại có chút run rẩy, từ đầu cây của Hy Bình truyền tới nhiệt độ cùng áp lực khiến nàng biết, thời khắc thống khổ đang tới gần, nữ nhân vĩnh viễn không cách nào tránh khỏi một lần đau đớn. Không, không, ta không phải muốn như vậy, Dương Đình phủ nhận đáp. Nhưng ta cảm thấy nàng đúng là muốn như vậy đấy, nàng chính là muốn để ta tiến nhập vào thân thể nàng. Hy Bình cười nói, ngay trong khi hắn cười, nam căn của hắn đã lách vào cái huyệt mềm mại của Dương Đình, tại nơi đó nhẹ nhàng ra vào một hồi, cho dù là như vậy, Dương Đình cũng đau đến hơi rên rỉ, hai tay nàng tùm chặt lấy lưng hắn, cũng giống như Lâm Hân, chờ đợi thời khắc hắn đột phá kia. Đau chết ta rồi, Hoàng Hy Bình, hỗn đản nhà ngươi. Ngươi không ngờ không nói không rằng đột nhiên cắm vào. Ta hận ngươi đến chết. Dương Đình trong khoảnh khắc này liền bắt đầu hối hận, nàng nơi đó thật là quá nhỏ, bị thô cự của Hy Bình tiến vào, cơ hồ muốn xé nát thông đạo của nàng, loại trừ thống khổ cũng chỉ còn thống khổ, nhớ tới lúc hắn cùng với các nàng thì khoái lạc như thế, khi làm với nàng lại đau đớn như vậy, nàng hận hắn đến chết. Đau quá ngươi vì sao lại lớn lên như vậy? Chỗ đó của người ta nhỏ vậy mà. Mười ngón tay của nàng không có cắm vào da thịt trên lưng Hy Bình, mà vô lực thả trên chiếc giường lá, bởi vì quá thống khổ, nàng trong giây phút đó đã buông tay xuống. Nàng thở hổn hển, mở hai mắt đang nhắm ra, oán hận nhìn Hy Bình chằm chằm, Hy Bình vẫn đang nằm bò trên người nàng, hai mắt hắn cũng đang nhìn nàng, dương căn cắm sâu trong huyệt đạo của nàng. Hắn lại mạnh mẽ thúc vào hoa tâm của nàng, Dương Đình đau đớn kêu lớn một tiếng. Đầu ngửa ra sau, thân thể thẳng tắp, hai tay lại bấu chặt lên eo lưng của Hy Bình, Hy Bình biết nàng đã thích ứng rồi, đưa mắt nhìn nơi kết hợp của hai người, nơi đó đã chảy ra máu xử nữ của nàng, hắn nhẹ nhàng chuyển động, ôn nhu nói, phía trong nàng rất chật chội, kẹp lấy ta rất chặt, nếu ta lại tăng lớn một chút, có thể sẽ làm nàng bị thương. Dương Đình khóc lóc nói, người ta vốn vẫn nhỏ mà. Ngươi chưa từng nghe thấy nữ nhân miệng nhỏ. Nơi đó cũng rất nhỏ sao? Người đã làm với bao nhiêu nữ nhân rồi, vậy mà không biết nơi đó của người ta rất nhỏ còn thô bạo như vậy, sử dụng tên gia hỏa to lớn của ngươi đâm người ta đau như vậy. Ngoan nào, đợi một lát sẽ không đau nữa. Dương Đình nói, sau này còn đau không? Không đâu, ai? Nhưng mà, sau này nơi đó của người ta sẽ trở nên rất lớn, ta không thích đâu, Hy Bình cười nói, làm sao có chuyện đó được, sẽ không biến thành rất lớn đâu. Nơi đó của nàng co giãn cực tốt, khả năng hồi phục rất tuyệt, vĩnh viễn sẽ nhỏ như vậy, mật huyệt nho nhỏ ôm ta thật thoải máu, bên trong của nàng thật sự là vừa chặt chẽ lại vừa ấm áp. Nhưng ta cảm thấy vừa căng vừa đau, ta muốn khóc. Khóc đi, khóc càng lớn tiếng càng tốt, ta muốn bắt đầu, dốc sức đối phó với nàng, Dương Đình, ta cũng nhịn nàng rất lâu rồi. Hy Bình nói xong, tốc độ đưa đẩy tăng cao, kích thước nam căn cũng tăng lên một chút, trong sự bao bọc của da thịt nàng, không ngừng ra vào, từng trận khoái cảm tràn trề kéo đến, hắn phát cuồng chuyển động eo hông, đâm thẳng vào cái huyệt nguyên sơ của Dương Đình. Hoàng Hy Bình, người bắt trước lời ta. Ta đau lắm ta không chịu được, nhịn không được đâu, sau này không để ngươi tiến đến nữa, cái đó của ngươi vừa lớn vừa dài, muốn làm đảo lộn bụng ta sao? Hoàng Hy Bình, thu nhỏ lại một chút, cầu xin ngươi, ngươi quá lớn.
Vô luận Dương Đình kêu gào như thế nào, Hy Bình cũng không có giảm kích thước đi, lại càng không có giảm tốc độ, gặp được nữ nhân có loại tiểu huyệt như của Hoa Lôi và Dương Đình, là nam nhân thì đều điên cuồng, cho dù tiểu huyệt của họ không có gì tuyệt vời khác, nhưng chỉ một từ, nhỏ, là có thể đem tất cả ý nghĩa đẹp đẽ của tình yêu biểu đạt ra. Tuyệt vời, sảng khoái, giữ lấy tiểu huyệt của nàng mà phát tiết. Những ngày sau đó, bọn người quyền hành ở ngay gần nhà gỗ, quả nhiên rắn cũng không có ra vào nữa. Các nàng cảm thấy kỳ quái vì sao nam nhân này lại thần kỳ như vậy, ngay cả rắn cũng sợ hắn, trốn tránh hắn. A Mật Y vốn nghĩ muốn cho các nàng ở lại trong phòng hay là bảo Hy Bình làm một căn nhà gỗ cho các nàng ở, nhưng quyền hành lại không lĩnh tình nguyện ngủ ở ngoài trời. Nàng không muốn ở trong nhà gỗ, cũng không muốn Hy Bình giúp đỡ. Hai nữ tử Lâm Hân và Dương Đình đương nhiên cũng ở trong nhà gỗ, mặc dù làm vậy đã làm cho quyền hành rất giận dữ, song các nàng đã xem mình là người của Hy Bình, nên cũng rất an tâm và thỏa mãn rồi. Quyền hành chỉ còn lại một mình, mọi người đều đã đi săn rồi. Việc này đối với các nàng cũng không phải việc khó, các nàng còn giữ hơn cả cọp cái, công lão hổ cọp đực cũng không dám đến gần, vừa thấy các nàng đã bỏ chạy rồi, nếu không thì đã bị người ta ăn rồi. Săn bắn trở về, Hy Bình dùng liệt dương chân đao để tạo lửa, nhờ lửa mà mọi người xem như cũng có tư vị của cuộc sống, chỉ là phải dậy sớm hơn nhiều nên các nàng cũng không quen. Hy Bình không có làm thuyền, hắn đã sớm làm một cái bè gỗ, được hắn để gần biển, mỗi lần cùng chúng nữ tắm biển, lại có thể luân lưu tố ai cùng chúng nữ trên cái bè gỗ này. Quyền hành cũng rõ việc này, nàng chỉ hận là không thể lập tức hủy đi cái bè gỗ đó, và cũng không có cách nào. Nàng và bảy nữ tử cũng thường xuyên ra biển bơi lội, nên các nàng luôn tách ra khỏi Hy Bình, vì sợ hắn nhìn thấy. Hy Bình cũng vài lần định trốn qua đục nước béo cò luôn, nhưng A Mật Y đã nói, quên đi. Đừng làm khó các nàng, nếu chàng muốn các nàng, thì ôm các nàng vào trong nhà gỗ, có thể các nàng cũng sẽ không phản đối, quyền hành cũng chỉ có thể trừng mắt mà nhìn thôi. Trừ quyền hành và mộng cơ ra, còn sáu người nữ tử khác là, Mục Thu, Chu Mỹ Tính, Mễ Hồng Yến, Lam Bình, Vương Miên Miên và Lỗ Nhiêu. Trong sáu người này trừ Mục Thu là hơn 30 ra, còn những người khác chỉ khoảng 24-25, Lỗ Nhiêu chỉ có 20 tuổi, là trẻ tuổi nhất trong các nàng, nhưng dáng người rất cao, nhìn cực kỳ bốc lửa, thần thái và tư thái cũng khí chất yêu kiều, thật tương xứng với tên của nàng. Nghe A Mật Y nói xong, từ bờ biển trở về, Hy Bình đem Mễ Hồng Yên và Lỗ Nhiêu về nhà gỗ, quyền hành tuy muốn nổi điên, nhưng hai người này vẫn không có cự tuyệt gì, tùy ý cho Hy Bình đem về nhà gỗ. Không lâu sau, từ trong nhà gỗ truyền ra tiếng kêu khóc chết sống của hai nàng, quyền hành ở ngoài đang ăn miếng thịt, đột nhiên lại ném miếng thịt đi, nói rằng sau này nàng sẽ không ăn thịt do liệt dương chân đao cắt ra. Vì sao nàng lại thề không bao giờ ăn thịt ở trên đảo này? Chúng nữ không rõ vì sao nàng lại phẫn nộ như vậy, nhưng cũng bắt đầu từ hôm đó, quyền hành quả nhiên không hề ăn thịt, chỉ ăn những quả dại, bất luận là ai khuyên nàng, nàng cũng đều không nghe. Hy Bình ôm Mễ Hồng Yên cùng Lỗ Nhiêu về nhà gỗ mà ngủ. Cho đến buổi tối của ba ngày sau, các nàng gặp phải trận mưa đầu tiên kể từ khi lên đảo, hơn nữa lại là một cơn bão. A Mật Y nhìn thấy lục nữ đang ở trong rừng bị mưa ướt, la lên để gọi bọn họ vào nhà gỗ trú mưa, nhưng sáu người không chịu vào, bởi vì quyền hành đã từng nói là sẽ không vào mộc ốc này. Nữ nhân này lúc nào cũng đều rất quật cường. Hy Bình lóa thể chạy ra ngoài, quát vào nàng, người muốn tự hành hạ mình tới khi nào? Theo ta vào trong. Quyền hành lắc thân thể mềm mại qua, nói ta không cần ngươi lo, ta chết cũng không cần ngươi lo, đồ vô học, khi dễ ta. Hy Bình nhìn chúng nữ, các người cũng muốn ở cùng nàng ta chịu mưa ướt. Chúng nữ không nói gì, xem như cam chịu. Hy Bình thở dài một tiếng, quay đầu trở lại nhà gỗ. Lý Ngọc giúp hắn lau khô thân thể, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, ép Lý Ngọc ngã lên giường. Mưa lớn đến sau nửa đêm thì ngừng, trời không sao cũng không trăng, đêm trên đảo cũng không yên tĩnh, không khí sao động mang theo vị muối nồng đậm. Hai canh giờ sau khi mưa tạnh, bên ngoài mộc ốc truyền đến tiếng xào xạc, tiếng động so với tiếng sóng biển càng rõ hơn làm người trong mộc ốc nghe thấy rõ ràng. Tiểu thư, người làm sao vậy? Người đừng làm chúng ta sợ. Tiểu thư, thân thể của người nóng quá. Không tốt, tiểu thư đã lên cơn sốt. Người ở bên trong nhà gỗ bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho bừng tỉnh. Từ đối thoại của chúng nữ, người bên trong biết quyền hành lên cơn sốt, vừa rồi tuy mưa lớn,
nhưng như thế nào có thể làm cho người có võ công cao như Quyền Hành mắc bệnh được chớ? Thật ra Quyền Hành nhiễm bệnh cũng rất bình thường, võ công của nàng tuy cao, nhưng dù sao từ nhỏ cũng sống trong sự nuông chiều, hơn nữa lại bị Hy Bình phá thân thể trở nên suy yếu, nhiều ngày nay không có hấp thu đủ chất dinh dưỡng, tâm lý trong lòng buồn bực, gặp phải cơn mưa lớn này, nàng cuối cùng cũng ngã bệnh. Bị sốt tới mê mang, Mục Thu ôm Quyền Hành, hốt hoảng, làm sao bây giờ? Sao thân thể cứ liên tục phát nóng lên? Chúng nữ cũng cuống cả lên. Chu Mỹ Tĩnh nói, trước hết đem nàng vào nhà gỗ nha. Như vậy tốt hơn nhiều, nơi này vừa lạnh lại vừa thấp, nàng sẽ chết mất. Vì tính mạng của nàng, chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Mục Thu ôm lấy Quyền Hành đi tới phía nhà gỗ, chúng nữ đi theo sau nàng. Vài ba nữ nhân lạnh đến nỗi run lên cầm cập, mặc dù các nàng đều là người tập võ, nhưng bị mưa ướt, hơn nữa ban đêm trời trở lạnh, đủ làm bọn họ phải run lên cầm cập. A Mật Y nhìn thấy bọn họ toàn thân ướt đẫm đi tới, liền đi ra bảo họ mau chóng vào trong. Hy Bình cũng đã thức dậy, nhìn thấy Mục Thu đang ôm Quyền Hành liền đứng dậy chạy tới, dùng tay đón lấy Quyền Hành, ôm chặt nàng vào lòng, sau đó nói, các người mau làm khô quần áo. Cơ thể của Quyền Hành đang sốt cao, Hy Bình lấy quần áo lau khô nước trên người nàng, sau đó mặc quần áo khô cho nàng. Dù sao ở đây, A Mật Y cũng không thiếu y phục nữ nhân. Hy Bình nói, Mục Thu, các nàng mau cởi đồ ướt ra, nếu không ngã bệnh thì sẽ không tốt, ta không chiếm tiện nghi của các nàng đâu. Hắn dứt lời, bế Quyền Hành đắt nằm lên giường, các nàng chiếu cố nàng ta đi ra ngoài hái thảo dược rồi quay lại. Chúng nữ liền ngơ ngác, Hoàng Hy Bình cũng biết hái thảo dược. Cũng thật sự xem thường người, nói như thế nào thì hắn Hoàng Ho Bình cũng hái thuốc từ nhỏ đến khi lớn lên lại không ngừng hái hoa, đối với việc này vô cùng đơn giản. Hy Bình mang theo liệt dương chân đao ra ngoài, rất nhanh đã trở lại, mang trở về một nắm lớn thảo dược, trải qua một phen hoạt động vất vả, hết thảy mọi việc đều xong, Quyền Hành mặc dù chưa hạ sốt, cuối cùng cũng đã ổn hơn nữa cơn sốt cũng bắt đầu hạ. Hy Bình ôm Quyền Hành đang mê mang nằm trên giường, bên ngoài ngày mới đã bắt đầu, thân thể nàng tiết ra nhiều mồ hôi, Hy Bình biết thuốc của hắn đã có tác dụng, xuất ra mồ hôi như thế này, chứng tỏ không bao lâu nữa sẽ hết sốt. Mưa có thể một lần tẩy rửa bụi bẩn trên cả thế gian này, mang lại vẻ tươi mới cho thế gian. Mặt biển vào lúc ánh ban mai chiếu rọi, giống như khuôn mặt đỏ bừng của thiếu nữ lặng lẽ lộ ra ở ngoài khơi, phảng phất như con gái của biển cả đang cười vui trước tình nhân của mình. Mọi người yên lặng nghỉ ngơi trong nhà gỗ, Quyền Hành ngủ trong lòng Hy Bình chợt lẩm bẩm, dần dần rõ ràng, đánh thức những người khác trong nhà gỗ. Đại lão thô, khi dễ tư tư. Hy Bình kinh hãi, Quyền Hành cũng tự xưng tư tư. Hắn hỏi, nàng vừa gọi tư tư. Dương Đình nói, tiểu thư của chúng ta nhũ danh chính xác là tư tư, sao vậy? Hy Bình hiểu ra, cười nói, không có gì, ta có một thê tử, nàng ta cũng gọi là tư tư, ta sợ sau này gặp các nàng sẽ nhầm lẫn. Dương Đình nói, thiếp cũng gọi là Đình Đình, chàng liệu có nhầm ta vói Âu Dương Đình Đình không? Không nhầm đâu. Âu Dương Đình Đình so với nàng xinh đẹp hơn nhiều. Không để ý tới chàng nữa. Dương Đình nghe xong rất không vừa lòng, mặc dù Âu Dương Đình Đình so với nàng xinh đẹp hơn, cũng không cần phải nói ra chứ. Trong nhà gỗ tiếp tục vang lên tiếng lẩm bẩm của Quyền Hành, nàng đang ngủ cũng phiền não về Hy Bình. Nàng nói, Hoàng Hy Bình, ngươi không được chết tử tế, cả ngày cùng đám phụ nữ ở cùng một chỗ, trở lại Trung Nguyên ta sẽ bắt toàn tộc nhà ngươi. Đừng tưởng ta không làm được. Ta là đương kim công chúa, mẫu hậu thương ta nhất. Hầu hết mọi người trong Mộc Ốc đều kinh ngạc, Quyền Hành thực sự là công chúa. Phỉ Sa cả kinh nói, công chúa, Quyền Hành, nàng là công chúa. Hy Bình thản nhiên nói, công chúa thì có gì mà tò mò chứ, trong số nữ nhân của ta cũng có mấy công chúa. Mục Thu mắng, hỗn đản, công chúa của ngươi sao có thể cùng kể với công chúa của ta? Có cái gì không thể được chứ? Băng băng của ta cũng là hồ điệp công chúa, nàng so với Quyền Hành xinh đẹp hơn nhiều. Hy Bình không phục nói. A Mật Y sau cơn kinh ngạc thì lên tiếng, các ngươi hãy nói cho rõ chuyện này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Quyền Hành tại sao lại thành công chúa? Mục Thu suy nghĩ một chút rồi than, tới nước này rồi giấu giếm cũng chẳng ích gì. Ngoại trừ Mộng Cơ, bọn ta đều là cung nữ. Vậy Quyền Khuynh Quốc đó là ai? Phỉ Sa vội hỏi. Mục Thu đáp, dựa vào tên, người cũng phải đoán ra đó là hoàng thượng chứ.
A Mật Y nói, ngay cả Lạc Hùng dĩ nhiên cũng là dẫn ra từ Hoàng Cung. Phỉ Sa kể, Đại Địa Minh vốn là do Hoàng Cung một tay bồi dưỡng nên để áp chế Võ Lâm, Hoàng Cung không tiện nhúng tay vào chuyện của Võ Lâm dân gian, nhưng lại sợ Võ Lâm sanh sự, đối với sự thống trị của bọn họ gây bất lợi, cho nên tìm đến Đại Địa Minh, làm con mắt giám thị nhất cử nhất động của Võ Lâm. Mục Thu nói, chúng ta ra ngoài, cũng không nghĩ đến việc can thiệp vào chuyện Võ Lâm, Hoàng thượng chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài, thuận tiện thu hồi lại Thánh Hỏa Đao. Đây là đao của Hoàng Triều, do Ba Tư Tiến Cống, đã mất đi gần trăm năm nay, gần đây được Tổng Quản phát hiện, Hoàng thượng liền quyết định thu hồi. Hy Bình hỏi lại, Đại Tổng Quản. Chính là La Tùng, ông ta là Tổng Quản Thái Giám. Hy Bình cười cười, không quái lạ vì sao các ngươi đều vẫn còn là xử nữ. Nguyên lai gặp phải thái giám, ha ha. Ngươi cười cái gì, chúng ta cũng không phải tiểu thiếp của lão, chỉ là hiệp trợ lão thôi. Rốt cuộc, chúng ta đều là nữ nhân của Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng có nhiều nữ nhân cũng không có đụng đến chỉ là hữu danh vô thực, Hoàng thượng căn bản không có thời gian quản đến chúng ta. Không có thời gian quản đến các nàng, chẳng lẽ không lý đến mỹ mỹ của ta. Cặp mắt của Mục Thu nhìn Hy Bình chằm chằm nói, Hoàng thượng không có đụng đến mỹ mỹ. Thân phận của Hoàng thượng như thế nào, cùng với người chung hưởng thụ nữ nhân. Mỹ Mỹ tuy là người định sớm đụng đến, nhưng khi vào cung, Hoàng thượng biết Mỹ Mỹ không còn là xử nữ, mặc dù có chút tức giận, nhưng không đụng đến Mỹ Mỹ. Hoàng thượng là người thích sạch sẽ, nữ nhân mà nam nhân khác đã đụng đến, người sẽ không đụng vào. Người là nam nhân như thế, không hề thiếu nữ nhân, cần gì đi chung đụng với nữ nhân mà nam nhân khác đã đụng tới. Hắc hắc. Hy Bình chỉ cười khì khì, nhưng chúng nữ từ trong tiếng cười của hắn, nhìn ra được sự vui vẻ. Mục Thu nói, ta bây giờ đang lo lắng cho Hoàng thượng, Lạc Hùng là kẻ có dã tâm lớn, ta sợ Lạc Hùng gây bất lợi đối với Hoàng thượng. A Mật Y cũng nói, với loại người như Lạc Hùng thì chuyện này cũng rất có thể, chuyện gì khuyết đức thì hắn cũng dám làm cả. Hy Bình hét lên, tên cẩu Lạc Hùng này vô duyên vô cớ muốn hãm hại ta, một ngày nào đó ta sẽ đánh cho hắn không thành hình người. A Mật Y nói, Lạc Hùng muốn hại ngươi bởi vì ngươi thật sự giống Khiếu Thiên. Đôi mắt Hy Bình chợt sáng lên, A Mật Y, ta đột nhiên muốn nghe một số chuyện ngày xưa của Lâm Khiếu Thiên, nàng có thể nói không? A Mật Y suy nghĩ một hồi lâu, buồn bã nói, được, thiếp kể một chút cho các ngươi. Lần đầu thiếp gặp Lâm Khiếu Thiên là do thiếp cứu ông ta. Lúc đó, ông ta bị mộng tình của Minh Nguyệt Phong trong Võ Lâm Chánh Đạo đuổi giết, bị thương được thiếp cứu. Sau khi thương thế lành lại, ông ta đã bỏ thiếp mà đi, từ đó về sau không còn gặp lại nữa. Lúc thiếp biết ông ta lại ra giang hồ, cũng là lúc ông ta muốn trả thù toàn thể Võ Lâm tứ đại thế gia. Ngay trong trận chiến ấy, ông ta đã được người khác cứu đi, từ đó không ai còn biết ông ta ở đâu, còn sống hay đã chết. Trước đây thiếp gặp Lâm Khiếu Thiên, rất nhiều người nghĩ Lâm Khiếu Thiên và Lạc U Nhi là gặp nhau sớm nhất, kỳ thật. Trước lúc gặp U Nhi, ông ta đã gặp Mông Tình rồi. Nơi bọn họ gặp nhau rất đẹp, đó là một con sông nhỏ. Khi đó, Mông Tình không có che mặt, Lâm Khiếu Thiên mới từ sơn động đi ra không bao lâu, liền gặp được Mông Tình. Lúc đó họ đều không nói gì, chỉ biết đứng yên nhìn nhau, hai người nhất định đã có cảm tình. Khi Lâm Khiếu Thiên còn sống, không hề có một nữ nhân nào khác, ông ta chỉ yêu một mình Mông Tình. Theo thiếp được biết, lúc Lâm Khiếu Thiên cùng Mộng Tình quyết đấu, chẳng phân thắng bại. Trong 3 tháng đó thiếp đoán ông ta đã ở chung với Mộng Tình. Nhưng kỳ quái chính là, đoạn thời gian đó, truyền ra chuyện gia chủ của Võ Lâm tứ đại thế gia bị chết trong tay huyết ma. Ông ta lẽ nào vì trả thù, đã bước ra lại giang hồ. Việc này, đích thực rất ít người biết, thiếp là một trong số đó, mặt khác còn có Lạc U Nhi biết một chút nhưng đổi lại Lạc Hùng thì càng rõ ràng. Lạc Hùng đối với Mộng Tình một lòng một dạ. Đáng tiếc không đến được với Mộng Tình, bởi vậy lão hận Lâm Khiếu Thiên, lão muốn nhưng không có khả năng giết Lâm Khiếu Thiên, cho nên mượn tay người khác còn mình thì ngư ông đắc lợi. Sau đó, thiếp tiến hành điều tra chứng cứ khắp nơi, năm đó giết chết Võ Lâm tứ đại gia chủ là huyết ma, dĩ nhiên do chính Lạc Hùng ra tay. Võ học của Đại Địa Minh rất tạp nhạp, hiểu được võ công của rất nhiều môn phái, đương nhiên cũng hiểu được võ công của huyết sát môn. Huyết sát trảo của Lạc Hùng tuy không phải là chánh tông, nhưng với võ học và tu vi của lão cũng đủ giả dạng thành Lâm Khiếu Thiên, đánh chết Võ Lâm tứ đại gia chủ, hơn nữa lại cố tình để đệ tử của bọn họ nhìn thấy.
cho nên võ lâm tứ đại thế gia đều nhận định cho rằng tổ bối của bọn họ do huyết ma giết chết. Thật là buồn cười. U Nhi cũng biết đại ca thật sự có thể hãm hại Lâm Khiếu Thiên. Bởi vậy, không chịu tha thứ người anh mà được xem như là cha của mình. Thiếp vẫn không tin Lâm Khiếu Thiên là loại người không dám thừa nhận việc mình đã làm, ông ta cũng giống như huyết sát chân quân, đều có huyết tính, nếu là ông ta làm, ông ta tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Mà ông ta phủ nhận tức là không phải do ông ta. Vì vậy, nên thiếp đã bí mật tra xét, trong 20 năm, hàng năm thiếp đều âm thầm đến Trung Nguyên một hai lần, cũng vài lần bí mật gặp U Nhi, cuối cùng chân tướng sự thật cũng hiện ra. U Nhi chỉ biết là Lạc Hùng muốn hại Lâm Khiếu Thiên, nhưng lại không biết nguyên nhân vì sao. Lạc Hùng vẫn một lòng với Mộng Tình nhưng lại biết Mộng Tình cùng với Lâm Khiếu Thiên kết hợp, lão vô luận từ phương diện nào cũng lo lắng, tất nhiên càng muốn trừ khử Lâm Khiếu Thiên. Huống chi Lâm Khiếu Thiên đích thân giết Lâm Vân cha lão. Năm đó, người của Võ Lâm đều biết người đứng đầu của Võ Lâm tứ đại thế gia là Lạc Vân bí mật cùng Lâm Khiếu Thiên sinh tử quyết đấu. Có thể Lâm Khiếu Thiên đánh bại 4 người, giết chết Lạc Vân, Võ Lâm chánh đạo nghe tin đều đến, người truyền ra tin tức này cũng chính là Lạc Hùng. Lão đúng là tên tiểu nhân thâm hiểm, nhưng người trong Võ Lâm lại xem lão như là đại anh hùng, thật sự là buồn cười. A Mật Y thở dài, chuyện là thế. Lần này thiếp tới Trung Nguyên, chủ yếu muốn vạch trần bộ mặt thật của Lạc Hùng, chỉ là vẫn không có cơ hội. Ai, kỳ thật, xem tình thế bây giờ cho dù thiếp có nói cũng chẳng có mấy người tin, nên thiếp quyết dứt khoát không nói. Thi Bình nói, ta còn tưởng rằng nàng sẽ nói chuyện tình lãng mạn của nàng và Lâm Khiếu Thiên nữa chứ. Thiếp và ông ta chẳng có chuyện gì lãng mạn cả. Cuối cùng, thiếp chỉ biết yêu đơn phương thôi. Chàng mặc dù giống Lâm Khiếu Thiên, nhưng ông ta và chàng thật là ở hai thế giới khác nhau. Ông ta thì chuyên tình như đá, còn chàng thì lạm tình vô độ. A Mật Y, sao nàng có thể nói như vậy? Nếu ta không có lòng tốt, thì nàng vẫn còn là xử nữ, nàng phải cảm tạ ta chứ? A Mật Y cười ngọt ngào, thiếp đích xác phải cảm tạ chàng, bởi vì ngươi đã làm cho thiếp biết trở thành một nữ nhân hạnh phúc ra sao. Dù sợ chàng phóng túng, nhưng thiếp nguyện ý trở thành một trong vô số thê tử của chàng. Chúng ta cũng vậy, Lý Ngọc và Minh Ngọc đồng thanh nói. Thi Bình mỉm cười, không biết công chúa có nguyện ý là thê tử của tên xấu xa như ta không? Chờ nàng tỉnh dậy, chàng hỏi nàng ta đi. Khi nào Quyền Hành tỉnh lại? Tại sao, ta nằm trong lòng ngực ngươi? Quyền Hành đã tỉnh, vặn vẹo một chút, hỏi. Thi Bình thức dậy, chỉ thấy chúng nữ đã đi ra, chỉ còn mình hắn và Quyền Hành. Hắn nói, tối hôm qua nàng đột nhiên nóng lên, ta bế nàng vào đây. Ai muốn ngươi giả hảo tâm? À, sao y phục của ta lại thay đổi? Quyền Hành kinh hãi kêu to. Thi Bình mỉm cười, là ta giúp nàng thay đổi, y phục của nàng bị ướt hết rồi. Quyền Hành không thích nói, ai biểu ngươi giúp ta thay? Thi Bình hôn lên khuôn mặt nàng, rồi nói, ta thích nàng thì ta giúp, và lại ta cũng thích ngắm thân thể của nàng. Y phục này của ai? Dương Đình. Quyền Hành hỏi, nàng ta không mặc gì à? Nàng ta chỉ mặc đế khố đi ra ngoài rồi. Nơi này không có người khác, trừ ta ra, ai cũng là nữ nhân, sợ gì chứ? Kha kha, Quyền Hành, nàng không có mặc đế khố đó. Quyền Hành mắng, ngươi vô sỉ, ta không muốn ngươi ôm ta. Thi Bình ôn nhu nói, sau này các nàng ở trong nhà gỗ này luôn nha. Quyền Hành không cần suy nghĩ. Khẳng định ta tuyệt đối không ngủ ở đây với ngươi. Thế ta giúp nàng làm một cái mộc ộc khác nha. Quyền Hành vẫn cự tuyệt, ngươi không cần phí tâm. Nàng thật cứng đầu, không thể thay đổi sao? Thi Bình nói lớn hơn, dĩ nhiên có chút tức giận. Quyền Hành trong lòng ngực của hắn vặn vẹo vài lần, rồi nói, ngươi buông ta ra, ta ghét ngươi. Thi Bình đột nhiên lật người nàng nằm ngửa ra, nàng bối rối nhìn chằm chằm hắn. Thi Bình nói, tin ta bây giờ sẽ cưỡng gian nàng hay không? Quyền Hành trừng mắt, rồi mở miệng, tùy tiện. Ta muốn nàng không thể ra khỏi gian mộc ốc này. Thi Bình tức giận, miệng hắn hôn lấy đôi môi khô của nàng ta. Thi Bình rời khỏi thân hình mềm mại của Quyền Hành, nàng đã ngủ thiếp đi. Hắn ta rời khỏi nhà gỗ, thi triển liệt dương chân đao lao vào rừng cây trên đảo. Hắn muốn dựng một căn nhà. Từ lúc mặt trời lên đến gần hoàng hôn, Hy Bình đã đựng xong ngôi nhà. Rất nhiều cây cối đã bị chặt hạ để dùng xây dựng ngôi nhà đích thực là lớn này. Hắn kêu gọi quần nữ cùng săn lùng thỏ, hươu và sau đó, dùng thanh liệt dương chân đao sáng ngời để nướng thịt thú đã săn được.
Từ trên mũi đao, mùi thịt nướng tỏa ra thơm phức. Từ nhà gỗ, Quyền Hành bước ra ngoài, cảm giác run rẩy, vô lực. Đích thị nguyên nhân bởi Hy Bình chiếm hữu hôm qua gây ra. Lúc mới thức dậy, nàng cảm thấy vô cùng giận dữ, trừng mắt lên nhìn, chợt phát hiện ra ngôi nhà gỗ lớn, nàng giật mình ngạc nhiên. Hy Bình nói với nụ cười mỉm, ta dựng đấy, có thích không? Quyền Hành ngồi xuống bĩu môi, ta không sống trong căn nhà gỗ mục nát này đâu. Nàng phải, Hy Bình vừa thong thả cầm miếng thịt thơm phức lên ăn vừa nói. Quyền Hành long lanh nước mắt, ngươi lại bức hiếp ta. Hy Bình cất tiếng thở dài, ta chỉ muốn nàng sống được thoải mái thôi. Ta không ở đấy, Quyền Hành thét lớn. Dương căn của Hy Bình đột nhiên dựng lên, nàng nếu không chịu, ta lập tức ôm nàng tiến vào. Hắn cười dâm tiện, nhìn chòng chọc vào Quyền Hành. Quyền Hành đỏ bừng khuôn mặt, la hoảng, ta không cho phép ngươi làm đau ta. Ta ở, đã được chưa? Ha ha ha, Hy Bình cười lớn. Quần nữ đang làm việc đều mỉm cười, A Mật Y nói, Hy Bình, những ngày này chúng ta có da của động vật cùng với những sợi gai có thể khoác tạm, chờ khi làm thành quần áo. Chàng có mặc không? Hy Bình nhìn qua phi xa, thấy nàng khoác tấm da hươu trên khuôn ngực này nở cùng với lá cây che phủ nhưng không thể che hết được thân hình tuyệt mỹ. Hy Bình nói, rất tốt, khi hoàn thành chúng ta sẽ mặc, còn bây giờ ta muốn được nhìn ngắm các nàng. Phi Sa nói, chàng rất vô lại và hay nói tầm phào nhưng với chúng thiếp, tuyệt đối có sức hấp dẫn. Hy Bình nói, nàng thật khiêu gợi, cứ nhìn thấy bộ dạng của nàng là ta lại ham muốn chiếm hữu. Phi Sa hạnh phúc cười, chúng ta đi ăn đã, rồi vào nhà. Ở đây không tốt sao? Hy Bình nhìn chúng nữ nở nụ cười vô lại. Quyền Hành kinh hãi, người muốn ở bên ngoài này à? Quyền Hành, nàng muốn tham gia cuộc ân ái lộ thiên với chúng ta phải không? Mục Thu, các người mau đưa ta vào phòng đi, người ta sẽ nhắm mắt coi như chẳng thấy gì. Quyền Hành nắm chặt miếng thịt hươu run rẩy đứng dậy. Mục Thu và Chu Mỹ Tĩnh đã chạy lại đỡ nàng, ba nữ nhân Mộng Cơ, Lam Bình, Vương Miên Miên cũng cầm lấy miếng thịt hươu theo họ đi vào ngôi nhà gỗ. Nhìn lại, họ thực sự sợ hãi khi thấy Hy Bình cùng chúng nữ làm loạn, tai nghe những thanh âm đó cũng đủ khó lòng chịu nổi, huống hồ là còn nhìn tận mắt. Còn nếu không thấy những điều đó, ai biết được có bị tẩu hỏa nhập ma hay không? Hy Bình vuốt ve, hôn khắp quần nữ rồi nói lớn, ai đến với ta đầu tiên? A Mật Y tức giận, chàng vừa mới. Thật là xấu xa. Phi Sa giơ tay, Hy Bình, thiếp là người đầu tiên, nhanh lên. Thiếp đã sẵn sàng. Nói rồi cởi tấm da hươu che trước ngực xuống, lộ ra khuôn ngực trắng hồng. Bất tất, nàng là người đầu tiên nhé. Hy Bình nhìn chằm chằm vào A Mật Y. Khuôn mặt tuyệt đẹp ửng đỏ, buông lỏng miếng thịt hươu trong tay, A Mật Y thấp giọng nói khẽ, chàng phải dịu dàng đấy, sau đó người ta muốn tắm rửa. Thật là thống khoái, nói xong, Hy Bình lập tức lao vào chúng nữ ái ân mải miết cho đến khi ngủ thiếp đi. Sáng tinh sương, tiếng chim ríu rít. Sau khi thức giấc, nhìn dương căn vẫn còn hùng dũng, Hy Bình muốn ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Hy Bình nhìn chúng nữ mỉm cười hạnh phúc, đi ra ngoài nhà gỗ. Vừa ra lập tức đứng lại vì song nhãn nhìn thấy một nữ nhân tuyệt mỹ đang hì hụi bên rặng cây. Trong rừng, đặt một cái cây xào giữa hai chạc cây, nữ nhân giặt quần áo và phơi khô dưới ánh mặt trời. Vì tất cả quần áo đã giặt nên nữ nhân chẳng có gì mặc trong khi chờ quần áo khô. Hy Bình nhận ra Mộng Cơ đang phơi y phục, mái tóc vàng óng ả buông xõa, làn da trắng như tuyết đích thực giống như ngọc ngà sáng ngời. Bờ mông đầy đặn, với những đường cong tuyệt mỹ. Mộng Cơ đích thị thích thú với những bài hát của hắn. Có lẽ do ngôn ngữ bất đồng, nên cảm nhận âm nhạc cũng khác, do đó mới ngu ngốc chấp nhận những bài hát của hắn, mặc dù những bài hát đó rất tạp. Mộng Cơ đột nhiên dừng tay trông thấy Hy Bình đang si ngốc nhìn mình, trái tim hoan hỉ, cố ý đung đưa bờ mông tròn trịa, mở cả hai chân bày ra lông tơ óng ánh như gọi mời thôi thúc. Hy Bình nhìn chăm chăm vào làn da óng ánh như phát sáng dưới ánh nắng mặt trời của nàng. Hắn nuốt nước bọt thầm nghĩ, tiểu nữ này đang dụ hoặc ta. Sau một thời gian dài mà với mỹ nữ này vẫn chưa có gì xong cả. Hy Bình chạy lại ôm Mộng Cơ vào lòng, từ phía sau, hạ thể cọ sát vào mông Mộng Cơ, miệng kề sát tai nàng âu yếm, có phải nàng đang dụ hoặc ta? Mộng Cơ im lặng, hai tay vươn cao chậm chạp cọ sát bờ mông vào dương căn của Hy Bình. HB tâm trí sảng khoái, hai tay giữ chặt hông Mộng Cơ nói, Mộng Cơ, mở rộng chân ra. Ta muốn ái ân với nàng. Ta,
chỗ đó của ta, chưa sẵn sàng. Dưới sự vuốt ve của ta mà Dâm Thủy không ra được sao? Mẹ ơi, thấy dương căn ta là Dâm Thủy ra ảo ảo ngay. Hy Bình nói lớn, nữ nhân này bình thường e thẹn, ít nói, cũng không dám tiếp cận hắn, vậy mà. Hy Bình cọ sát dương căn vào giữa hai mông của Mộng Cơ. Sau đó hắn đặt Mộng Cơ ngồi xuống, từ từ tách hai chân nàng ra. Dương căn tiến sâu vào trong gặp màng trinh ẩm ướt. Hai tay hắn khẽ ve vuốt dọc lưng nàng rồi dừng lại bên hông, giữ nhẹ, dịu dàng nói, Mộng Cơ, ta vào đây, sẽ làm nàng đau một chút đấy. Chàng, vào đi, âm thanh rền rĩ phát ra từ kim phát mỹ nữ. Hy Bình trắng trợn đưa sâu đương vật vào hạ thể mềm mại ẩm ướt của nàng, hạ thể tức thời hòa hợp giao tạp. Mộng Cơ đột ngột hét to một tiếng đau đớn, kèm theo đó là khoái cảm lan tỏa từ hạ thể. Nàng hoàn minh rên rỉ, a, thật sướng quá. Hạ thể nữ tử này mềm dẻo, rộng rãi, trơn tuột nên Hy Bình tiến vào vô cùng dễ dàng. Hắn đẩy nhanh tốc độ, dương vật nở to lấp đầy âm đạo. Mộng Cơ mở rộng vòng tay, dướn lưng đẩy mạnh âm dạo theo. Ô, ô, a, sướng quá, sướng quá, Mộng Cơ rên rỉ. Hy Bình đẩy mạnh liên hồi làm Mộng Cơ rên rỉ càng lúc càng to. Âm thanh sự rền rỉ đang trở nên càng ngày càng ồn ào và phóng đãng đã đánh thức tất cả mọi người trong nhà gỗ. Nghe tiếng ồn, họ biết là Hy Bình đang ân ái cùng Mộng Cơ. Vì Mộng Cơ là nữ nhân dị tộc nên âm thanh đích thức khác biệt, vì thế mọi người có thể dễ dàng nhận ra. Lão sắc ma hoàng Hy Bình, làm ồn ào đến tận sáng thế này. Ngươi không nghỉ ngơi thì cũng phải để cho người khác nghỉ ngơi với chứ. Có phải ngươi đang chiếm hữu Mộng Cơ? Quyền Hành hét vang trách mắng, đi bộ từ nhà gỗ xúc đến tận nơi Hy Bình đang hành sự. Nhìn thấy Dâm Thủy tràn trề nơi hạ thể, dương căn to lớn không ngớt tung hoành trong hạ thể Mộng Cơ, Quyền Hành quát hỏi Mộng Cơ, ngươi thật sự tình nguyện sao? A, Mộng Cơ rên rỉ, không còn sức để trả lời nàng nữa. Hy Bình, ngươi dám cưỡng bách Mộng Cơ sao? Quyền Hành không nghe Mộng Cơ trả lời, chuyển sang hỏi Hy Bình. Hắn không hề ngưng hoặc chậm lại chút nào, cất tiếng cười nói, ta và Mộng Cơ sao gọi là cưỡng bách. Ta mang sự thống khoái cho nàng ấy vui vẻ chấp nhận, ta có thể ân ái trong thời gian dài, đến tận lúc này, không tốt sao? Ngươi, ta đá chết ngôi, Quyền Hành đá mạnh vào mông Hy Bình làm dương căn bị đột ngột đẩy thật sâu vào trong cơ thể Mộng Cơ. Mộng Cơ bị dương căn thúc mạnh vào sâu bên trong, mái tóc vang rối tung, chỉ rên rỉ không ngừng, a. Thống khoái, thống khoái. Hy Bình nói, đúng thật là trẻ con. Dám đá ta sao? Quyền Hành lại giơ chân đá, Mộng Cơ lại la to một tiếng thất thanh. Hy Bình hỏi, Quyền Hành, nàng muốn làm gì? Sao ngươi dám xâm hại trinh tiết nữ nhân của ta? Nữ nhân của ngươi, Hy Bình vẫn đang ái ân, cất tiếng, đừng đùa, nữ nhân làm sao có được thống khoái với nữ nhân? Đừng quên, nàng cũng là nữ nhân của ta. Quyền Hành nói lớn. Mộng Cơ là thủ hạ của ta, cô ấy là nữ nhân đương nhiên ta cũng vậy. Cái này nàng quản được sao? Quyền Hành tức giận, ta không cho phép ngươi. Hy Bình cười lớn nói, trên hòn đảo này ta là vua, ta là người đàn ông duy nhất. A Mật Y là hoàng hậu, ta muốn ái ân với ai, nàng không thể quản được. Tại sao A Mật Y lại là hoàng hậu? Vì A Mật Y tuyệt đẹp, nàng có công nhận như thế không? Nhưng ta trẻ hơn cô ta. Hy Bình dịu dàng nói, ta chỉ trêu nàng thôi mà. Quyền Hành gắt giọng, làm hoàng hậu của ngươi thì hay lắm sao? Mộng Cơ là người của ta. Ta không cần biết, ta muốn lấy Mộng Cơ làm phi tử. Quyền Hành hai chân run rẩy, ta không muốn Mộng Cơ làm phi tử của ngươi. Cầu xin ngôi thả Mộng Cơ ra. Hy Bình ngang ngạnh, ta cũng sẽ ân ái với những nữ nhân khác, nàng hãy chờ xem. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyền Hành biến sắc, ngươi dám đụng đến họ, ta, nàng là cái dạng gì vậy? Hy Bình buông Mộng Cơ đã mệt lả, hạ thể dừng lại. Quyền Hành nhìn thấy dương vật của hắn cương mãnh vô bì tiến nhập Mộng Cơ, ngạc nhiên khi thấy Mộng Cơ không thể thỏa mãn hắn, trong lòng thất kinh nhưng lại cảm thấy hạ thể mình đột nhiên vô cùng kích thích, mặt nàng bất chợt hồng lên. Nghe tiếng Hy Bình nói, Mộng Cơ đứng dậy đi, xoay người lại đây. Quyền Hành tức bực giẫm mạnh chân vùng vằng rời khỏi. Mộng Cơ xoay người đối diện Hy Bình, khuôn mặt ửng đỏ, trên đôi môi xinh xắn vẫn rên rỉ ta. Ta vẫn còn muốn. Hy Bình ôm chặt lấy Mộng Cơ, đặt nàng dựa vào một trà cây lớn,
chân trái bước lên, chân phải đạp đằng sau, dương vật khổng lồ cương mãnh đưa vào âm đạo không ngớt ra vào, rút ra liên miên bất tận. A, 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 ta, ta, dương căn của chàng thật kinh khủng, ta muốn, muốn. Mộng Cơ toàn thân quằn quại dữ dội, giữa đôi môi nhỏ không ngừng rú lên những tiếng rú khoái lạc. Bằng tiếng ba tư, tất nhiên là Hy Bình không hiểu do ngôn ngữ bất đồng, nhưng hắn cũng biết nữ nhân này đang thốt lên những âm thanh khoái lạc. Hắn tăng tốc độ, thúc dương vật như chuyển động điên cuồng, dâm thủy của nữ nhân này ra nhiều làm ướt đẫm hùng căn của hắn. Thình lình hắn run mạnh người, dương vật thúc sâu tới tận cùng âm đạo phóng xuất dương tinh dày đặc nóng hổi. Mộng Cơ toàn thân vô lực, khuôn mặt đỏ hây hây, đích thực biểu lộ cực độ thỏa mãn, Hy Bình hôn nhẹ môi nàng, chậm chậm rời ra, ngồi sang bên cạnh. Nàng còn có muốn tiếp tục ái ân với ta? Hy Bình hỏi. Mộng Cơ vội vàng lắc đầu. Không, đỡ thiếp dậy, thiếp muốn mặc quần áo vào. Hy Bình cười lớn, bỏ ra ngoài nhắm căn nhà của Quyền Hành đi đến. Nàng, ra đây, Quyền Hành thấy Hy Bình đứng trước cửa nhà, nàng đã đoán được hắn muốn gì. Hy Bình tới nhìn căn nhà của ngũ nữ, trừ Quyền Hành ra, tứ nữ đều phô bày thân thể trần truồng đang ngủ. Họ vừa mới tắm rửa hôm qua lại ở trong phòng nên đều không mặc quần áo. Thấy Hy Bình tiến lại, tất cả đều giật mình dùng tay vội vàng che chỗ kín. Hy Bình tiến lại hỏi, không hoan nghênh ta sao? Quyền Hành chạy lại, hai bàn tay xô hắn ra, hét lớn, Hy Bình lão sắc ma, cút. Ta không cho phép ngươi cưỡng đoạt họ. Ta muốn ái ân với họ. Quyền Hành hét lớn, Hy Bình, ngươi có chịu cút ra không? Hắn ngang ngạnh nói, căn nhà này do ta dựng lên, ta muốn đến lúc nào là do ta. Quyền Hành cố gắng đẩy hắn ra ngoài, nhưng bất chấp nàng xô đẩy như thế nào vẫn không thể xê dịch hắn được, tức tối hét lên, người đúng là đồ vô lại. Ta không phải là đồ vô lại, Hy Bình nghiêm mặt nói. Phải, ngươi là. Hy Bình dùng song thủ ôm lấy Quyền Hành, tốt, đừng phí sức đẩy ta, dù có như 10 con trâu cũng không làm ta xê dịch được đâu. Quyền Hành hét lên, ngươi, ta, không phải là trâu. Hy Bình cả cười, ta nói nàng như thế đâu. Ngươi, buông ta ra. Từ nãy giờ, hắn vẫn đang ôm chặt nàng, đôi bồng đảo của nàng đang dính chặt trên ngực hắn. Tứ nữ đều thấy khung cảnh kỳ lạ trước mặt. Hy Bình cười nói, hôn ta sẽ buông nàng ra. Không, Quyền Hành cự tuyệt, xấu hổ giấu mặt trên ngực hắn. Hy Bình nói, nếu nàng muốn... chúng ta sẽ cùng nhau ái ân ngay tại đây. Quyền Hành biến sắc tức giận quát, ngươi không phải đã nói không quan hệ ái ân với họ. Trước đây ta có nói nhưng bây giờ ta muốn. Hy Bình nói. Ngươi, mau buông ta ra. Hôn ta đã, Hy Bình nói. Quyền Hành do dự đôi chút, cuối cùng nhẹ nhón gót, nhướng lên hôn nhẹ lên mặt hắn. Hắn lập tức ôm chặt, hôn ngấu nghiến lên môi nàng. Nàng vội vàng vùng vẫy đẩy hắn ra. Hy Bình buông tay. Lúc này trên khuôn mặt của Quyền Hành có chút khác lại, biểu hiện không muốn hắn đi khỏi căn phòng này. Quyền Hành đã cho phép ta với các nàng chuẩn bị đi. Trong phòng, sắc diện tứ nữ đột nhiên ảm đạm, Mục Thu than thở, có lẽ, chúng tôi trở lại Trung Nguyên là sẽ chết. Hy Bình ngạc nhiên, nàng đã phạm lỗi gì vậy? Nàng là tiểu thiếp của lão đầu tử, có phạm lỗi gì thì lão cũng tha thứ thôi. Hay là vì lão bất lực nên nàng ghét lão ta? Mục Thu nhẹ đáp. La Tùng không có khả năng điều khiển chúng tôi. Nhưng, đừng sợ, có ta ở đây, Quyền Khuynh Quốc hắn dám làm gì sao? Tử tội cái gì, lão tử muốn nữ nhân, dù là mụ mụ của hắn, cũng là một dạng thôi. Đúng nha, mụ mụ của Quyền Khuynh Quốc không phải già rồi sao? Hy Bình hơi sợ hỏi. Chu Mỹ Tĩnh lên tiếng, không có già đâu, chỉ mới 48 thôi, nhưng lại trông như nữ nhân 28, hơn nữa lại xinh đẹp vô cùng. Cũng không khác với công chúa đâu. Có điều bà so với công chúa thành thục hơn. Vì Thái hậu chỉ sanh được Hoàng thương và Đường tư công chúa, không có thêm một công chúa nào khác nữa, nên Hoàng thượng đặc biệt yêu quý Hoàng muội này. Hy Bình ngồi xuống rồi nói, à, vậy thì ta thấy nhẹ nhõm rồi, nếu không thì thật đúng là gặp vận xúi quẩy. Nếu quả phải chạm trán với mụ mụ của hắn, chắc chắn sẽ rất lắm trò đây, mà bà ta nhìn vừa già vừa xấu như vỏ cây khô. Thì có khi ta u đầu mẻ chán như chơi. Tứ nữ đồng thanh cười lớn. Mục Thu hỏi, người rốt cuộc đối với chúng ta như thế nào? Hy Bình cười nói, ta nhớ có một nữ nhân muốn cưỡng đoạt ta. Nhưng không nhớ là ai, nàng biết không? Ngươi! Mục Thu đỏ bừng khuôn mặt,
không tưởng hắn lại đem chuyện cũ nói toẹt ra. Cưỡng đoạt đàn ông, thật phi lý. Đó chỉ là lời nói chứ nàng chưa làm thế bao giờ. Trườn tới, Hy Bình cởi bỏ tấm lông cừu trên thân thể Mục Thu, thực sự thấy được lớp lông tơ dày được chăm sóc kỹ lưỡng của nàng, sau đó hắn lại sờ soạng hạ thể của ba nữ nhân còn lại, nói lớn, thật ẩm ướt. Tứ nữ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Họ nghe thấy tiếng rú khoái lạc của Mộng Cơ, tưởng tượng cái cảnh Mộng Cơ đang hoan lạc hòa ái cùng Hy Bình, lại tưởng đến thân thể cương hãn, dương vật to lớn của hắn ra vào âm đạo mình. Không biết khoái lạc đến mức nào. Tứ nữ lại nhớ tới lúc nghe được âm thanh đó thật kích thích, hạ thể bắt đầu tiết ra dâm dịch vô pháp khống chế. Rõ ràng, mọi nữ nhân khác lúc này cũng tương tự, hầu hết đều dạo dực, dâm thủy tuôn tràn. Hy Bình hưng phấn nói, ta thích quá. Hê hê, bắt đầu từ ai nào? Hy Bình ngồi xuống cạnh Lam Bình, gần Vương Miên Miên, hỏi, hai nàng muốn ta? Hai nữ tử thấp giọng lý nhí, hắn vươn tay xoa nhẹ trên vung ngực nõn nà, mềm mại như bông của họ. Rồi Vương Miên Miên cảm thấy hạ thể mình được hắn kích thích liên tục. Hắn dịu dàng nói khẽ, nàng muốn ta tiếp tục không? Vương Miên Miên rên rỉ, đừng ngừng lại, ta không thích đâu. Ta đã sớm biết thế mà. Hy Bình cười nói, ta sẽ ân ái với nàng lần lượt từ trái qua phải. Trước tiên là Lam Bình. Tính từ trái qua phải gồm có, Lam Bình, Vương Nguyên Nguyên, Chu Mỹ Tính, Mục Thu. Bốn nữ nhân có chiều cao tương tự nhau, tầm khoảng 1 thước 7, trong đó Lam Bình thấp nhất, chỉ khoảng 1 thước 6-8 nhưng thân hình mảnh mai, nhìn hấp dẫn khêu gợi nhất so với các nữ nhân khác. Vương Nguyên Nguyên thì nảy nở đầy đặn đích thực kích thích cực đỉnh. Chu Mỹ Tính có tấm thân nõn nà. Cốt cách hiểu điệu, dịu dàng, thực là nữ nhân xinh đẹp. Mục Thu tuy tuổi đã 30, thân hình lại như thiếu nữ thanh xuân, là thiếu nữ có nhiều mị lực. Nhìn cơ thể nàng, đích thực là tuyệt mỹ, cùng với ba nữ nhân còn lại trong căn phòng đã tạo nên một khung cảnh thần tiên. Không được thô lỗ như vậy, Mục Thu thấy Hy Bình vồ lấy thân thể Lam Bình liền nói. Mục Thu cảnh báo quá muộn màng, tại Cương Đình, một tiếng thét thảm thiết vang lên, a, a, a. Đau chết người. Hy Bình cực lực đâm sâu từ phía sau. Hắn không tưởng Lam Bình lại đau đớn khóc như vậy. Một lát sau, tiếng khóc dần dần im bặt. Sau khi Hy Bình làm máu trinh từ hạ thể Vương Miên Miên rơi ra, hắn chuyển ngay qua thân thể của Chu Mỹ Tính. Ngực Chu Mỹ Tính thực sự không lớn lắm, nhưng trắng như sữa, vểnh lên cộng thêm thân hình mảnh mai, hai núm bú nhỏ vươn cao kiêu hãnh vô bì. Hy Bình ve tròn hai núm hồng hồng nói, cho ta một cái nhé. Hy Bình xoa nhẹ trên hạ thể Chu Mỹ Tính dọc theo hai cạnh âm hộ mượt mà, ngón tay vuốt ve kích thích dâm thủy tiết ra từ hai múi thịt nhỏ xinh của âm hộ. Hy Bình với kinh nghiệm vốn có, một ngón tay đã ra vào âm đạo một cách dễ dàng. Hắn ta thấy âm đạo của nàng sâu và rộng hơn của những nữ nhân khác. Chu Mỹ Tính cảm nhận được ngón tay gai góc của hắn đang trà sát âm đạo của mình, thân thể trùng trùng hứng tình, ngọc đồn dương cao trà sát vào dương vật của hắn. Hy Bình cười châm chọc, nhìn chân diện trắng trẻo của nàng, ta nghĩ nàng không phải là trinh nữ. Chu Mỹ Tính giấm rằng, dưới ma chảo của ngươi như thế này thì xử nữ cũng biến thành dâm nữ. Nào, ta sẽ biến nàng thành dâm nữ. Hy Bình đưa dương căn thẳng cứng vào âm hộ đang dâm thủy tràn trề, thúc tới phá rách màng trinh, tiến tận đến nơi sâu cùng. A, a, a. Chu Mỹ nào biến thành dâm nữ, nàng ấy khóc thét lên. Nàng ta khóc lóc rên rỉ cho đến khi ngủ thiếp đi, tuy nhiên trong tiếng khóc lóc nỉ non dần hiện ra sự thỏa mãn. Nàng ta mệt mỏi ngủ thiếp đi ngon lành tựa như có một giấc mơ hạnh phúc. Mục Thu khẩn trương nhìn Hy Bình quan hệ, người tiếp theo sẽ là nàng ta, cả tam nữ đều đã ngủ thiếp đi. Về phương diện này, nam nhân này đích thực cường hãn vô bì. Một lúc sau, nhìn thấy Hy Bình rút dương vật từ âm hộ của Chu Mỹ Tính, xung quanh dương vật còn vương máu đỏ. Bất giác trái tim của Mục Thu nhảy loạn trong lồng ngực. Hy Bình nằm lên người nàng ta, từ từ cười hỏi, nàng có biết tại sao ta để nàng là người cuối cùng không? Mục Thu ngơ ngác, khẽ lắc đầu. Hy Bình nói, bởi vì ta muốn nàng hứng tình. Trong nhóm nữ nhân này, ngoại trừ quyền hành, ta muốn khi nàng ân ái với ta phải đạt được cực khoái. Ngươi muốn cường hãn với ta giống như với Phi Sa ở lần đầu tiên sao? Ta không muốn. Nàng hoảng sợ nói to. Lại nhớ đến cảnh âm hộ của Phi Sa dưới sự mãnh liệt của hắn, dương vật vĩ đại của hắn như xé toang âm hộ Phi Sa, hà huống gì nàng, vẫn còn là một xử nữ. Nàng không muốn bị đau như vậy. Hy Bình nói, không,
đó là chỉ để đối phó Phi Sa. Với nàng còn cao minh hơn nhiều. Muốn so sánh ta với Phi Sa. Mục Thu không thốt ra được tiếng nào nữa. Hắn đã hôn lên môi nàng, cả thân người nóng rực. Bất chấp thời tiết hiện tại mát mẻ, nụ hôn này của hắn đã làm nàng tim đập loạn, máu trong người như sôi lên, hạ thể nóng rực, dâm thủy phút chốc tuôn tràn nóng ấm, sắc thái giống như đang ở tiên cảnh. Hai người cuồng nhiệt hôn nhau, tả thủ của Hy Bình chuyển xuống dưới, vuốt ve âm hộ nhỏ nhắn của nàng. Mà kể cũng kỳ lạ, bộ phận sinh dục của Mục Thu quả có khác với nữ nhân khác. Môi trong cao hơn dường như che lấp môi ngoài, vươn tới tận đám lông đen tuyền ở hai bên mép. Âm vật dường như lớn hơn trong khi âm đạo chật trội hơn. Hy Bình ve vuốt không ngừng, dưới bàn tay hắn, dâm thủy của nàng tràn ra ướt đẫm. Nhẹ rời đôi môi, hôn nhẹ xuống cổ, liếm nhẹ trên vùng nhạy cảm cả hai bên, trong chốc lát, đột nhiên Mục Thu thân thế nhanh chóng quằn quại trong tay hắn. Hôn từ cổ xuông vùng bụng nõn nà, dâm thủy xuất tiết ngày càng tràn lan. Khi tay Hy Bình tiến tới cái lỗ nhỏ nhắn của âm hộ, ve vuốt trên chùm lông đen ướt nhẹp, Mục Thu đã bắt đầu rên rỉ phóng đáng, không ngừng lắc lư, trà sát hạ thể vào bàn tay của hắn. Hắn miết tay nhẹ lên âm hộ nhỏ nhắn ưa đẫm, thân thể Mục Thu càng hoàn lên dữ dội. Ô, đừng khiêu khích ta nữa, ta chịu không nổi, ta muốn. Nàng muốn gì? Hy Bình đắc ý cười hỏi. Mục Thu ánh mắt đỏ rực, giận dỗi, muốn gì ư, ngươi biết mà. Đồ xấu xa. Ta xấu xa như vậy ư. Hy Bình đột ngột rời thân thể Mục Thu, thân trên dịch ra chống tay nơi hông nàng, mắt nhìn nở nụ cười kỳ quái. Mục Thu hỏi, ngươi nhìn ngắm cái gì? Ngắm nàng. Hy Bình, ngươi muốn làm gì bây giờ? Tại sao nàng trách ta, không phải nàng không thích sao? Hy Bình đợi Mục Thu trả lời. Khuôn mặt Mục Thu vênh lên, tức tối đá hắn một cước, giận dữ đi ra. Hy Bình nói, đá ta, đích thị rất đau, nàng động xuân tình sao đột nhiên dừng lại, muốn Phi Sa thay thế nàng ư. Thật sự là thủ đoạn cao minh đấy. Mục Thu giận dữ nói, Hy Bình, nếu như ngươi dám đụng đến ta, ta sẽ không khách khí đâu. Hy Bình nằm xuống, đặt tay lên trán, thản nhiên nói, nàng sẽ không như thế, nàng muốn ân ái với ta mà. Ta muốn cưỡng đoạt ngươi. Mục Thu chuyển thân tới bên cạnh Hy Bình, ngồi bên cạnh hắn, dùng hai tay nắm lấy dương vật của hắn, đặt vào lỗ nhỏ của âm hộ. Hy Bình cười mỉm, nhớ lại lúc cùng Hoa Lôi Hoan Lạc, tâm tưởng, nữ nhân lớn tuổi đích thị háo sắc, không biết có thể chịu đựng lâu không. Mục Thu nhẹ thốt, ngươi làm chậm chậm thôi, để khi tiến vào không làm người ta đau đớn. Mục Thu mắt lấp lánh, xuân ý lộ rõ, hình dáng cực kỳ quyến rũ, nói, những điều trước đây, bây giờ ta sẽ đáp trả. Mục Thu nhắm mắt, cắn chặt môi, dùng hai tay hé mở âm hộ. Trong khoảnh khắc đó, Hy Bình thu nhỏ kích thước dương căn để có thể thuận lợi đưa vào. Quả nhiên, dương vật Hy Bình đã đưa vào sâu trong âm hộ, Mục Thu phát ra một tiếng kêu đau đớn, cơ thể rung chuyển dữ dội. Hy Bình phát mạnh vào mông nàng ta để làm dịu đi cơn đau gây ra bởi sự xâm nhập bất ngờ. Mục Thu lại kêu lên những tiếng nức nở, thân thể mềm mại nằm sấp lên ngực Hy Bình, cất lên tiếng khóc nỉ non dịu dàng. Nước mắt thấm đẫm trên khuôn ngực của Hy Bình, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mỹ miều đang run rẩy, dịu dàng nói, không phải nàng muốn cưỡng đoạt ta ư, sao bây giờ lại bất động như thế? Mục Thu nhéo ngắt ngực hắn ta, sắc diện giận dữ, ngươi làm ta đau đến chết mất. Hy Bình cười nói, một khi nàng khẩn trương, tất nhiên sẽ đau đớn. Mục Thu nói, tại sao ngươi không thể làm nhanh lên? Hy Bình cười lớn, như thế còn gì là hứng thú? Mục Thu vùng vẫy, muốn dương vật sâu trong âm hộ xuất ra. Hy Bình không muốn cho Mục Thu vùng vẫy, hắn nói, một khi ta cưỡng đoạt, ta muốn ân ái tới cùng. Mục Thu thút thít nói, ta không, chỉ là ta không có khí lực để tiếp tục. Hy Bình nói, ta cũng nghĩ nàng là nữ nhân rất sinh lý mạnh mẽ, là nữ nhân cá biệt. Từ trước đến nay, ta rất thích cưỡng đoạt nữ nhân, Mục Thu, nàng muốn ta cưỡng đoạt nàng như thế nào đây? Mục Thu song nhãn biểu lộ sự ngượng ngùng nói chậm, được, nhưng hỗn đãn nhà ngươi phải ôn nhu nhé. Mỉm cười, Hy Bình chuyển thân dương vật áp vào hạ thể nói, để nàng đạt tới cực đỉnh của khoái lạc, ta cần phải như vũ bão, làm sao có thể ôn nhu từ tốn được. Mục Thu, ta muốn nàng biết, ta rất cường hãn trong chuyện ái ân, cứ thả lỏng toàn thân và mở rộng trái tim, nàng sẽ cảm thấy rất tuyệt vời. Nói xong, hắn đưa dương vật vào sâu tới quá nửa âm đạo nàng.
từ phía sau điên cuồng nhún nhảy trên thân thể trắng ngà. Mặt trời chiếu xuống mặt biển thứ ánh nắng mùa đông rực rỡ mà không nóng bức và chỉ đủ làm cát biển trở nên ấm áp. Đối với Hy Bình mà nói, khí hậu này chưa có gì phải để ý. Mục Thu tứ nữ theo sau hắn, đã sau 5 ngày nên thương thế của tứ nữ đã phục hồi rất tốt. Trong những ngày qua, Hy Bình cường ngạnh cùng quyền hành tiến hành hoan ái vài lần. Mỗi lần như vậy thì nàng đều rất tức giận nhưng sau đó chúng nữ đều thấy nàng trở nên vô cùng vui vẻ, mặt nàng lộ vẻ xuân y và vui sướng, đương nhiên chúng nữ cũng có khuôn mặt như vậy, có lau đi cũng không hết dấu vết. Hy Bình là nam nhân cường tráng vô cùng trên phương diện cho các nàng thỏa mãn vô hạn. Tại đây chẳng ai biết địa danh của tiểu đảo, lại không biết ngày mai như thế nào, không biết có thể rời khỏi đảo không nên chúng nữ cơ hồ buông thả hết, tất cả chỉ dựa vào tình cảm với một nam nhân duy nhất trên hòn đảo này. Nam nhân này may mắn có tài năng xuất chúng, nếu không sớm đã bị các nàng đè bẹp rồi. Hy Bình mang theo 14 nữ nhân, lại lần nữa đi dọc theo bờ hải đảo. Bọn họ mỗi ngày đều ra biển để bơi lội và kể cả làm tình dưới biển. Hôm nay thời tiết thật tốt, Quyền Hành bình tĩnh nhìn biển xanh vui sướng nói. Hy Bình đi đến bên nàng, ôm eo nàng từ phía sau, kề sát vào tai nàng nói, không thích sao. Trước khi giao hợp, nàng không cùng các nàng kia thảo luận với nhau à? Ta nghĩ đến một ý kiến hay, hôm nay các nàng cởi hết y phục, đứng xếp thành hàng, để ta kiểm duyệt từng người được không? Ai, người có điên không? Quyền Hành có chút buồn bực nói. Mỗi lần bị hắn bắt buộc giai hợp, nàng đều thấy khó chịu và phải la to lên. Mà ngày nào hắn cũng thân mật với một đám nữ nhân, trong đó đương nhiên có cả nàng, nhưng nàng cũng không có biện pháp, hơn nữa càng ngày càng thành thói quen. 14 nữ nhân tại đây, trước khi tiến vào phong khiếu động, không một ai là nữ nhân chân chính của Hoàng Hy Bình hắn. Thế nhưng từ lúc rời phong khiếu động cho đến bây giờ, tất cả 14 người đều đã trở thành nữ nhân của hắn, không biết điều này nên vui hay buồn. Quyền Hành cũng không thể xác định rõ cảm giác trong lòng nàng. Hy Bình giả bộ làm nũng nói, như vậy không tốt sao? Chúng ta đều cảm thấy tốt hơn khi tình trạng thấp kém nhiều, nàng sống nhờ chân khí của người ta. Hắn bắt chước âm điệu nữ nhân cười cợt, song thủ ôm Quyền Hành, phần eo vặn vẹo qua lại, vật to lớn ở giữa hai đùi di chuyển tới lui đồn bộ của Quyền Hành. Quyền Hành thật sự chịu không nổi hắn, chấp nhận số mạng nói, ngươi thật tùy tiện, ngươi là đại biến thái. Hy Bình hân hoan nói, các nàng toàn bộ cởi y phục ra rồi nằm xuống. Mục Thu cả kinh hỏi, tại sao? Hy Bình nói, đó là mệnh lệnh của tiểu thư nhà nàng dám kháng lại sao? Mục Thu nhìn Quyền Hành hỏi, tiểu thư, mệnh lệnh của người. Quyền Hành cả giận, mệnh lệnh ta chính là chống lại tên hỗn đản này. Ở chỗ thế này, ta có chủ ý gì được không? A Mật Y hiểu ý liền cười, Hy Bình, chàng có chủ ý gì? Không phải, đây là chủ ý của mọi người. Chẳng lẽ các nàng không nghĩ là chúng ta nên điên cuồng một chút sao? Phỉ Sa vui mừng la lên, ta muốn Hy Bình cùng Phỉ Sa điên cuồng. Nàng xé y phục ra thú trên người, ném ra ngoài bãi cát, lưng quay về Hy Bình. Nàng khơi dậy dục tính của hắn bằng đồn bộ trắng nõn, còn giữa hai chân có thể thấy rõ một dải đen nhỏ. Hy Bình, đến đây đi, Phỉ Sa đã sẵn sàng. Hy Bình cười khổ, các nàng đều là nữ nhân của ta, chỉ có Phỉ Sa là nhanh nhẹn nhất, có thể so sánh với Lãnh Tinh Oánh, chính là nhạc mẫu dâm đãng của ta. Những người khác không phải là người trong một gia đình sao? Nghĩ đến Lãnh Tinh Oánh, hắn lại đột nhiên nhớ đến một nhạc mẫu khác là Vương Ngọc Phân. Muốn thấy Vương Ngọc Phân chịu thoát y cho hắn xem quả là điều huyễn tưởng, nàng ta tuyệt đối không bao giờ chấp nhận. Hy Bình cúi đầu nhìn đống xiêm áo, rồi quát lên, các nàng nhanh lên, học theo Phỉ Sa đó. Chúng nữ nhìn hắn đang nhìn bọn họ, A Mật Y là người thoát y đầu tiên, chúng nữ còn lại cũng bắt đầu cởi dần y phục. Quyền Hành thấy trước mắt mọi người đều đang thoát y nên cũng từ từ thoát y. Rất nhanh chóng, trên bãi cát đã xuất hiện 14 mỹ nhân lõa thể mỹ diệu. Hy Bình nhìn thấy huyết mạch bành trướng, đầu cự dương nổi lên, chẳng còn giữ được bình tĩnh tiến lại. Các nàng hãy học theo Phỉ Sa, hạ tay ở ngực và yêu loan xuống, quay lại cho ta nhìn. Các nàng trông thật trắng trẻo và mỹ diệu, cáp cáp. Chúng nữ đều học theo Phỉ Sa rồi xếp thành một hàng, hạ loan hướng về phía trước, hai tay giữ phía sau, nâng đồn bộ mỹ diệu của mình lên cao cực độ. Hy Bình đưa mắt nhìn xuống phía dưới mỗi người, sau đó tiến lại. Nhìn vào mật địa nhỏ bé của họ, sau đó lại vòng ra phía sau lưng chúng nữ.
chúng nữ đều cảm thấy khẩn trương, mật huyệt đã chảy ra mật chất chờ đợi, nhưng Hy Bình vẫn chỉ nhìn. Sau khi đã thưởng thức trọn vẹn, Hy Bình mới nói các nàng hãy xếp thành vòng tròn, quay lưng lại phía ta, hình dạng giống như hồi nãy, các nàng mở rộng chân ra và hơi cúi xuống. Chúng nữ nghe xong, xếp thành một vòng tròn lớn xung quanh hắn. Hy Bình đứng giữa vòng tròn, cảm giác như đứng giữa rừng có trăm loại hoa, mà hắn như một cơn cuồng phong, chuẩn bị thu lấy mật hoa của mỗi đóa hoa trong rừng hoa. Thật là sảng khoái, Cáp Cáp, ta có một đề nghị. Hy Bình hưng phấn nói. Quyền Hành nói, Đại Sắc Ma, người bớt đề nghị đi có được không? Hy Bình gãi gãi đầu nói, theo ta nghĩ. Hắn nghĩ ra một cách tốt nhất nên nói, ta muốn bắt đầu từ mộng cơ, trước tiên tiến vào mộng cơ, sau đó sẽ tiến vào các nàng từng người một, các nàng thấy có được không? Tốt, Phỉ Sa là người đầu tiên lên tiếng. Chúng nữ đều muốn từ chối. Nếu đầu tiên tiến vào mộng cơ một lúc rồi đến bọn họ, nếu chẳng may đến lượt mà hắn lại hết vốn thì sao? Quyền Hành không đồng ý, không được, chúng ta không thể so được với mộng cơ, chàng làm bọn ta chết đi. A Mật Y cũng lo lắng nói, Hy Bình, ta cũng rất sợ thế. Dương Đình nói toạc những điều trong đáy lòng, tuyệt đối không được, cái của ta rất nhỏ, còn của mộng cơ thì rất lớn. Ô, ta sẽ bị đau khi ngươi tiến vào, ta không muốn đâu. Trừ mộng cơ và Phỉ Sa, tất cả nữ nhân đều không tấn thành đề nghị, mỗi người đều có một lý do riêng. Hy Bình bất chấp sự từ chối của bọn họ, dùng sức mạnh để thực hiện. Trước tiên tiến vào mật huyệt rộng rãi của mộng cơ một thời gian, giữ lấy phỉ đồn cuồng mãnh cắm xuống, đến khi mộng cơ cao chiều lai lâm cực khoái, mới rút ra, tiếp tục tiến nhập vào tao huyệt của Phỉ Sa. Phỉ Sa dù là nữ nhân trung nguyên, nhưng là một nữ nhân cực kỳ dâm đãng, nàng không sợ thống khổ, mà hình như càng thống khổ nàng lại càng hoan hỉ. Hiện Hy Bình tiến nhập, nàng đau đớn kêu la rầm rĩ, nhưng vẫn không dừng lại. Khi Hy Bình rút ra khỏi người của Phỉ Sa, hắn nhìn Quyền Hành, nghĩ xem nên trừng phạt nàng ra sao. Quyền Hành bị hắn nắm lấy, bắt đầu muốn chạy thoát, dĩ nhiên là không thể trốn được. Hy Bình cường ngạnh tách hai chân nàng ra, điều chỉnh cự dương siêu đại như lúc tiến vào mộng cơ, đột nhập vào không gian nhỏ bé vốn đã được thấm ướt của nàng. Quyền Hành thân thể mềm mại lắc lư dữ dội, bắt đầu kêu khóc ầm ĩ oa. Đau chết ta mất, Hoàng Hy Bình, ngươi là tên đại dâm côn. Ta đã cho ngươi mọi thứ. Ngươi sao muốn hại ta? Ta bị ngươi hại chết mất. Sao ngươi làm ta lâu vậy tên gia hỏa kia? Sao nó vẫn to mãi thế? Hoàng Hy Bình thấy nàng quả thật đã không còn đứng nổi, tự động thu nhỏ lại nói, được rồi, ta đã thu nhỏ lại rồi, nàng không cần phải cố gắng khóc to nữa. Những người trước nàng ta cũng làm rất là mạnh mà, nhưng có ai nước mắt nước mũi chảy rầm rề như nàng không? Cái của Hy Bình nhỏ lại, Quyền Hành đã cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng than thở của ngươi phải thật to dài hơn của con lừa. Điều đó là đương nhiên, của con lừa sao có thể bằng của ta? Hy Bình nói thẳng. A Mật Y bất ngờ hỏi, Quyền Hành, làm sao ngươi biết rằng cái của con lừa thì rất to dài vậy? Quyền Hành nói, nhiều người nói như vậy, ta chỉ nghe thế chứ cũng đã thấy đâu. Có gì khác thường sao? Thật khoái lạc, nhanh thêm nữa, đại dâm côn. Nàng ta chẳng quản đến thể diện đụng chạm với Hy Bình trên đảo này, nàng rũ bỏ mọi sự đè nén, kiềm chế, ở đây lại chỉ có 15 người bọn họ, cả 14 người đều là nữ nhân của nam nhân này, cũng chẳng cần phải giữ gìn gì nữa. Trong hoàn cảnh này, còn có điều gì phải lo lắng giữ gìn hay sao? Tiếng khêu khoái nhạc vang lên. Dương Đình nói, Hy Bình, khi chàng tiến vào, làm ơn đừng giữ kích cỡ giống với tiểu thư, ta không thể chịu nổi đâu. Quyền Hành lập tức phản đối, không được, đại dâm côn, không được thay đổi đối với cô ta muốn người tiến nhập vào ta thế nào thì giữ nguyên kích cỡ đó tiến nhập vào động nhỏ của Dương Đình. Dương Đình không được kháng nghị, đây là mệnh lệnh. Dương Đình oan khuất, tiểu thư, người tha cho ta được không? Quyền Hành đùa bỡn, có phải ta làm ngươi đâu, người sao lại bảo ta tha cho ngươi? Có trách thì trách tên đại dâm côn đang làm loạn trong người ta ấy. Nàng thực là quá khích nha, Hy Bình toàn lực tiến nhập vào. Quyền Hành nói, ta quá khích đó, xem ngươi làm thế nào. Hy Bình cười cười, ta làm thế này. Hắn rút ra, rồi lại tiến mạnh vào, Quyền Hành lập tức la to lên, oa, đau quá a. Hoàng Hy Bình, tên hỗn đản này, ngươi nếu còn phóng to cây dâm côn của ngươi, lần sau ta tuyệt không để ngươi tiến vào nữa. Chúng nữ không lý tới nằm thẳng cẳng trên cát,
Sau khi đã kinh qua cây gậy của Hy Bình, họ dã rời chẳng còn muốn chuyển mình nữa. Hy Bình thì đã bước ra bờ biển đi dạo, thản nhiên cất giọng hát một lúc dăm ba bài. Trong khi chúng nữ đang nằm cào tay lên cắt yếu ớt phản đối. Họ có thể để hắn làm bất cứ chuyện gì, trừ chuyện hắn hát ra, tuy nhiên lúc này chẳng còn cách nào. Bọn họ hiện tại chẳng buồn động đậy, lại không thích quản hắn, đành phải tự mình bịt tai lại. Hy Bình trong khi đang tiến dần ra biển, bỗng hét lên như điên, thuyền, thuyền. Chúng nữ đại kinh, toàn bộ ngồi bật dậy, nhìn ra ngoài biển lớn xa xăm, chỉ nhìn thấy một chấm đen nhỏ, đang từ từ tiến lại gần, lớn dần lên đó là thuyền, thuyền đi biển. Họ có thể được cứu. Quyền Hành nói, chiếc thuyền đó có thể ghé qua đảo này không? Mộng Cơ nói, có thể. Chúng ta trước đây vẫn thường tạm lưu lại đảo này để bổ sung lương thực và nước. Quyền Hành nói, đây cũng không chắc là thuyền của bà phải không? Mộng Cơ nói, cũng có khả năng là. Hy Bình đứng sát mép nước nói, các nàng mau mặc quần áo vào nhanh lên, ta không muốn để nam nhân khác thấy được thân thể nữ nhân của ta. Ta đi trước, ngăn họ lại. Quyền Hành cao giọng nói, người chuồn trước đấy à? Mẹ kiếp, tiểu nữ nhân này dám khinh thường ta phải không? Ta à, ta quay trở lại sẽ chọc chết nàng. Hy Bình nói xong, quay người nhắm thẳng hướng thuyền bơi tới với tốc độ cực nhanh, chúng nữ đứng trên cát nhìn theo, kêu lên trong kinh ngạc, con người này thực không tầm thường, từ trước tới nay, thực chẳng ai có thể bì nổi hắn. Thực đúng là không đơn giản như người bình thường. Họ nhìn thấy Hy Bình đã bơi ra xa. Lập tức kiếm y phục mặc vào, cũng may, là họ còn có y phục vốn có để mặc vào, chỉ có Phỉ Sa là để nguyên y phục tự nhiên, nàng ta cũng nghĩ rằng để lộ nước ra tự nhiên là một cách thể hiện tình cảm đặc biệt. Chúng nữ mặc quần áo xong, bình tĩnh đứng trên những đụn cát bên bờ nhìn ra phía mặt biển, Hy Bình với tốc độ siêu tưởng đang bơi về phía chiếc thuyền đó. Chính như Mộng Cơ từng nói, thì chiếc thuyền này đích xác đến từ Ba Tư. Nói thật đáng buồn. Ba Tư cùng Hoàng Triều vốn có mối giao hảo bắt đầu từ khi họ đem Thánh Hỏa Đao dâng tặng Hoàng Triều, để biểu đạt thành ý, rằng Thánh Hỏa Đao này đại biểu cho Thái Dương Thần của Ba Tư đã tặng làm quà cho Hoàng đế đương thời. Kể từ đó cứ mỗi lần đến Trung Nguyên, bọn đều có thể mang tới những thứ kỳ chân dị bảo ở Ba Tư thì rất là bình thường, tới Trung Nguyên thì, con mẹ nó, lại trở thành kỳ chân dị bảo, đồng thời lại đổi lấy những thứ kỳ chân dị bảo khác của Trung Nguyên, những thứ vốn rất tầm thường ở Trung Nguyên. Qua Ba Tư lại trở thành những kỳ chân dị bảo khác. Thật đáng buồn làm sao, họ dâng những mỹ nữ Ba Tư như một món quà tặng Hoàng Triều, rồi từ Trung Nguyên cũng lại dẫn tiến một số mỹ nữ Trung Quyên trở lại Ba Tư, điều này thực. Mẹ chứ, đáng chán. Trên thuyền có hơn 100 người trong đó có hơn 20 nữ nhân, những người khác đều là nam nhân. Khi các thủy thủ nghe thấy tiếng kêu thảm trên mặt biển, họ sau đó cứ theo tiếng gọi vọng lại đó mà tiến tới. Chỉ thấy một thứ gì đó tựa hồ như con người trên mặt biển đang phóng về phía họ với tốc độ cực nhanh. Cứu mạng nha, tiếng kêu thảm chất chứa cảm tình của Hy Bình thực sự át cả những con sóng. Trên thuyền sau đó có tiếng Ba Tư trao đổi. Tại sao người này lại dạo chơi ở bờ biển nhỉ? Hắn vừa nói điều gì đó. Có thể là cứu mạng a. Ta trước đây đã từng tới Trung Nguyên, có thể hiểu được một chút, chắc đúng là cứu mạng rồi. Ồ, ta nhất định phải đến Trung Nguyên. Nữ nhân của Trung Nguyên thực sự rất mỹ diệu, ở đó thật là tuyệt a. Ha ha, ha ha, có cần cứu hắn không? Nhìn theo hướng hắn bơi ra, chắc chắn là từ tiểu đảo kia bơi lại đây, chúng ta nên đến phía trước tiểu đảo kia, cứu hắn đi. Bọn thủy thủ cầm tay Hy Bình kéo nhanh lên mặt nước, nhìn thấy thân thể lõa lổ của hắn kinh ngạc đến không thở nổi, đây là nam nhân Trung Nguyên sao? Trông thật cao to cường tráng, lại còn... Bảo bối tại khố gian của bọn họ ai cũng vừa dài vừa thô như vậy sao? Hy Bình đã dần tỉnh lại, nhận thấy xung quanh có khoảng 10 người, miệng nó trên đầu họ trông cứ là lạ, cùng với Mộng Cơ có nhiều điểm giống nhau, cái mũi đều cao cao, phía trước lại cong vào. Nhưng trông cũng rất đẹp, nhìn thế này chắc chắn không phải người Trung Nguyên, ngôn ngữ chắc cũng không hiểu được rồi. Hy Bình nghĩ xong nói, uy, các ngươi có hiểu ta nói gì không? Bọn thủy thủ nhìn thấy hắn mở miệng nói, có thể nghe nhưng chẳng hiểu gì, dùng tiếng Ba Tư hỏi, người đến từ Trung Nguyên phải không? Hy Bình nghe không hiểu, lớn tiếng nói, bọn ngươi nói cái gì, ta không thể hiểu được. Đáp lại lời hắn lại là tiếng Ba Tư, người nói cái gì đó, đói à, bọn ta nghe chẳng hiểu gì cả. Hy Bình thở dài một hơi, sau đó quay người lại chỉ tiểu đảo, miệng kêu loạn lên đến nơi đó. Nhìn tay hắn chỉ,
hình như những người Ba Tư đã hiểu, cũng bắt chước chỉ hướng Tiểu Đảo. Mở miệng cười hắc hắc, Hy Bình biết bọn họ đã hiểu quay đầu lại nhìn bọn họ cười, bọn cũng nhìn hắn cười. Hy Bình chỉ vào y phục thủy thủ, sau đó chỉ vào mình, ngụ ý muốn nói cho mình một bộ y phục thủy thủ. Một lúc lâu sau bọn họ mới hiểu ra, đúng là đầu óc ngu si, một người trong bọn họ đi một lúc thì quay lại, tay cầm một bộ y phục cho hắn. Thân hắn đích thị rất cao to, nhưng trong si ố thủy thủ cũng có vài người cao to không kém hắn, vậy nên tùy tiện chọn một bộ cũng rất vừa với thân hình hắn. Hắn mặc y phục xong, ngồi lên tấm ván mỏng trên thuyền, không nói chuyện với bọn họ, bọn thủy thủ biết có nói hắn cũng không hiểu, vì vậy hai bên đều chẳng nói gì với nhau. Thuyền vẫn tiếp tục nhằm hướng Tiểu Đảo tiến tới. Thuyền sắp vào đến bờ, thủy thủ Ba Tư đột nhiên hoan hô. Kỳ thật bọn họ nhìn thấy trên bờ có rất nhiều mỹ nhân tức thì vô cùng kích động vung nhanh mái chèo làm nước bắn tung tóe ra xung quanh. Hy Bình nhìn thấy nhưng chẳng hiểu vì sao. Khi thuyền cập bờ, Mộng Cơ đã nhận ra thuyền của quê hương nên cảm thấy vui mừng tột độ liền nhảy lên dùng tiếng Ba Tư chào hỏi, thủy thủ cũng lớn tiếng đáp lại. Hy Bình và 13 nữ nhân còn lại nhìn Mộng Cơ đang chào hỏi với những người khác lạ này, cũng hiểu ra bọn người này đến từ Ba Tư. Hy Bình nhìn Mộng Cơ hỏi, nàng quen bọn họ. Mộng Cơ đáp, lúc trước, thiếp nhờ chiếc thuyền này đưa đến Trung Nguyên. Hy Bình nói, sau này ngươi cảnh cáo bọn chúng, nếu dám có ý với nữ nhân của ta thì ta sẽ khiến bọn chúng vĩnh viễn không về được Ba Tư. Mộng Cơ kinh hãi nhìn Hy Bình, đột nhiên cười với hắn rồi nói, nếu quả thật bọn chúng muốn dùng đám mỹ nữ Ba Tư để trao đổi chúng thiếp với chàng thì sao? Hy Bình kinh hỉ hỏi lại, trên thuyền có mỹ nữ Ba Tư sao? Quyền Hành nói giọng trách móc, Hoàng Hy Bình, biểu tình của ngươi như thế sao? Lại muốn dùng chúng ta trao đổi mỹ nữ Ba Tư sao? Hy Bình nhìn Quyền Hành nói, võ công của nàng cao, nếu nàng không nguyện ý, họ bằng cái gì chống trả nàng? Quyền Hành suy nghĩ điều Hy Bình vừa nói thấy thật hữu lý, hơn nữa khi có người khen võ công của nàng cao cường, liền trở nên cao hứng, nói ta tuyệt đối không để cho nam thứ hai có thể đi vào thân thể ta. Ta đích thực không phải là nữ nhân dâm đãng. Hy Bình quay mặt ngưng thần nhìn Mộng Cơ, trong hai mắt đột nhiên hiện ra một vẻ tà mị, giọng quyến rũ nói, nữ nhân của ta chỉ thuộc về ta, trước nay ta không đem bọn họ trao đổi với ai cả. Mộng Cơ, mong nàng nhớ kỹ điều đó, cũng mong nàng nhớ ta là nam nhân đến từ Trung Nguyên. Mộng Cơ biến sắc, khiếp sợ đáp thiếp, thiếp biết. Phỉ Sa mừng rỡ nói, Hy Bình, chàng thật bá đạo, thật có bá lực. Người ta thích chàng muốn chết đi được. Mọi người trên thuyền đều xuống thuyền, Mộng Cơ thì cùng với một vài người ôm, Hy Bình thấy rất là bực dọc, nhưng biết điều ấy là lễ tiết của bọn họ, cũng không thể tránh được. Một vài thủy thủ thấy nhiều Trung Nguyên mỹ nữ như vậy, thì có một vài người cũng muốn y theo ôm bọn A Mật y mỹ nữ, Hy Bình đánh thẳng ra một quyền, đánh cho bọn chúng văng ra cả thước. Tình thế khẩn trương một hồi, Mộng Cơ từ trong thuyền giải thích, người Ba Tư mới bỏ qua Hy Bình. Rồi mọi người không ai muốn ôm mấy Trung Nguyên mỹ nữ. Hy Bình nghĩ thầm, ôm nữ nhân của ta, cái này không phải kiếm chuyện ư. Đối với Mộng Cơ cùng với cố hương của nàng giao tiếp, Hy Bình cùng chúng nữ bàng quang đi tới một bên nghe đều không hiểu rõ ràng. Tất cả người ở trên thuyền đều đi xuống, lại thấy có hơn 20 mỹ nữ Ba Tư, trong đó có hai nàng xinh đẹp tựa hồ còn có lẽ so với Mộng Cơ, tuổi cũng còn rất trẻ, chỉ có 17-18 tuổi, cặp mắt Hy Bình nhìn vào một vài lần. Sau khi Mộng Cơ giới thiệu, Hy Bình mới biết được thuyền trưởng Ba Tư là cái gì, kêu là bố Lỗ Tư hay anh chàng khổng lồ, cũng to con cao lớn anh Tuấn, tóc vàng, mắt màu xanh lam, mũi cao, gần 30 tuổi, vừa thấy Mộng Cơ đến, thì ôm Mộng Cơ vào hôn hít, Hy Bình nhìn thẳng vào nổi giận. Ở trong nhóm người Ba Tư, cũng có mấy người hiểu được tiếng Trung Nguyên, bố Lỗ Tư này là một trong đó số người đó. Như vậy, mọi người nhận thức kỳ thật cũng chỉ là cách chào hỏi qua loa mà thôi. Hơn nữa tất cả trong lòng đều không có cam lòng không tình nguyện lúc chào hỏi. Nếu không có Mộng Cơ ở giữa hòa giải, trái ngược mọi người một lòng sẵn sàng đánh nhau. Bố Lỗ Tư phái người lên trên đảo bổ sung thực vật với nước ngọt, một nửa người Ba Tư đã đi, chỉ có 27 nữ nhân và còn lại khoảng hơn 30 nam nhân ở lại. Bố Lỗ Tư tựa hồ đang cùng Mộng Cơ đàm luận chuyện gì, Hy Bình nhìn ra được Mộng Cơ cùng hắn đang tranh cãi. Nếu Hy Bình biết hắn đang nói với Mộng Cơ muốn cùng bọn nữ nhân A Mật y quan hệ, Hy Bình khả năng có thể bưng hắn quăng vào biển cả cho cá lớn ăn. Mộng Cơ dùng tiếng Ba Tư nói, không được, nữ nhân ở đây đều là của nam nhân này.
Bố Lô tự hỏi, một nam nhân tại sao lại cần nhiều nữ nhân như vậy làm gì? Tại sao hắn không chia sẻ nữ nhân của hắn cho những nam nhân khác cùng hưởng thụ, như vậy chẳng phải mọi người đều sẽ vui vẻ sao? Mộng Cơ đáp, đó chính là đặc điểm của nam nhân Trung Nguyên. Họ quyết sẽ không để cho những nam nhân khác đụng đến nữ nhân của họ. Bố Lô Tư nói, vậy thì ta sẽ giết nam nhân này. Những nữ nhân ở đây đều là những mỹ nhân đẹp nhất mà ta gặp được từ khi đến Trung Nguyên. Ngay tại Ba Tư cũng chưa từng có mỹ nhân nào xinh đẹp bằng họ. Ta muốn đem bọn họ về Ba Tư, như vậy thì ta sẽ có thể có được rất nhiều tài sản và địa vị cao tột. Mộng Cơ cười lạnh nói, ngươi không giết được hắn đâu. Bố Lô Tư nói, cái gì? Chúng ta có hơn 100 người, sao lại không giết được một người? An Đông Ni, ngươi xem thường các dũng sĩ của quê hương ngươi chăng? Mộng Cơ nói, ta không cho phép các ngươi có hành động thô bạo với hắn. Hắn là gì của ngươi? Mộng Cơ trả lời, hắn giờ đây là nam nhân của ta. Bố Lô Tư nói, An Đông Ni, ta chính là nam nhân đầu tiên của ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên thời khắc thân mật của chúng ta rồi sao? Mộng Cơ cả giận, ngươi nhắc tới chuyện đó, ta lại càng giận. Hoàng thượng vốn là người chỉ có hứng thú với xử nữ. Cũng bởi vì lúc ấy ta không còn là xử nữ nữa nên mới bị y đem tặng cho một lão nhân, sau này lại làm tặng phẩm của lão. Bố Lô Tư mỉm cười, An Đông Ni, nam nhân Trung Nguyên làm sao có thể so bì với ta được? Chẳng lẽ nàng lại có thể mê luyến cái thứ tiểu côn của nam nhân Trung Nguyên sao? Mộng Cơ cười nhạo nói, ngươi đừng có tự đại như thế, kỳ nhân Trung Nguyên có rất nhiều. Những người lợi hại hơn ngươi có không biết bao nhiêu mà kể. Bố Lô Tư kiêu ngạo nói, ta đã từng trông thấy nhiều nam nhân của Trung Nguyên rồi, cái thứ đầu nghề đó của chúng so với người Ba Tư chúng ta đâu có được to dài bằng. Bọn chúng ở trước mặt chúng ta chỉ có thể cúi đầu xưng thần mà thôi. Hoàng đế của Trung Nguyên thân là quốc quân chi chủ, nhưng tiểu kê kê của hắn cũng chỉ bé tẹo mà thôi, ha ha. Mộng Cơ nói, ta không nói chuyện này với ngươi nữa. Bố Lô Tư, lần này ngươi mang mấy nữ nhân này đến để hiến cho Hoàng đế Trung Nguyên. Bố Lô Tư nói, chúng ta chuẩn bị hiến cho Hoàng đế Trung Nguyên lưỡng đại mỹ nhân của chúng ta. Là bọn họ ư? Mộng Cơ chỉ vào hai người đặc biệt xinh đẹp nhất trong số những thiếu nữ Ba Tư có mặt tại đây. Phải, là Chu Lị Na và Phân Đế. Mộng Cơ nhìn thoáng qua hai nàng, Chu Lị Na tóc màu bạch kim, Phân Đế tóc màu vàng. Nàng nói, ngươi không có phát sinh quan hệ gì với họ chứ? Bố Lô Tư nói, còn chưa đâu, ở trên thuyền này, ngoài hai người họ vẫn còn là xử nữ ra thì những người khác đều hoàn hảo với bọn ta cả. Mộng Cơ nói, các ngươi tốt nhất là không nên đụng đến họ, nếu không thì lần này các ngươi sẽ không còn mạng để trở về Ba Tư nữa. Bởi vì người mà các ngươi hiến lên cho Hoàng đế Trung Nguyên lần trước không phải là xử nữ, nên y đã thề rằng, nếu lần sau các ngươi còn dâng lên nữ nhân không thuần khiết cho y, thì y sẽ giết hết các ngươi. Bố Lô Tư nói, may thật, thiếu chút nữa là ta tự hại tính mạng của mình rồi. An Đông Ni, đa tạ ngươi đã nhắc nhở. Ta nhất định sẽ giữ gìn tấm thân xử nữ của bọn họ để dâng lên cho tên Hoàng đế Trung Nguyên biến thái kia. Mộng Cơ hỏi, các ngươi chừng nào xuất phát? Ngày mai. Vậy hãy đưa chúng ta cùng về Trung Nguyên luôn thể. Chúng ta bị khốn ở hòn đảo này cũng được một thời gian rồi. Bố Lô Tư nhìn sang Hy Bình và những mỹ nữ đang đứng bên cạnh hắn, thầm nuốt nước miếng, rồi nói với Mộng Cơ, An Đông Ni, ta đi sang nói chuyện với số nam nhân kia. Mặt hắn có nhiều vết thương như vậy thật là kinh khủng. Sau khi dùng tiếng Ba Tư nói chuyện với Mộng Cơ xong, bố Lô Tư đi đến trước mặt Hy Bình, dùng tiếng Trung Nguyên hỏi, người gọi là Hoàng Hy Bình. Hy Bình kinh ngạc vô cùng, thật không ngờ tên mao nhân này lại có thể thông thạo tiếng Trung Nguyên. Hắn tức giận, vừa rồi không phải Mộng Cơ đã giới thiệu rồi sao? Con mẹ nó đồ đa mao, người nói chuyện thật là dư thừa. Bố Lô Tư nói, ta muốn nữ nhân của ngươi. Không đợi Hy Bình trả lời, quyền hành đã mở miệng mắng lớn, Hoàng Mao quỷ tử, ngươi muốn chết. Hy Bình từ tốn, ta cũng muốn nữ nhân của ngươi. Tốt lắm, vậy chúng ta trao đổi với nhau, bố Lô Tư dứt khoát. Hy Bình cười cười, ngươi nói sai rồi, ta chỉ nói là muốn nữ nhân của ngươi, chứ không có nói là sẽ trao đổi nữ nhân với ngươi. Bố Lô Tư nói, ngươi đang cần bọn ta trợ giúp kia mà. Nếu các ngươi muốn trở lại Trung Nguyên thì phải ngồi thuyền của ta. Hy Bình hỏi lại, nói giỡn, ta sẽ cầu ngươi sao? Ngươi không muốn cầu ta. Đương nhiên, lão tử hạ lệnh cho ngươi,
Hắc hắc, tất nhiên là ngươi phải nghe lời của ta. Bố Lô Tư nói tốt, vậy chúng ta đánh cuộc. Nếu ngươi thắng, ta sẽ nghe lời ngươi, còn nếu ngươi thua, thì ngươi phải làm nô lệ cho ta. Hy Bình cười cười, ngươi muốn ta làm nô lệ cho ngươi. Bố Lô Tư cũng cười, một khi ngươi trở thành nô lệ của ta, như vậy thì cả ngươi và nữ nhân của ngươi cũng đều thuộc về ta. Hắc hắc, chủ ý này cũng rất hay. Hắc hắc, lúc trước ta đã từng cho thầy tướng số rất nhiều tiền, bọn họ cũng giúp ta mà nói vài lời tốt. Bố Lô Tư không hiểu hắn nói gì, nên thắc mắc hỏi lại, ê, ngươi nói cái gì? Hy Bình biết có nói rông dài với gã thì cũng chẳng ích gì, tiếng Trung Nguyên của gã cũng như nửa thùng nước, nghe được mà không hiểu được, vì vậy mới nói, ngươi muốn so bì cái gì với ta? Bố Lô Tư nói, người Trung Nguyên các ngươi ít có nam nhân nào cao lớn như ngươi vậy, tuy nhiên, cao như ngươi mà cũng vẫn còn thấp hơn ta một chút. Chỉ là không biết năng lực của ngươi thế nào. Năng lực gì, đánh nhau hả, ta là đệ nhất nhân trong lĩnh vực này đấy nha. Bố Lô Tư cười nói, ta và ngươi tỉ thí, ba trận phải thắng hai, ta ra đề. Hy Bình khó chịu hỏi, tại sao phải là ngươi ra đề mới được? Còn ta thì không được. Bố Lô Tư nói, ta là khách, cho nên phải do ta ra đề. Hy Bình nói, được rồi, ta nhường cho ngươi đấy, nếu không thì lại bảo là ta khi dễ người ngoại tộc. Bố Lô Tư không cảm thấy khó chịu bởi lời nói đó, chỉ nói, chúng ta đấu văn hóa, tiếp theo là so nhảy cao, cuối cùng là chạy bộ. Hy Bình nghe xong thì há miệng cứng lưỡi, hồi lâu không nói lên được lời nào. Bố Lô Tư tưởng hắn sợ, cười khỉnh, hỏi, thế nào, ngươi sợ rồi sao? Tức cười, ta sợ cái gì chứ? Ngươi tự cao quá rồi. Bố Lô Tư nói, vậy thì ta bắt đầu trước. Hắn đọc một bài thơ tiếng Ba Tư nhưng không được rõ ràng, những mỹ nữ Ba Tư thì nhi si như say, dù Hy Bình cùng với chúng nữ Trung Nguyên cũng không biết hắn nói cái gì. Hy Bình đang muốn kháng nghị là hắn không hiểu gì hết, nên muốn bố Lô Tư đọc một bài thơ Trung Nguyên, cái tên này cũng dường như cũng thật sự có vài phần tương tượng. Chúng nữ Trung Nguyên nghe xong cũng cảm thấy tên bố Lô Tư này thật có học thức, nhưng chúng nữ Ba Tư thì cho rằng bố Lô Tư nói chẳng ra gì. Đến lượt quyền vương của Hoàn Sơn Thôn, hắn nhìn biển rộng và hải đảo, cảm thấy thật có thi vị, chỉ là hắn cảm thấy thật nặng mùi tanh của cá, làm hắn cảm thấy phản cảm, nên không có tâm tình. Vì vậy á khẩu không nói được gì, cứ như vậy, nên trận đầu hắn đã thua. Không có biện pháp ai bảo lúc đầu ăn cá lại bị khó chịu chứ. Đến trận thứ hai, bố Lô Tư gọi ra bốn người mỹ nữ Ba Tư, bốn người này đều cao khoảng 1 thước 8. Hắn để cho bọn họ đứng thành một hàng, dàn ra thật rộng rãi, hắn từ một bên bờ cát khác chạy tới trước mặt bốn nữ tử. Khi chỉ còn cách khoảng 2 thước, hắn liền vọt bay lên không, dễ dàng nhảy tới. Sau khi định thân lại, hắn nói, ta đã dễ dàng nhảy cao tới 180 phân, nếu ngươi cũng làm được. Chúng ta sẽ tăng lên tiếp. Nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không qua nổi đâu. Ta chính là vô địch nhảy cao của đất nước này đấy. Chúng nữ Trung Nguyên trong lòng cười to, với khinh công của bọn họ thì việc nhảy qua 18 thước không phải rất dễ sao, huống chi là 180 phân. Các nàng đã có kết luận lần này Hy Bình sẽ thắng, để vãn hồi sự mất mặt trong cuộc đấu thơ, các nàng chỉ đưa mắt chờ kết quả thôi. Hy Bình đi tới trước mặt tứ nữ, lại nhìn bốn mỹ nữ Ba Tư, sau đó quay lại lui ra thật xa. Hát hát, ta tới đây. Hắn cũng học lấy đà giống như bố Lô Tư, chạy tới trước mặt bốn mỹ nữ Ba Tư chỉ còn cách 3 thước, liền kêu lên. Nhưng lại thấy dưới chân như vướng phải cái gì, thân thể liền nhảy dựng lên, không khống chế được, lao về phía trước, kết quả là ngã nhào xuống cắt ngay chính giữa hai mỹ nữ Ba Tư, khiến hắn không ngừng kêu đau. Kết quả không cần nói cũng biết, đấu 3 trận, hắn đã thua 2 rồi. Nhưng hắn tính tình vẫn không đổi. Vẫn cứ muốn đấu trận thứ 3 chạy đua. Chạy đua lại chính là sở trường của hắn, hắn so với ngựa chạy còn nhanh hơn. Chúng nữ nghĩ không được người này có lúc lại rất lợi hại, hết lần này tới lần khác đều thua bố Lô Tư, cảm thấy rất mất mặt, quyền hành mắng hắn là vì Ba Tư mỹ nữ phỏng chừng cố ý làm như vậy, bây giờ thua rồi, có gì để vãn hồi cục diện. Bố Lô Tư cao hứng đáp ứng tiến hành trận đấu, bởi vì hắn vô cùng tự tin. Hai người đứng nghiêng mình trên cát, trông giống như con chó vồ lấy thức ăn đều nhìn về phía trước, Mộng Cơ hô to, chuẩn bị, bắt đầu. Một luồng cát bắn lên, Hy Bình với tốc độ mắt thường khó thấy được bắn về phía trước, hai chân luân chuyển với tốc độ cực nhanh, đất cát cũng bắn lên theo.
Bố Lô Tư còn chưa khởi hành, nhìn một đạo hư ảnh, sững sờ nói, trận này không cần phải so tài, người này so với con ngựa nhanh nhất trên thế gian này còn nhanh hơn. Thi Bình đắc ý chạy một hồi lâu, không thấy bố Lô Tư chạy theo sau, quay đầu lại liền nhìn thấy bố Lô Tư vẫn đứng bất động tại chỗ. Hắn liền dùng tốc độ của ngựa phi chạy trở lại, đến trước mặt bố Lô Tư một hơi thở dốc cũng không có, nói, lợi hại không? Bố Lô Tư trong lòng thầm nói, phi thường. Thi Bình nói, người đã thua, người phải nghe lời ta. Bố Lô Tư cả kinh nói, người nói ngược lại à? Trong ba trận người chỉ thắng có một, cuối cùng người thắng là ta, người chính là kẻ thua cuộc. Phải không? Thi Bình rốt cuộc từ trong thắng lợi ngắn ngủi tỉnh lại, có chút mất tự nhiên nói. Đương nhiên, chẳng lẽ người muốn nghĩ lại? Thi Bình nói, chờ một chút, vì sao chỉ mình ngươi được ra đề, không công bằng, ta cũng phải ra đề, đấu lại ba trận với ngươi. Bố Lô Tư ngẫm nghĩ, nói tốt, cũng cần như thế. Thi Bình nói, trận đầu, chúng ta đấu ca hát. Ta đáp ứng ngươi, bố Lô Tư nói. Chúng ta không đồng ý, Hoàng Hy Bình chàng mà dám ca hát, chúng ta sẽ giết chàng. Chư nữ đều nhất trí phản đối Hy Bình thi ca hát. Hy Bình tỏ vẻ đau khổ, vì mặt mũi của người Trung Nguyên chúng ta nhất định muốn thắng gã. Mà ca hát là điểm mạnh của ta, vì ta là ca thần. Dù có chuyện gì, cũng không cho phép chàng ca hát. Kết quả cuộc tranh cãi này là phần thắng nghiêng về phía đa số, Hy Bình phải thua đám nữ nhân này. Vì thế cuộc thi ca hát không thể tiến hành. Hy Bình đề nghị, chúng ta đánh nhau. Bố Lô Tư trả lời, cũng tốt, để ta giáo huấn ngươi. Nhưng, Hy Bình chỉ vào đám nam nhân ba tư rồi nói, các ngươi cùng tiến lên, thế nào hả? Bố Lô Tư trừng hai mắt, ngươi muốn nói là sẽ để cả bọn chúng ta đấu với ngươi. Đúng vậy. Không được, bọn ta chỉ quen một chọi một thôi, ngươi đánh với ta. Hy Bình nổi giận, ta không thèm đánh. Đánh một mình ngươi, một chút hứng thú cũng không có. Bố Lô Tư suy nghĩ rồi nói, nếu ngươi muốn như vậy, ta đồng ý với ngươi. Oa nha, thật sảng khoái, đám các ngươi chịu đánh với ta phải không? Ngươi nói sự thật, Hy Bình khoái trá. Nơi này không có chỗ để chạy, Hy Bình quay mặt đối diện với 30 tráng nam của ba tư, trông không sợ gì, mà mỉm cười vui vẻ. Quyền Hành nhìn A Mật Y hỏi, hắn không phải muốn giết hết mọi người chứ? A Mật Y đáp, ta cũng không rõ. Phỉ Sa nói, nghe nói chàng rất thích đánh nhau, đây là lần đầu tiên ta được chứng kiến. Có thể chàng thua, tên gia hỏa này đúng là không bình thường, nhưng ta lại thích cái không bình thường lúc ân ái ấy, thật sự không bình thường, làm cho người ta điên cuồng không thôi. Sau một hồi hỗn chiến, thật sự là kinh thiên động địa, toàn bộ 30 nam nhân ba tư đều trúng quyền của Hy Bình, đang lăn lộn rên la trên mặt đất. Hắn đang đứng nghiêm, nhưng trên mặt hắn đều bị bọn nam nhân kia đám cho bầm tím hết. Thêm vào những vết thương cũ trên mặt, thật là xấu xí. Hắc hắc, đánh xong rồi, hắn đắc ý cười, nhìn chăm chăm vào đám người bố Lô Tư đang rên la, rồi nói, bố Lô Tư, có muốn đánh tiếp không? Bằng không, ta sẽ chờ bọn ngươi trở lại, chúng ta đánh tiếp. 100 người các ngươi đánh với một mình ta, thế nào? Bố Lô Tư hơi sợ, trả lời, không đánh nữa, dù có cùng 1000 người đánh với ngươi cũng không. Ngươi là đúng là người man dợ. Tất cả người ba tư đều thừa nhận ý kiến này, bọn họ đúng gặp phải một tên dã man, đánh nhau đến liều mạng, đánh hắn thì hắn không đau cũng chẳng chết được, chỉ đến khi bị hắn đánh lại, bọn họ mới thấy được thế nào là cảm giác sống không bằng chết. Nữ nhân ba tư thật sự bị sự cường hãn của Hy Bình hấp dẫn, bất ngờ vì Hy Bình mà lại gieo hò sao. Hy Bình ôm quyền nói, cảm ơn chúng vị mỹ nữ cổ vũ, nếu có cơ hội, ta sẽ cho các ngươi thưởng thức tài năng của ca thần ta. Tin tưởng rằng các ngươi sẽ càng thêm thích thú. Hắn dứt lời xong hướng bố Lô Tư nói, còn trận thứ ba nữa, để ta nghĩ, xem nên thi cái gì a. Bố Lô Tư lo lắng nhìn hắn, thấy hắn suy nghĩ đã lâu đều không nói lời nào, tự khẩn trương hỏi, ngươi nghĩ ra chưa? Hy Bình vẻ mặt đau khổ nói, ta không nghĩ ra được cái gì, làm sao bây giờ? Các ngươi thắng 2 trận, ta cũng thắng 2 trận, ngang tài ngang sức, không có ai thắng ai thua ha. Bố Lô Tư nhẫn chư thống, đứng lên, nói, chúng ta đây so với người ván cuối cùng, phân định thắng thua. Nhưng ta nghĩ không ra đề tài mục A, Hy Bình kêu lên một cách tức giận. Bố Lô Tư nói, lần này do ta đề xuất, nếu ngươi cảm thấy được thì đáp ứng, nếu không, chúng ta thương lượng lại một cái khác.
Tốt đấy, ngươi nói đi, ta sẽ suy nghĩ. Bố Lô Tư đột nhiên chỉ vào giữa khố của hắn nói, chúng ta so sánh chỗ này xem ai thô dài hơn, xem nam nhân nào giữ được lâu hơn, lại so xem ai có thể làm đàn bà đạt tới cao trào nhanh hơn, xem ai có năng lực trong một lần thỏa mãn nhiều đàn bà hơn, ngươi dám không? Hắc hắc, ta bố Lô Tư trong quốc nội thực ra nổi danh là một nhân vật phong lưu, tính nhân nhiều vô số, và không có một nam nhân nào dám so sánh với bố Lô Tư ta đây. Người Trung Nguyên này tiểu côn mà dám cùng ta ba tư đại pháp trượng so sánh sao? Sặc, Thi Bình nói, ngươi là muốn so sánh về năng lực đàn ông. Đúng. Thi Bình có điểm do dự nói, nếu là dùng nữ nhân của các ngươi, ta có thể suy xét một chút. Bố Lô Tư nói, trong số 27 người nữ nhân ta mang đến có thể dùng được 25 người, có 2 người là không được chạm đến, thế đã được chưa? Thi Bình nhìn Chu Lệ Na và Phân Đế. Nghĩ trong lòng thật là đáng tiếc. Bố Lô Tư hỏi, ngươi không dám sao? Ta dám, có cái gì mà không dám, kêu đám đàn bà của ngươi cởi hết quần áo chờ lão tử chơi chết các nàng. Thi Bình hét lớn, quyết định tham gia trận đấu loại này. Bố Lô Tư nói, vào thời điểm ngươi nhìn thấy ta cùng chúng nữ hoàn hảo, ngươi sẽ tự ti đến liệt dương mất thôi, Trung Nguyên tiểu côn côn. Hắn nói những lời này. Cơ hồ khiến cho chư nữ Trung Nguyên cùng với Mộng Cơ cười to đi ra ngoài. Đối với Hy Bình muốn cùng bố Lô Tư so sánh độ thô dài của Dương Căn cũng như trận đấu để cao thấp về năng lực nam nhân, chư nữ Trung Nguyên thái độ rất tán thành, còn ủng hộ hắn ra thi đấu, để vi quốc gia làm vẻ vang. Nhưng bọn họ nhất định không lên thuyền. Trận đấu diễn ra trên bong tàu, 25 người đàn bà ba tư đã đi lên tàu, những nam nhân ba tư đương nhiên cũng lên trên thuyền, Hy Bình hòa bố Lô Tư. Bố Lô Tư chọn lựa 5 nam nhân ba tư cùng 25 người đàn bà ba tư. Nữ nhân tới từ ba tư này, đều đã trải qua chọn lựa, về sắc đẹp, đương nhiên đều là những mặt hàng thượng hàng. Thời điểm Hy Bình và bố Lô Tư cùng với 5 tráng nam nhân được bố Lô Tư chọn lựa tập trung tại trước mặt 25 người nữ nhân này, hắn trong lòng uất ức chính là, so với 6 nam nhân này, hắn là lùn nhất. Mặc dù hắn cao đến 190 phân. Nhưng bố Lô Tư hết lần này tới lần khác muốn chỉ tìm những tên cao ngoài 195 phân đến so với hắn, dường như là muốn hạ thấp hắn. 25 người nữ nhân hưng phấn chờ đợi bong tàu rất ấm áp, các nàng không lo lắng bị nhiễm lạnh. Các nàng quả thực là nhiệt tình bùng cháy, nghĩ đến vừa rồi Hy Bình cùng nam nhân khác đánh nhau tính cách rất cường hãn, điều đó làm trái tim các nàng thập phần xao xuyến. Tại Ba Tư, các nàng cũng chưa thấy qua nam nhân cường hãn như thế, thật sự là so với chiến thần Ba Tư cũng không có gì khác nhau. Điều này khiến cho các nàng điên cuồng chờ mong. Bố Lô Tư tin tưởng 10 phần nói, Hoàng Hy Bình, nếu ngươi có thể thắng được một người trong số chúng ta, xem như là ngươi đã thắng luôn. Hy Bình nói, mẹ kiếp, con heo bố lỗ, ngươi dám coi thường ta sao? Bố Lô Tư cười nói, lại còn không phải sao, theo ta được biết. Người Trung Nguyên các ngươi chưa từng có ai cường đại như ba tư ta, ha ha, các huynh đệ, cởi quần ra cho tên Trung Nguyên tiểu côn côn nhìn, dọa chết hắn đi. Hắn cùng năm tráng nam lập tức cởi bỏ quần áo, lộ ra rất nhiều lông trên thân thể, nam căn đó quả nhiên so với nam nhân Trung Nguyên thô dài hơn rất nhiều, Hy Bình hét lớn, hoa hoa, tiểu đệ đệ các ngươi quả là hùng vĩ cực kỳ. Bố Lô Tư đắc ý nói, Trung Nguyên nữ nhân các ngươi còn không ái tử chúng ta, ha ha. Trước kia thời điểm chúng ta tại Trung Nguyên, phô diễn trước bọn đàn bà, đều bị chúng ta làm cho khuynh đảo. Hy Bình đột nhiên nói, không biết so sánh được không? Bố Lô Tư nói, ngươi thật sự sợ rồi sao? Ta thật sự sợ, ta sợ dọa các ngươi chạy mất, đến đây, cho các ngươi nhìn xem thân thể cường tráng của ta, tuyệt không giống như các ngươi vậy, chỉ toàn là thịt mỡ, thịt của ta đều làm từ thép đấy. Bố Lô Tư nói, vậy ngươi nhanh cởi ra đi. Rồi hắn lại dùng ba tư thoại nói lại một lần, với 5 nam nhân khác cùng với 25 ba tư mỹ nữ chờ bị làm thịt, cao giọng gọi. Hy Bình nói, người bảo nữ nhân này cởi hết quần áo ra, ta mới cởi, ta phải xem hàng trước, tránh nói ta không giữ lời hứa. Bố Lô Tư phân phó một tiếng, tất cả nữ nhân lập tức thoát y. Khoảnh khắc sau, trước mặt bọn họ, liền hiện ra 20 khối xích lõa nữ thể. Vóc dáng đám nữ nhân này so với vóc dáng nữ nhân Trung Nguyên quả là xuất chúng, mỹ đồn no tròn, eo thon nhỏ gọn, bộ ngực to lớn, da thịt như tuyết trắng. Hy Bình thấy dục hỏa bạo trướng, ở giữa khố cự vật cơ hồ như đòi phá khố lao ra, hắn hét lớn một tiếng, bố Lô Tư, ta cho ngươi con mẹ nó thua tâm phục khẩu phục,
ta muốn cho bọn nữ nhân này toàn bộ vô lực không thể đứng thẳng. Hắn nói xong, liền lập tức cởi bỏ thủy thủ y, khi hắn lộ ra nửa người trên cường tráng, lúc này đàn bà Ba Tư đã một trận kêu gào, khi hắn cởi bỏ quần, cự vật ở khố gian đó cơ hồ khiến cho bố lỗ tư tâm chạm không xong, trời ạ! Tên này là người gì vậy? Ba Tư mỹ nữ bắt đầu điên cuồng lên. Thi Bình nói, bố lỗ tư, còn muốn so với ta sao? Bố lỗ tư cực mất tự nhiên nói, mặc dù nói ta đã thấy qua của ngươi là thô dài nhất, thế nhưng về thực lực trong thực chiến, không so thì không biết được. Ngươi con mẹ nó là không nhận thua. Bố lỗ tư nói, so qua mới biết được. Thi Bình căm tức nói, lão tử, dám xúc phạm, nào thì bắt đầu. Long Thành tình thế khẩn trương, không phải một hai câu có thể nói hết, Ngọc Xà Môn cùng Địa Ngục Môn xuất hiện, đối với Đại Địa Minh mà nói, thì chưa bao giờ có khiêu chiến hoặc uy hiếp. Ngọc Xà Môn cùng Địa Ngục Môn hợp tác, thì ai ai cũng biết. Hai ma môn này có đến trăm năm lịch sử, cuối cùng liên minh, đối với Võ Lâm Chánh Đạo mà nói, thì cũng chưa bao giờ có uy hiếp. Tuy nhiên, tứ đại Võ Lâm thế gia cũng không biết có dụng ý gì, mà đối với việc ấy thờ ơ lãnh đạm, Ngọc Xà Môn cũng được. Địa Ngục Môn cũng xong, bọn họ đều mặc kệ, chỉ biết ở Tiểu Trạch Môn chờ đợi. Long Thành phát sinh tranh giành cấu xé lẫn nhau với bọn họ đều không có liên can, chỉ cần không trêu chọc đến bọn họ thong thả cho qua. Nhưng Tứ Cẩu làm cái bang tân nhiệm bang chủ, mà không biết thế lực của cái bang đã có 80% tiến vào Long Thành. Thi Bình mất tích cũng gần một tháng, Lạc Hùng giữa trăm công việc bề bộn, không dám quên để ý Thi Bình và đám người quyền hành có đột nhiên xuất hiện hay không. Nhưng trước khi Hy Bình xuất hiện, lão hầu như đem toàn bộ tinh lực dùng ở việc tiêu diệt ma môn liên minh. Lão dùng thân phận Võ Lâm Minh chủ hiệu lệnh Võ Lâm Chánh Đạo, không ngừng tập trung nhân lực cùng tài lực. Trong lúc này, thật không có xuất hiện quá nhiều vấn đề, ngoại trừ Minh Nguyệt Phong, cùng theo Minh Nguyệt Phong là Thiếu Lâm, Võ Đăng hai đại phái, biểu hiện bên ngoài có chút tiêu cực, các Võ Lâm chính phái đều tự cho rằng là nhân sĩ Võ Lâm của Võ Lâm chính phái, đều tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Đại Địa Minh. Minh Nguyệt Phong vốn cùng Đại Địa Minh có địa vị ngang bằng, không theo Đại Địa Minh mà hành sự. Sau khi tự trở lại Long Thành, Mộng Tình biết được Hy Bình mất tích, tâm tình sầu muộn. Mộng Hương nhìn ở trong mắt, đau đớn ở trong lòng, tuy nói Mộng Tình đã đem quyền lực nhường lại cho nàng, nhưng Mộng Tình dù sao từ nhỏ giữ nàng nuôi lớn, Mộng Tình trong mắt nàng, chắc chắn là mẫu thân của nàng. Giờ đây mẫu thân vì duyên cớ của nhi tử bà mà đau buồn. Mộng Hương nàng có thể tích cực đến tham dự việc võ lâm gì đó sao? Nữ nhân, mặc kệ là dạng nữ nhân nào, đến một lúc nào đó, đối với việc công và tư, đều là lấy chuyện tư làm đầu. Minh Nguyệt Phong tuy là trụ cột của võ lâm chính đạo, song đã trải qua hơn trăm năm, tôn chỉ mục đích dần dần, cũng sẽ thay đổi, giống như Mộng Tiên trước đây, không phải bởi vì vấn đề của cá nhân, mà định hạ bỏ quy định của cái màng che mặt sao? Có lẽ, ở trong lòng Mộng Hương, không chỉ vì Hy Bình đơn giản là nhi tử của Mộng Tình, đương nhiên cũng không phải ngớ ngẩn bởi vì Hy Bình trên danh nghĩa là ca ca của nàng. Nàng tuy không thừa nhận, nhưng Mộng Tình cũng nói như thế. Trong đầu của nàng có suy nghĩ của nàng, loại ý nghĩ này từ lần đầu tiên nàng gặp mặt Hy Bình lúc đó đã tồn tại, chỉ là luôn không để ý, bị nàng chôn sâu tại đáy lòng. Tâm của nàng trước kia thì rất bình tĩnh, chẳng biết vì sao, sau mỗi lần đối mặt Hy Bình, đều không thể duy trì bình tĩnh. Có lẽ nàng ở trước mặt bất cứ người nào đều có thể duy trì bình tĩnh, cái loại giữ gìn này điệu bộ như mộng lúc ẩn lúc hiện, duy nhất khi Hy Bình xuất hiện, khiến nàng dáng vẻ đại biến. Chuyện này đã không phải một hai lần. Mộng Tình không muốn đến Tiểu Trạch Môn, Mộng Hương cũng đành phải cùng đi theo tiến vào, võ lâm chính phái luôn do Minh Nguyệt Phong dẫn đầu, y như cũ dừng chân ở Đại Địa Minh. Bắt đầu từ thời khắc Hy Bình bị chôn sống tại Động Phong Khiếu. Mộng Hương cũng thấy được nguyên nhân sự tình không phải tự nhiên đơn giản vậy. Nàng sau này trong lòng nghi vấn hỏi Mộng Tình thật lâu mới nói ra hai chữ, Lạc Hùng. Bảo Nguyệt ở cùng đám nữ nhân của Hy Bình, đám nữ nhân Vưu Túy cũng hoàn toàn đem nàng đối đãi như chị em, Mộng Hương cũng không qua hỏi chuyện Bảo Nguyệt mỗi lần ở trước mặt nàng khóc, nàng cũng không hiểu vì sao cái mũi buốt buốt. Triệu Tử Uy không có việc làm thì chạy đi theo đuổi Mộng Hương. Về sau, Mộng Hương thật sự phiền, đối mặt hắn nói ra loại lời đã từng đối với Độc Cô Minh nói ra. Triệu Nhị công tử buồn bực xong vài ngày, Độc Cô Minh đồng tình với tên em dễ này giống nhau tìm đến gặp hắn, trong lúc đồng bệnh tương lân, cùng Hoa Tiểu Ba đem Triệu Nhị công tử từ bi thương lôi kéo đi.
Ba tên này lại chạy đến Thiên Phong Tam Anh biểu đạt tình ý, có được cảm xúc mạnh mẽ mới, Triệu Nhị công tử si tình thần kinh lần nữa ló ra hùng vĩ oai phong. Rất nhanh, lời âu yếm của Độc Cô Minh ngọt ngào đánh lừa được Đinh Phù, Hoa Tiểu Ba làm cho Diệp Phân lớn hơn hắn 5-6 tuổi kêu hắn bằng thân ca ca, Triệu Nhị công tử cũng khí thế bá vương đem tôn vi áp đảo trên giường, tâm linh của hắn rốt cuộc được an ủi, thì ra Triệu Nhị công tử hắn mị lực vẫn bắn ra tứ phía. Ở trước mặt nữ nhân oai cả dặm, chỉ là mộng hương không biết phân biệt hàng mà thôi, đáng tiếc mà. Tứ Cẩu biết được tin tức đã quá muộn, hắn mở miệng mắng to, mắng chửi ba tên này tán gái không mang hắn theo, hại hắn không có chỗ dựa, dừng chân. Triệu Tử Huy nói, Thiên Phong Tam Anh chỉ có ba người, có thay phiên thế nào cũng không đến phiên ngươi đâu. Ngươi cũng không nhìn xem, giữa bốn người chúng ta, ngươi là kẻ tệ nhất. Hoa Tiểu Ba muốn giữ thể diện cho sư phó của hắn, hắn rất khách khí hướng Tứ Cẩu nói. Sư phụ, nữ nhân của người nhiều như thế, nhường chút cơ hội cho đồ đệ không được sao? Nếu người tới, bằng thủ đoạn cao cường của người, đồ đệ người thật không có cơ hội. Tứ Cẩu nghe xong rất thoải mái, nói ta cho dù không tán Thiên Phong Tam Anh, cũng có thể tán nữ đồ đệ của Thiên Phong Bảo mà. Các ngươi không mang ta theo, đúng là không nói nghĩa khí huynh đệ. Hoa Tiểu Ba nói, chúng ta đi theo đuổi thái âm tứ nữ kia không? Những lời này vừa ra. Ba tên nam nhân còn lại tâng bốc khen thưởng. Thái âm tứ ngọc này đúng là mỹ nữ khó gặp, bọn họ sớm đã quyết định nội bộ. Về việc theo đuổi, bốn tên lập tức đối tứ ngọc triển khai thế công hiếm thấy. Âu Dương Đình Đình hiểu rõ dụng ý của bọn họ, cũng mặc kệ việc của bọn họ và tứ ngọc. Tứ ngọc đương nhiên cũng hiểu được ý đồ của bốn tên cướp này, nhưng luôn luôn treo buộc lòng ham muốn của bọn họ, không cho bọn họ đạt ý, nhưng bọn họ cũng không gãy không khuất phục. Độc Cô Minh tỏ tình hết bài này đến bài khác, Hoa Tiểu Ba nói dối không ngừng, Tứ Cẩu mỗi lần đến gần Tử Ngọc thường gọi to Tử Ngọc thơm, Triệu Nhị công tử biến thái học giống Hoa Tiểu Ba vỗ vào cái mông ngựa của Hoàng Ngọc. Kết quả là còn không có kết quả. Hôm nay, Vân Tuyết ra từ phòng ngủ của Lạc Thiên, nàng đang cùng Lạc Thiên ăn chơi trác táng, sa đọa. Lạc Hùng tiện phái người đến gọi Lạc Thiên đi đến mật thất một chuyến. Nàng vốn định muốn đi cùng Lạc Thiên, nhưng bị Lạc Thiên cự tuyệt. Lạc Thiên tiến vào mật thất, bất ngờ thấy Lạc Thủy đã trở lại, trong mật thất chỉ có Lạc Hùng và Lạc Thủy, Lạc Thiên nhân tiện nói, phụ thân, có chuyện gấp sao? Lạc Hùng cười, Lạc Thủy mang tin tức đáng ngạc nhiên về cho chúng ta. Lạc Thủy nói, ta cùng sư muội trải qua một phen thẩm tra, phát hiện huyết ma thật sự ẩn cư ở Thiếu Lâm. Cùng ở một chỗ với huyết ma, còn có cái bang tiền nhiệm bang chủ Phong Tự Lai. Bọn họ ẩn cư trong hậu sơn của Thiếu Lâm. Huyết ma dường như võ công đã hoàn toàn mất hết, nhưng Phong Tự Lai đi theo ở bên cạnh hắn, chúng ta không cách nào hạ thủ đem hắn bắt về đây. Lạc Thủy, tin tức của các người, đã vượt quá dự đoán của ta. Phong Tự Lai người này, quả nhiên không phải vô cớ mất tích. Ta lúc trước thế nào cũng không tưởng được hắn sẽ đi tìm Lâm Khiếu Thiên. Nói cho cùng, Lâm Khiếu Thiên chỉ có hắn là bằng hữu duy nhất. Ngoại trừ Phong Tự Lai, cả giang hồ đều là địch nhân của hắn. Bản thân hắn đúng là thiên sát cô tinh, Lạc Hùng cười thâm độc. Lạc Thủy hỏi, sư phụ, bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Lạc Thiên cũng nói, phải đấy. Phụ thân, người không phải nói Hoàng Hy Bình có khả năng là nhi tử của huyết ma sao? Lạc Thủy nói, thiếu chủ, Hoàng Hy Bình đích thật là nhi tử của huyết ma. Bọn ta núp tại góc tối, vừa vặn nghe được huyết ma cùng Phong Tự Lai trò chuyện. Phong Tự Lai hỏi chuyện Hoàng Hy Bình. Hỏi huyết ma có hậu duệ hay không? Chính miệng huyết ma thừa nhận, lúc hắn rời khỏi Minh Nguyệt Phong, Mộng Tình cũng đã mang thai 3 tháng. Ta nghĩ Hoàng Hy Bình này đúng là nhi tử của Mộng Tình cùng huyết ma. Ta có điểm mơ hồ, việc này có liên quan thế nào đến Minh Nguyệt Phong? Lạc Hùng giải thích, Thiên Nhi, lúc huyết ma khiêu chiến Mộng Tình, hai người không phân thắng bại. Huyết ma luôn lưu lại Minh Nguyệt Phong suốt hơn 3 tháng dài. Mà mẫu thân của Hoàng Hy Bình bây giờ đúng là tỷ nữ chân yến của Mộng Tình. Bởi vậy, có thể khẳng định, Hoàng Hy Bình này tuyệt đối là tạp chủng do huyết ma cùng Mộng Tình vụng trộm sinh ra. Việc này ta có chút manh mối, nhưng trước khi chưa tìm ra huyết ma, ta đều để lại trong lòng. Lạc Thiên giật mình, phụ thân, người từng nói Hoàng Hy Bình thừa kế máu huyết cường giả truyền lại, có lẽ phải nói hắn là con huyết ma. Lạc Hùng nói, ừ, hiện tại xác định. Hoàng Hy Bình đúng là con của huyết ma và Mộng Tình, trong máu của hắn lưu động đến hai loại máu của đại cường giả đương thời. Thiên Nhi, người không phát hiện ra có lúc hắn rất giống,
thay đổi nhiều giống mộng tình sao? Chỉ có mộng tình mới có thể sinh ra nhi tử giống tà thần lại tuấn tú này. Lão nghĩ đến mộng tình, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Lão rất hy vọng mộng tình cũng giúp lão sanh một nhi tử. Đáng tiếc mộng tình lại giúp địch nhân của lão sinh ra một tên vô lại mạnh mẽ, vô lại tuấn tú đến mức khiến lão đau đầu. Ta quyết định đến Thiếu Lâm trước. Huyết ma là địch nhân cả đời ta còn sống một ngày, tuyệt không thể để hắn sống trên thế gian này. Thiên Nhi, ngươi còn nhớ đám người Đông Dương chứ? Bọn chúng là cửu nhân của Hoàng Hy Bình, tìm cơ hội lôi kéo bọn chúng, đối với chúng ta có lợi. Chỉ cần là địch nhân của Hoàng Hy Bình, thì chính là bằng hữu của chúng ta. Lạc Thiên đáp, con sẽ xử lý ổn thỏa việc này. Lạc Thủy nói, sư phụ, người một mình đến Thiếu Lâm trước. Lạc Hùng cười, sư phụ mạnh khỏe lại, cũng không dám một mình đối phó Thiếu Lâm. Ta sẽ âm thầm đem 6 phần thế lực của chúng ta đến Thiếu Lâm, bức phiên thông giao huyết ma ra. Lạc Thiên hỏi, nếu như lão không giao? Lão không dám đâu, lão phải lo cho Thiếu Lâm. Nếu ta dùng đạo nghĩa võ lâm áp chế, lão buộc phải giao huyết ma ra. Thiên Si đã chết, nhất định không người nào muốn bảo vệ huyết ma. Huyết ma là thù địch chung của võ lâm chánh đạo, mà lại ẩn nấp tại Thiếu Lâm có mặt mũi gì mà nhìn đồng đạo giang hồ. Bọn chúng tuyệt đối không dám cùng chúng ta đối địch, không có phương pháp xử lý, cũng phải hy sinh huyết ma để làm tròn truyền thống của Thiếu Lâm. Mà tính tình của huyết ma, càng sẽ không muốn Thiếu Lâm vì hắn mà bị tổn hại, cho nên hắn nhất định sẽ tự rộng đến nộp mình. Còn Phong Tự Lai, hắn chỉ có thể mở to mắt ra mà nhìn huyết ma bị ta mang đi. Sau đó ta đoán hắn sẽ trở lại cái bang, nhưng mà, hắn đã vứt bỏ cái bang mà đi, cái bang còn tới phần hắn nói chuyện sao? Lạc Thủy nói, lời sư phụ nói hoàn toàn chính xác. Lạc Hùng kế thắng trong tay, cười, Thiên Nhi, Đại Địa Minh sẽ tạm thời giao cho ngươi quản. Ta sẽ lưu lại 4 phần nhân thủ, đồng thời đem 3 vị đại hộ pháp cũng lưu lại bên cạnh ngươi, còn 10 đại đệ tử. Địa Ngục Môn và Ngọc Xà Môn đều không đáng sợ, huống chi Long Thành còn có rất nhiều võ lâm chánh đạo cũng phải phục tùng Đại Địa Minh chúng ta. Thiên Nhi, ngươi còn có điều trở ngại không? Lạc Thiên đáp, phụ thân, không có, con sẽ đem Địa Ngục Môn và Ngọc Môn tiêu diệt sạch. Lạc Hùng nói, muốn diệt hết bọn chúng không phải là chuyện khó. Cái khó là bọn chúng phân tán ở Long Thành rất lớn, nhiều loại người, nhất thời thật không thể tìm ra toàn bộ. Lúc này, chúng ta cùng bọn chúng tranh đấu gay gắt. Có đôi lúc phát sinh một vài trận chiến nhỏ, đều là bọn ta ở sáng, bọn chúng trong tối. Chúng ta cũng thật sự tổn thất một ít nhân thủ, người không được lơ là xem thường mới ổn, ai? Lạc Thiên trả lời, phụ thân, xin tin tưởng nhi tử người. Ta tin tưởng ngươi. Lạc Hùng vỗ vỗ bả vai Lạc Thiên, nói, Thiên Nhi, tứ đại gia bên kia tình hình thế nào? Lạc Thiên kể, phụ thân, bọn họ cũng giống như trước kia, nhưng con từ trong miệng đại ni tìm được một tin tức rất kinh người, mà đối với Hoàng Hy Bình mà nói là chí mạng. Muốn ly gián quan hệ của tứ đại gia, từ điểm này ra tay rất dễ dàng. Hả, Thiên Nhi, nói nhanh lên. Lạc Thiên nói, đại ni có lần vô tình đi qua trước cửa phòng của Hoàng Tiểu Nguyệt, nghe được Hoàng Tiểu Nguyệt cùng Đỗ Manh Manh trò chuyện. Từ trong câu chuyện của hai nàng ta, biết được Hoàng Tiểu Nguyệt và Hoàng Hy Bình bề ngoài là huynh muội, kỳ thật ngầm dính dáng đến việc loạn luân. Mà Đỗ Manh Manh thân là thê tử của Hoàng Đại Hải, lại đi yêu Hoàng Hy Bình, còn tấm thân xử nữ của nàng cũng giao cho Hoàng Hy Bình. Phụ thân, người nói tin tức này có phải là tin tức cực tốt không? Lạc Hùng vui mừng, thật sự là tin tức tốt, đại ni ở bên cạnh bọn chúng, cũng rốt cuộc có điểm hữu dụng, Lạc Thiên cắn răng, con chuẩn bị đem việc này công bố thiên hạ. Không vội, Lạc Hùng nói, hiện tại Hoàng Hy Bình cũng không có thấy bóng, chờ ta đem huyết ma áp trở về khi ấy sẽ bàn lại sau. Đây là điểm sơ hở tốt, nhất định phải lợi dụng thật tốt, không được tùy tiện lãng phí. Tốt, con trước đó giấu mặt bày ra chuyện này, vốn là muốn cho đại ni đi lừa học võ công. Đến nay lừa không được, thì cũng tính có một nội gián trong bọn chúng, đối với bọn ta có lợi ích rất nhiều. Ha, người tính không bằng trời tính, Thiên Nhi, phụ thận ra ngoài chuẩn bị, người cùng A Thủy ở đây nói chuyện một chút. A Thủy nói, có chút việc muốn nói cùng ngươi. Lạc Hùng nói, trước tiên ra khỏi mật thất. Lạc Thiên hỏi, Lạc Thủy, người muốn cùng ta nói chuyện gì? Thiếu chủ, là về sư muội. Lạc Thiên tựa hồ không có bao nhiêu hứng thú, thuận tiện nói, người nói đi. Lạc Thủy lên tiếng, lần này ta cùng nàng ta đến Thiếu Lâm, phát giác tâm của nàng không ở trên người ta,
cũng không ở trên người của thiếu chủ. A, Lạc Thiên kinh động. Tâm của nàng ở trên người Hoàng Hy Bình, ta dọc đường thấy nàng buồn bực không vui, dường như suy xét đến việc ta làm hoặc là người khác, cho nên đặc biệt lưu ý. Buổi tối ta ở bên ngoài phòng vệ, nghe được nàng lầm bầm lầu bầu, đều là về Hoàng Hy Bình. Lạc Thiên trầm ngâm xong một trận, Hoàng Hy Bình này thật sự là nhân tài giỏi câu dẫn nữ nhân, hắc hắc, Lạc Thủy, tùy nàng ta đi. Nam nhân nàng ta nghĩ đến, sẽ không đem lại cho nàng kết quả tốt đâu. Lạc Thủy nổi giận, ta nhất định phải giết Hoàng Hy Bình. Lạc Thiên chăm chú nhìn hắn, đột nhiên đưa một cánh tay ra. Lạc Thủy vội vàng cũng đưa một cánh tay ra cùng Lạc Thiên cánh tay siết chặt một chỗ, Lạc Thiên nói chúng ta cùng phấn đấu. Vân Tuyết từ Đại Địa Minh đến, gặp Thi Nhu Vân đối diện đi đến, trên mặt nàng nở ra một nụ cười thân thiện, Nhu Vân, muội đến đây tìm tỷ tỷ. Đoạn thời gian này, Thi Nhu Vân thường ở Đại Địa Minh, đúng là tìm Vân Tuyết. Đôi khi, nàng cứ đem Vân Tuyết ảo tưởng thành ca ca của nàng. Bởi vì, Vân Tuyết và đại ca đã chết của nàng rất giống nhau. Nhưng Vân Tuyết vẫn là nữ nhân, cuối cùng cũng không thể là đại ca của nàng, huống chi đại ca của nàng đã chết. Người đã chết, còn sống lại không? Nàng không biết nàng quá đơn thuần, không thể nghĩ quá nhiều, nhưng mà nàng nghĩ, cần có khả năng sống lại. Một thiếu nữ đơn thuần, luôn có những ý nghĩ ngớ ngẩn bình thường đơn thuần. Có lẽ, lúc nào đó, đơn thuần cũng là yếu tố giải thích phức tạp trực tiếp nhất. Thi Nhu Vân nói, ta đến tìm tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ phải đi ra ngoài sao? Vân Tuyết nói, ta ra khỏi thành, muội muốn đi cùng ta hay không? Tốt thật, muội theo tỷ tỷ đi chơi. Thi Nhu Vân tin tưởng Vân Tuyết, cũng giống như tin tưởng đại ca đã chết của nàng hoặc là tin tưởng Vưu Túy, nàng rất ít nghĩ đến những việc đáng lo lắng. Vân Tuyết tiện kéo tay của nàng, cùng nhau rời khỏi Long Thành. Vùng ngoại ô Long Thành, có một cái hồ, tên là Long Uyên, cái hồ này không hề lớn, cũng không phải rất nổi danh, bình thường rất yên tĩnh, không phải rất nhiều người tiến đến, đặc biệt là ở đây cuộc sống cực khổ, càng không có người. Tìm chỗ, hai nàng ngồi xuống, nhìn cái hồ yên tĩnh. Thi Nhu Vân đột nhiên hỏi, tỷ tỷ vì sao phải đối xử tốt với Nhu Vân như vậy? Một mảnh lá rụng rơi xuống, rơi ở trước mặt Vân Tuyết. Bàn tay đẹp của nàng duỗi ra, đem chiếc lá đón nhận trong tay, trải lòng bàn tay ra, hai mắt chăm chú nhìn chiếc lá xanh vàng, nhẹ nhàng thổi một hơi, giống như một hơi nhẹ nhàng thở dài, Nhu Vân, tỷ tỷ không phải đối với mỗi người đều tốt, chỉ đối với muội tốt thôi. Tỷ tỷ không phải là một người thiện lương, chỉ khi đối với muội, tỷ tỷ đều rất thiện lương. Thì Nhu Vân nói, Nhu Vân không hiểu. Chuyện không hiểu, thì không nên nghĩ quá nhiều. Một nữ hài, nghĩ quá nhiều, sẽ buồn phiền. Nhu Vân, muội nói với tỷ, Hoàng Hy Bình là cựu nhân của muội rất hận hắn, nhưng muội lại không mong hắn chết đi. Muội nói không biết vì cái gì, Hoàng Hy Bình đã rời khỏi cuộc đời một quãng thời gian. Muội mỗi lần đến tìm ta, đều nói tới hắn, lúc nói đến hắn thì muội đều rơi lệ, muội có biết vì cái gì không? Thi Nhu Vân cúi thấp mặt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó nàng dựa ở bả vai của Vân Tuyết. Vân Tuyết đưa tay ôm nàng, nói tiếp, Nhu Vân, bởi vì muội yêu thích hắn. Có lẽ muội cũng biết, nhưng muội không chịu thừa nhận. Bởi vì chính mắt muội thấy ca ca muội tự sát, muội hiểu được là hắn bức tử ca ca của muội. Kỳ thật muội phải biết rằng ca muội không hề hận hắn. Nếu hắn hận Hoàng Hy Bình, hắn cũng sẽ không đem muội thân yêu giao cho hắn, phải không? Vân Tuyết tiếp tục nói, hắn rất nhiều lúc đều không nói đạo lý, nhưng bất luận lúc nào đều che chở cho mỗi một nữ nhân bên cạnh hắn. Đại ca muội cho muội đi theo bên cạnh hắn, xem như muốn cho hắn bảo vệ muội. Bởi vì ngoại trừ bản thân đại ca muội chỉ tin tưởng Hoàng Hy Bình, một nam nhân nhìn giống như vô lại, có thể làm ra bất cứ chuyện vô sỉ gì. Nhưng mà có nguyên tắc hắn không thay đổi, nhất định yêu thương người hắn yêu. Nhu Vân, tỷ tỷ thấy được Hoàng Hy Bình cũng rất trân trọng muội, phải không? Hắn rất thương yêu muội. Nếu ta bảo muội, tỷ tỷ vì sao đối xử tốt với muội như vậy? Bởi vì tỷ tỷ yêu thương muội. Sự việc rất đơn giản, không cần nghĩ quá phức tạp. Muội nếu trong lòng yêu thích Hoàng Hy Bình, cũng nên đem cừu của đại ca quên đi. Nghiêm khắc mà nói, Hoàng Hy Bình chẳng phải là cựu nhân của đại ca muội. Đại ca muội không có cựu nhân của hắn chính là bản thân hắn. Hắn muốn tự tay kết thúc sinh mạng của chính mình, nhưng hắn yêu thương muội của hắn. Bởi vậy, trước khi hắn chết,
hắn phải tìm một người đến thay thế hắn, chiếu cố muội muội của hắn. Một đại ca đến tận lúc trước khi chết còn tín nhiệm nam nhân đó, thế nào lại là cửu nhân của muội? Nhu Vân, nếu Hoàng Hy Bình trở về, muội không đem hắn biến thành cửu nhân nữa, được không? Ngoại trừ đại ca muội, hắn là chỗ dựa duy nhất của muội, hắn sẽ dùng tánh mạng hắn bảo vệ các người. Vân Tuyết đang nói, cảm giác thì Nhu Vân đang nấc lên từng tiếng khóc thút thít hỏi, muội lại khóc. Thì Nhu Vân nghẹn ngào, nhưng hắn khi nào trở về? Hắn chưa từng rời khỏi Nhu Vân. Không có sự tồn tại của hắn, Nhu Vân thật sự không biết thế nào thì tốt, sợ cửu nhân của hắn, Nhu Vân cũng muốn hắn bên cạnh. Vân Tuyết vỗ về, hắn sẽ trở về, hắn là một nam nhân kỳ dị, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nếu hắn trở về, Nhu Vân lại đối với hắn tốt một chút, nghe hắn nói. Vân Tuyết mỉm cười, đúng vậy, nhớ rõ, hắn không phải là cửu nhân của muội, ca ca muội không phải hắn giết, cũng không phải hắn hại chết. Hắn giống dạng người khác không hại hắn căn bản sẽ không hại người. Muội không phải cũng nói hắn rất thiện lương sao? Thì Nhu Vân ngửa mặt đầy nước mắt lên, nói, hắn bình thường thì hi hi cười cười. Nhưng, có lúc Nhu Vân cũng rất sợ hắn. Sợ hắn nổi điên, hắn phát điên lên, giống như dã thú. Ha ha, dã thú, đối với hắn ta cách hình dung này là đúng nhất. Tên này có lúc thật sự là một đầu dã thú, nếu hắn không có loại lực lượng dã thú cường đại này, thì làm sao có thể bảo vệ các người. Nhu Vân, chúng ta trở về nhé. Thì Nhu Vân nói, Nhu Vân ra ngoài cũng đã lâu, đại tẩu nhất định đang lo lắng. Hai nàng đi vào Long Thành, lúc này, hoàng hôn cũng đang đến. Trước mặt một thiếu nữ đi tới, đối diện Vân Tuyết nói, Vân cô nương, tiểu thư chúng tôi đang tìm người. Bây giờ, Vân Tuyết chỉ nhìn Thi Nhu Vân, lời nói cực không cảm tình. Thiếu nữ đáp phải, rất gấp. Thi Nhu Vân nói, Vân Tuyết tỷ có việc thì đi trước đi. Nhu Vân sẽ tự mình trở về. Vân Tuyết không muốn, ta muốn đưa muội trở về. Không cần, Nhu Vân đã biết được đường đi, với lại rất nhanh trở về. À. Thôi được, ta không tiễn, muội, cẩn thận một chút. Thì Nhu Vân cười nói, không sao đâu, trên đường, Nhu Vân sẽ không chạy đâu. Vân Tuyết liền đi theo thiếu nữ đi, thì Nhu Vân thấy bóng của bọn họ dần dần biến mất, mới xoay người muốn rời đi. Đột nhiên một bóng người lao đến, nàng còn không kịp phản ứng, sợ hãi kêu lên một tiếng, chỉ cảm giác được mình bị người ôm, hắn dùng tốc độ không thể tưởng tượng bay lên không trung. Nhân ảnh bắt Thi Nhu Vân đem đi vừa vượt qua tường thành, trong một đám người từ ngoài thành chạy lại bỗng nổi lên một tiếng gầm giận dữ, cũng giống như một mũi tên truy đuổi theo. Vân Tuyết theo thiếu nữ tiến vào khuê phòng Thiên Diệp Bội hỏi, có chuyện gì? Vân Tuyết thần tình kịch biến đáp, không phải ngươi tìm ta sao? Ở bên cạnh, thiếu nữ tỏ vẻ lo lắng sắc mặt rất không tự nhiên, Thiên Diệp Bội đáp, ai nói ta tìm ngươi? Chúng ta đã nói nếu không phải việc quan trọng đừng liên lạc sao? Ngươi muốn hành tung chúng ta bị Đại Địa Minh phát hiện không? Vân Tuyết đột nhiên chuyển thân xuất chảo khống chế bả vai thiếu nữ, hét lên, nói. Thiếu nữ đau đớn kêu lên, đáp, là Long Hổ nhị gia bức bách tôi. Long Hổ song ma, Thiên Diệp Bội nghi hoặc nói. Vân Tuyết thân thể điên cuồng rung chuyển, không khí trong phòng đột nhiên phát lãnh, từ thân thể xạ xuất vô số ảo tượng khô lâu. Song chảo mãnh liệt nâng lên cao, cự đại khô lâu nhằm thẳng thiên linh cái thiếu nữ. Bùm! Óc cùng máu huyết tán xạ đầy nhà, trên thân thể Vân Tuyết và Thiên Diệp Bội cũng lấm tấm máu não, Thiên Diệp Bội giận dữ, ngươi làm gì vậy? Vân Tuyết không trả lời, thân ảnh lướt tới như điện, Thiên Diệp Bội cũng theo đó phóng ra, phàm nơi nào Vân Tuyết đến trên đường đi toàn là người chết, Thiên Diệp Bội dừng lại trước nhà Long Hổ song ma, vì Vân Tuyết lúc này đang cầm thủ cấp một người đứng trước cửa. Vân Tuyết đột nhiên chuyển thân, trên mặt hiện vẻ hung dữ nói với Thiên Diệp Bội, Long Hổ song ma ở tại đây. Thiên Diệp Bội lạnh giọng nói, người không điên đấy chứ? Sao phải loạn sát giết người như vậy? Vân Tuyết kêu lên, Long Hổ song ma ở đây sao? Ta làm sao biết? Thiên Diệp Bội, người nghe rõ cho ta, bọn chúng dám cướp mất Nhu Vân vẫn theo bên mình ta. Hai tên lão sắc ma đó, ta muốn đem bọn chúng băm ra làm vạn mảnh. Nếu như Nhu Vân có tổn thất gì thì ta chắc chắn sẽ diệt Ngọc Xà Môn các ngươi. Chậm đã, ngươi không phải vì một nữ nhân chứ? Vân Tuyết hai mắt trợn trừng hét lên, nó là muội muội ta. Ta vì nó mà có thể giết hết mọi người trên đời mà không cần lý do.
Thiên Diệp Bội cảm thấy sự việc trở nên nghiêm trọng, nói, người bình tĩnh đã, chúng ta phải tìm ra họ trong thời gian sớm nhất có thể, nếu không. Vân Tuyết hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, bi thương nói, không có nếu không gì cả. Nhu Vân, đại ca xin lỗi muội. Thiên Diệp Bội nói, muội muội ngươi và ngươi phân nhau ra ở đâu? Cổng thành Vân Tuyết thống khổ đáp. Tiếng nói Vân Tuyết vừa nói xong, thân ảnh Thiên Diệp Bội đã lập tức biến mất, hắn đột nhiên bật khóc thật to. Trên một quan đạo thuộc ngoại vi Long Thành, cách Long Thành không xa có một tòa tranh viện khá cũ. Lúc này trong trang viện đầy mùi máu tươi, bỗng xuất hiện một đạo nhân ảnh phiêu lạc. Chỉ thấy đó là một nam nhân cao gầy tuổi độ 50, trong tay đang ôm lấy thi Nhu Vân đang vùng vẫy kêu khóc, trên mặt đất dưới chân hắn, có mấy thi thể nằm ngổn ngang, hắn tung cước đá bay một thi thể, miệng nói, lão đại chân tay quả nhiên mau lẹ nhân lúc ta ra ngoài phó hẹn. Hắn đã giải quyết tất cả những người ở đây. Nghênh mặt bước về phía nam nhân cao mập, lão già gầy nói, ta vừa mang một con bé về đây. Con bé này đích thị là một xử nữ. Lâu lắm rồi ta chưa được thưởng thức mùi vị của một thiếu nữ thuần khiết. Cả ngày cùng đám dâm nữ ngọc xà môn ở cùng một chỗ, thực không đủ vị. Cái lão già mập có lẽ lớn tuổi hơn cái lão ốm, nhưng trông như lại trẻ hơn lão già ốm, lão ấy nói ta đã xếp đặt ở đây rồi. Lão già gầy nói, lão đại, chúng ta làm con nhỏ này, Vân Tuyết bà nương đó sẽ không thể giết chúng ta đâu. Con bé này không có quan hệ gì với ả ta. Chỉ có điều sau khi ả ta đến Long Thành biết rằng ả ta bị chúng ta chơi đùa. Còn chơi con bé nào thật ra không có vấn đề lớn lao gì cả. Lại nói, ả ta cũng có rất nhiều chuyện mà Long Hổ Song Ma chúng ta giúp đỡ. Lão đầu gầy, Long Ma, lo lắng nói tiếp, đệ thật muốn tìm xử nữ. Trên đường phố Long Thành này, thật mà khó để kiếm được một lần nữa. Đệ không sợ chết, nhưng tao nương này thật ra là một món hàng không tốt lắm. Hổ ma nói, đề cập đến Long Thành mỹ nữ, không nghi ngờ gì nữa ở tiểu trạch môn là nhiều nhất. Thực là muốn ra ngoài để thưởng ngoạn, nhưng Thiên Diệp Bội tiểu nữ đó thật đáng ngại, không để cho huynh đệ hai người chúng ta lộ diện. Ha ha, sau khi làm xong, một là không thể tố giác, hai là không thể ngừng lại được, có thể từng người một thưởng thức nữ nhân của tiểu trạch môn. Long ma hơi do dự, tiểu trạch môn hiện tập trung cao thủ của võ lâm tứ đại thế gia, Thái Âm Giáo và Minh Nguyệt Phong. Có vẻ khó khăn đấy. Hổ ma đáp, ta đương nhiên không thể ngu ngốc tiến nhập vào tiểu môn rồi. Như hôm nay cũng vậy, chỉ xuống tay với những loại nữ nhân có võ công kém là được. Long ma cũng cười, chủ ý của đại ca quả không sai. Cứ nghĩ đến Long Hổ Song Ma chúng ta, ở bên ngoài thành này ai gặp cũng phải sợ, thế mà từ khi đến Long Thành lại biến thành cái đồ rùa đen, thực tức không chịu nổi. Lưỡng ma vừa nói chuyện với nhau, nhưng cũng vừa đột nhập vào sảnh đường. Hổ ma tại ngã trước, rẽ phải bước vào một gian phòng, nói, lão nhị, người không điểm vào ách huyệt huyệt câm của nữ oa này hay sao? Long ma nói, cứ để ả ta gọi, ai dám cứu ả ta? Hơn nữa, nếu điểm vào liễu huyệt, thì làm sao ả ta có thể kêu được khi lên giường, thực chẳng còn chút hứng thú nào. Thi Nhu Vân vừa khóc vừa gọi cứu viện, trong thâm tâm nàng ta hiện tại chỉ đang nghĩ tới một người hy bình. Đại cừu nhân của nàng ta. A, à, Long ma bồng Nhu Vân lên giường, rồi nói, đại ca, người trước đi. Hổ ma từ chối, không, lần này do ngươi trước. Tại sao, trước giờ vẫn do đại ca đánh trận đầu mà. Hổ ma mỉm cười, bởi vì thế, khả năng này của ta sẽ để cho ngươi đánh trận đầu. Đại ca, hoặc là người trước. Sao, ngươi không vui hả? Long ma nói, thật lòng mà nói. Để có thể thấy Vân Tuyết nhìn tao nương này tựa hồ như là rất quan tâm. Chúng ta thả ả ra đi, nữ nhân thì có thiếu gì? Hổ ma vừa cười vừa nói, hãy lặp lại lần nữa coi, ngươi hoặc giả sợ ả Vân Tuyết sao? Chúng ta cũng không nên chọc giận ả ta. Lão nhị, hôm nay ngươi làm sao thế? Trước đây không phải ngươi luôn nghĩ muốn là người đánh trận đầu à? Tốt, canh chừng ả Vân Tuyết, ngươi hãy cởi y phục của con bé này ra. Cái này... Long ma do dự. Như quả hai lão đầu không dám, thôi thì để ta thay thế làm cho. Một giọng phát ra từ phía cái cửa, lại xuất hiện một người lãnh nhiên bình tĩnh. Đại phu nhân, vừa khóc vừa gọi, thì Nhu Vân bất chợt nhìn phía sau song ma, kinh hỉ gọi lớn. Lưỡng ma chuyển thân, tâm đầu đại kinh, từ khi nào lại có nhiều người phía sau bọn chúng, mà bọn chúng lại không phát giác được. Ngươi đến từ khi nào? Thi Bình mỉm cười.
trong cái mỉm cười vô lại đó, dường như không mang một tà ý nào, hắn đáp, bọn ngươi tiến vào căn nhà này trước tiên, sau đó ta lại theo tiến vào để thủ ở trước cánh cổng, cũng muốn xem hai lão già các người định làm gì tiểu nữ hài này. Gương mặt hai lão ma đại nộ, nói tiểu tử, ngươi tốt nhất không nên xen vào công việc của người khác. Hy Bình nói tiếp, ta thấy các ngươi có sắc tâm nhưng chẳng có sắc đảm, thực là thất vọng, thực tại thật không chịu nổi, bước ra tìm cách giúp đỡ các ngươi. Không cần phải khẩn trương, lúc nãy tiểu nữ hài này nhìn thấy ta, nói ta là đại phu nhân, ta vốn không phải người tốt thích quản chuyện người khác, các ngươi cứ tiếp tục. Nếu các ngươi không dám, thì hãy nhường lại cho ta. Long ma lớn tiếng hỏi, tiểu tử, ngươi là ai mà biết chúng ta? Không phải là hai lão đầu tử hay sao? Ngươi thực là phiền không chịu được. Hy Bình tiến tới một bước, rồi hỏi, tên hai lão là Long Hổ Song Ma phải không? Đúng vậy, sợ rồi sao? Hy Bình lắc đầu, trả lời, thật rất lấy làm tiếc, ta cũng rất muốn sợ, nhưng ta lại thường không thính tai. Ngươi, Long Hổ Song Ma các ngươi, ta thật sự nghĩ rằng bọn các ngươi đều không có một cá tính đặc biệt của Long Hổ cả, lại cũng không có một điểm khí chất nào của ma. Vậy mà cũng làm như là Long Hổ Song Ma chân chính sao? Hổ ma khẩn trương đáp lại, ngươi là cái thá gì? Thi Nhu Vân đã ngừng khóc, gọn gàng ngồi ở trên giường, chăm chú vào Hy Bình, không rõ tại sao mặt Hy Bình có nhiều vết sẹo vậy, nhưng nàng ta lại vô ý nghĩ Hy Bình đang diễn hề. Từ lúc có hắn ở đây, nàng ta chẳng còn sợ hãi nữa. Hy Bình nhìn Thi Nhu Vân trên chiếc giường, mỉm cười nói, một lời hứa, nhìn không thấy, nàng đừng khóc. Ngươi vừa mới nói gì? Hy Bình cười nói ta, chính là con ma chuông bảo hộ của nàng ta, là con ma chuông giải sống trong tim nàng ta vĩnh hằng. Càng về sau, thanh lượng của hắn càng cao, khi nói đến từ ma, cũng là lúc mặt hắn phát ra một vẻ rất hung tợn, giống như máu của dã thú đang thiêu đốt trên người hắn. Cùng lúc đó, ngoài cửa xuất hiện không ít nữ nhân, các nàng một lần nữa thấy long đằng hổ dược, từ trên người Hy Bình phóng ra long ảnh cùng hổ hình. Hồng quang xạ ra tứ phía, kim quang thật là chói mắt. Lão đầu, bây giờ đích thị là chân chánh của Long Hổ Chi Ma. Hy Bình trợn đỏ hai mắt, thân thể đột nhiên trương lên, huyết long đánh phá nóc nhà, mãnh hổ đánh trước. Long Hổ Song Ma quay đầu không kịp, đồng thời ra tay. Lướt qua ảo ảnh của hổ, Long Ma với Long chảo quắp lấy bụng Hy Bình, hổ ma với hổ trưởng đánh hướng trán Hy Bình, quát to, nương theo tiếng đánh cường đại của vật thể. Lưỡng ma một trưởng một chảo thật sự đã đánh trúng vào mặt của Hy Bình. Nhưng ánh mắt bọn họ trong tức khắc biến thành cho tàn, chỉ một khắc, bọn họ mới phát hiện, thân thể Hy Bình đúng là kim cương bất hoại chi thể. Lúc bọn họ muốn thoái lui, Hy Bình chỉ một cái nháy mắt song thủ cua tới, đè lên đỉnh đầu song ma, long gầm hổ giống, bàn tay mạnh mẽ như long kẹp lại, hai đầu song ma nháy mắt cùng đâm vào nhau, chất dịch trắng hồng cùng với một tiếng xương vỡ bắn tung tóe. Hai thi thể không đầu rơi xuống đất, long hổ ảo tượng biến mất, trong phòng yên lặng như chết. Hy Bình từ từ tiến tới chỗ Thi Nhu Vân, khinh khinh hỏi, sợ không, tiểu ách ba? Ngươi trở lại khi nào? Tiểu ách ba cần đại phu nhân đã trở lại, đến để ôm nàng về. Hy Bình giơ hai tay ra, Thi Nhu Vân nửa không muốn nửa lại muốn ém vào lồng ngực của hắn, nói, Nhu Vân tưởng rằng không thể gặp lại ngươi, hu hu. Đừng khóc. Ta hiện tại không phải đã trở lại sao? Tiểu ách ba không cần phải sợ, trên thế giới này, ngoại trừ ta khi phụ nàng, sẽ không có bất cứ người khác khi phụ nàng được. Thật không? Ân, nàng không sợ ta khi phụ sao? Ta cũng sợ, nhưng ta cũng lại thích Thi Nhu Vân thân thanh nói, nàng ta ấn vai Hy Bình xuống, thì thầm bên tai hắn, ngoài cổng có nhiều tỷ tỷ. Hy Bình ôm lấy Thi Nhu Vân, quay lại nhìn thấy A Mật Y, ngoại trừ bọn họ ra. Còn có Vân Tuyết và Thiên Diệp Bội, tất cả họ đều lẳng lặng đứng nhìn, không ai cất tiếng nói. Nước mắt Vân Tuyết không còn nữa. Nàng ta nhìn Hy Bình đến, tâm tình tốt lên nói, đa tạ ngươi đã cứu Nhu Vân. Hy Bình nhìn vào Vân Tuyết và Thiên Diệp Bội nói lại, ngươi cũng nên mừng cho cái mạng của ngươi đi. Nếu hai lão già kia có làm tổn hại gì đến tiểu ách ba của ta, ngươi cũng phải chết. Ta không cần hỏi nhiều, cũng mặc kệ có phải các ngươi làm. Ta chỉ biết hai lão đầu kia là thuộc hạ của ngươi. Đáng ra các ngươi phải mừng, vì hai lão đầu kia không còn sống nữa, ta cũng không truy cứu. Đừng hỏi tại sao, ta thường làm việc mà không cần lý do, cũng như bỏ qua lý do. Vân Tuyết nước mắt chảy ra, lại đáp, sau này nếu cần ta giúp đỡ, hãy lên tiếng,
và cũng không cần hỏi ta tại sao, ta cũng không có lý do nào cả. Hy Bình mỉm cười với cô ta, sau đó bước bộ, đứng trước Thiên Diệp Bội, nhìn vào khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng ta, cũng như đôi mắt thuần chân của nàng, bất ngờ nói, đã từng có nghe qua nữ nhân của Ngọc Xà Môn rất dâm đảng phải không? Ta không biết điều đó có thực sự đúng không? Có một điều thực sự, đó là nàng rất đẹp, mỹ nữ thường có dã tâm rất lớn, tuy nhiên ta hy vọng dã tâm của nàng không nhằm vào người của ta. Đây là lời khuyên của ta dành cho nàng, một lời khuyên vô lại, nàng biết, và cũng không cần biết lý do. Hắn đang nói, bất chợt hôn lên chỗ giọt nước mắt chưa khô trên mặt Thi Như Vân tỏ ra giận dữ nhưng có phần kiều diễm nói, đại phu nhân, tại đây có nhiều người mà, trở về trao thân Nhu Vân cho ngươi nha. Hy Bình ngẩng đầu cười ha ha nói, ta ôm nàng đi chung quanh, thuận tiện cho ngươi nói chuyện một chút tỉ tỉ. A Mật Y chúng nữ đã rời sảnh đi theo hắn, trong sảnh đường chỉ còn lại Thiên Diệp Bôi và Vân Tuyết. Thiên Diệp Bôi nói, hắn ta quả nhiên chưa chết. Vân Tuyết đáp, muốn hắn chết, thật không dễ dàng gì. Ta giao Nhu Vân cho hắn, vì biết rằng hắn thật sự có khả năng để bảo vệ muội muội của ta. Họ trở về từ hải ngoại, và mặc những y phục dị tộc. Nhưng chín nữ nhân kia, thật sự không biết họ là ai. Vân Tuyết nói, ta cũng không biết. Thiên Điệp Bối hỏi tiếp, sự hợp tác của chúng ta vẫn tiếp tục chứ? Muội muội ta không có việc gì là tốt rồi, các thứ khác có thể bàn bạc. Thiên Diệp Bội nói, kể cả không có Hoàng Hy Bình, ta cũng có thể cứu cô ta. Ta vốn biết tập quán của hai lão ma này, nhất định sẽ chuồn đến nơi này. Vì thế ta chỉ cần tìm chúng tại cổng phụ ở gần cổng thành. Là có thể phát hiện được rất nhanh. Ta lại hy vọng Hoàng Hy Bình cứu Nhu Vân, như vậy ta có thể thấy hắn có lẽ có vài việc cần làm với muội muội ta, cũng như việc hắn giết người cũng nằm trong ý của ta, điều đó mang lại cho dã thú cơ hội phát tiết, trông có thể trở nên giận dữ. Vân Tuyết vừa nói vừa vào phòng, kích cước vào thi thể dập nát của hai lão ác ma, và sau đó tiếp tục nói, Hoàng Hy Bình trở về, Lạc Hùng sẽ tiếp tục tìm mưu kế chống lại hắn. Tại Long Thành này sẽ hỗn loạn. Cơ hội của chúng ta đã đến rất gần, ngươi muốn làm kẻ thù với Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia, hay là tấn công Đại Địa Minh trước? Thiên Điệp Bội trả lời, tại sao không biết, ta bất chợt không nghĩ rằng ta và Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia là kẻ thù với nhau. À, tại sao? Thiên Diệp Bội ca than nói, ta cũng không có biết lý do. Vân Tuyết nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói, Thiên Diệp Bội, ngươi có đấy. Từ cái ngày ta nhìn thấy ngươi, ngươi vô cùng thanh khiết. Bề ngoài không có thay đổi cho lắm, ở trong mắt ngươi đều chân thật chất phác. Ta không hiểu vì sao với tư cách Ngọc Xà Môn môn chủ lại thấy ngươi hoàn toàn tương phản với sự chân thật đó. Nhưng về sau khẳng định biết, ngươi vô luận từ tâm linh, từ thân thể, từ bề ngoài, từ bên trong mà nói, ngươi đều thuần khiết, song ngươi hồn nhiên đến tột cùng, từ trước đến nay không có háo hức dao động, mà hai mắt ngươi hiện tại vừa mới dao động đấy. Ánh mắt ngươi lóe ra một thứ ánh sáng. Điều này mỗi nữ nhân đều sẽ có. Thiên Diệp Bội, ngươi không phải sợ hãi hắn, mà là ngươi đã thích hắn, cho nên ngươi mới không nghĩ đến cùng tứ đại gia đối địch. Thiên Diệp Bội đột nhiên nói lại, ngươi nói hơi nhiều rồi đấy. Vân Tuyết, ta bây giờ cũng là nữ nhân, bởi vậy cũng hiểu nữ nhân. Thiên Diệp Bội u ca thán, nói, dĩ nhiên ta không thể tìm ra lý do, tuy nhiên hắn ta nhất định là nam nhân mà ta không thể quên được. Ta rất ít khi nhớ đến tên của và diện mạo của một nam nhân, nhưng mà ta lại nhớ đến hắn, từ lần đầu tiên gặp hắn, thì ta đã nhớ đến hắn, Vân Tuyết, ái tình có phải là không thích hợp lắm với nữ nhân có dã tâm? Ngươi không có dã tâm, Vân Tuyết cười trả lời nàng, nếu như có một ngày tâm lý ngươi quá đau khổ lại không tìm được lý do, ngươi hãy đi tìm Hoàng Hy Bình. Có lẽ hắn có khả năng cho ngươi một giải đáp, bây giờ chúng ta nên đi thôi, chờ ở đây có thể quan phủ sẽ đến. Nơi này không nên lưu lại lâu. Trên hành trình trở về Trung Nguyên, Hy Bình vẻ mặt vui mừng vô hạn, hắn tại cuộc thi tình ái, đã khiến cho 25 mỹ nhân 34 cứng cỏi bại trận nằm úp vô lực. Chẳng những nữ nhân hâm mộ hắn mà ngay cả nam nhân 34 cũng coi hắn như thần minh, tôn xưng hắn là tình ái chi thần, đối với hắn vô cùng sùng bái, quả thực như đất hạn gặp mưa rào, không bao giờ kết liễu. Sau đó, nữ nhân 34 kẻ nào cũng muốn tìm Hy Bình hoan ái. Nhưng quyền hành giải quyết tất cả nữ nhân này. Người nào tiếp cận Hy Bình, thì nàng đối với nữ nhân đó vung tay hạ cước, còn Hy Bình tự động đi gặp nữ nhân, thì nàng ta đi theo sát một bên, khiến Hy Bình chỉ còn cách bỏ cuộc. Cuối cùng thì nữ nhân 34 không dám đến tìm hắn,
mà hắn cũng chẳng dám đến gặp nữ nhân Ba Tư nữa. Đến Trung Nguyên, bọn họ tách khỏi đoàn người Ba Tư, bố Lỗ Tư cũng giống như nữ nhân tất cả đứng khóc hu hu. Hắn ôm lấy bố Lỗ Tư vỗ về, ta còn có dịp gặp lại mà. Bố Lỗ Tư thút thít, nếu có một ngày hắn muốn đến Ba Tư, thì mang nữ nhân toàn thành tất cả giới thiệu cho hắn. Hy Bình nói rằng, khi có cơ hội ta sẽ đến thăm Ba Tư. Khi ấy kẻ nào khi dễ ngươi, ngươi cứ nói cho ta sẽ đánh hắn thành đầu heo. Bố Lỗ Tư vui vẻ nói, cảm ơn chủ nhân xuất thủ thiên hạ vô địch, biến hắn thành đầu heo. Cứ thế bố Lỗ Tư lại khóc lóc quay lưng đi, hắn một bước đi, nước mắt một giọt. Khi Hy Bình và chúng nữ đến được Long Thành thì vừa lúc gặp Long Hổ Song Ma mang Thi Nhu Vân chạy. Hắn nổi giận thả ngay chúng nữ xuống, tốc độ còn nhanh hơn ngựa truy theo liền. Lát sau, hắn ôm Thi Nhu Vân quay trở lại, chúng nữ đi theo, hắn hỏi, tiểu ách ba, chúng ta đi đâu bây giờ? Thi Nhu Vân xấu hổ trả lời, trước tiên hãy thả muội xuống, nếu không ta không nói cho chàng biết. Ô ô, nàng lại uy hiếp ân nhân cứu mạng à? Thi Nhu Vân cười yểu điệu, Thi Bình thấy nàng cười rất khả ái, không kìm được óc cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nàng, nàng cũng không tránh né, để yên cho hắn hôn. Nàng hiện tại không còn e sợ ta hôn nàng à? Thi Bình nghi ngờ hỏi. Thi Thu Vân không nói gì, gò má ửng hồng, chỉ cười thôi. Tốt rồi, để ta thả nàng xuống, nếu không nàng không nói thật sự với ta. Thi Nhu Vân vừa đứng xuống, nhìn ngó chúng nữ. Sau đó nói, các tỷ tỷ ở đây, muội đã gặp qua mấy người, nhưng muội không nhận biết tất cả. Bọn họ, có thích Nhu Vân không? A Mật Y đi đến ôm lấy nàng, mỉm cười, tiểu Nhu Vân khả ái thế này, chúng tôi đương nhiên yêu thích rồi. Quyền Hành Nguyết lạnh lùng một tiếng, Thi Thu Vân nghe thấy, nàng quay đầu lại nhìn Quyền Hành, phát giác nàng chưa từng nhìn qua thiếu nữ mỹ lệ này, rồi hỏi, tỷ tỷ, người phải chăng không thích muội? Quyền Hành đáp không thích. Thi Thu Vân sắc mặt ảm đạm, cúi đầu không nói lời nào. Hy Bình đột nhiên thấy Thi Nhu Vân đang hoạt bát biến thành trầm mặc, liền lên tiếng, tiểu ách ba, đừng để ý nàng ấy. Về đến Long Thành, nàng cũng không còn đi cùng chúng ta nữa. Quyền Hành tức giận, Hoàng Hy Bình, người nói thế có ý gì? Hy Bình đáp, nàng không phải nói, trở về Trung Nguyên, không để ý đến ta nữa sao? Quyền Hành la lên, người trả lại cho ta sự trong trắng đi. Hy Bình cười nói, nàng sao vậy, ngày nào cũng đay nghiến ta bằng câu này. Quyền Hành nói, ngươi cũng không phải cả ngày mắc nợ à. Hoàng Hy Bình, ta nói cho ngươi biết, chúng ta ở đây ai cũng đang mang hài tử của chàng trong bụng đấy, ngươi nếu không dám chịu trách nhiệm, cẩn thận ngươi chết thật khó coi. Hy Bình vẻ mặt đau khổ nói, ta nghĩ nàng không muốn ta chịu trách nhiệm. Hưng Quyền Hành tỏ vẻ không đồng ý, mạnh mẽ bước thẳng tới trước, nàng nói, sau này ngươi có tìm nữ nhân, cũng phải được ta đồng ý của ta. Hiện tại nàng này, ta miễn cưỡng thu nhận. Hy Bình hoảng hốt, nàng quản thúc ta quá nhiều. Ta quen biết tiểu ách ba, nàng thì không biết đang chơi trò đóng giả nam nhân ở đâu. Ta thấy, ta phải làm một việc, ta trở về để Hoa tiểu ba cắt thuốc phá thai, gọi nàng tới ăn. Quyền Hành nói, ta cái gì cũng không phải ăn. Ta chỉ ăn ngươi cho hết bướng bỉnh. Như thế nào? Hay là ngươi hận ta không để cho ngươi cùng với nữ nhân Ba Tư quỷ hỗn đó à? Hy Bình không nói được câu nào. Thi Thu Vân đột nhiên nói, tỷ tỷ này thật là lợi hại. Quyền Hành nghe thấy câu này, trong đầu rất sảng khoái, đối với Thi Thu Vân cảm tình thay đổi, đi đến bên cạnh Thi Thu Vân, ôm lấy nàng, cười nói, tỷ thực sự là nữ nhân lợi hại nhất thiên hạ, chưa một ai dám trái ý tỷ. Ừ lợi hại quá, nói khoát cũng lợi hại mà phải không? Hy Bình đột nhiên phát giác Đường Tư công chúa rất thích nói khoát. Quyền Hành, muội hiện tại đang là phận nữ nhân, nhưng khi chúng ta về đến Đại Địa Minh, xưng hô với muội như thế nào? A Mật Y nghĩ đến vấn đề này. Quyền Hành nghĩ đến việc đó, buồn thảm trừng mắt nhìn Hy Bình nói, gọi ta là Đường Tư đi. Nàng không hề biết mọi người biết nàng là đương kim Đường Tư công chúa, nhưng Hy Bình và mọi người biết làm như cũng không biết. Hy Bình nói, tiểu ách ba. Nàng trước kia nói không sai, Vân Tuyết đó, nếu như nữ cải nam trang, trông giống hệt hình dung của ca ca nàng. Không chừng, ả ta thực là ca ca của nàng. Có khả năng vậy ư, Thi Thu Vân thất kinh nói. Hy Bình đến trước mặt nàng nhẹ nhàng nói, vừa rồi nàng cũng nhìn thấy trên thân ta xuất hiện long và sư hổ mà phải không? Ân, nhìn thấy. Nếu nàng không tự mắt mình nhìn qua,
ta không thể không nghĩ không có khả năng như thế. Nếu như muội không chính mắt nhìn thấy, Nhu Vân thật sự không thể tin được. Tay của Hy Bình vuốt nhẹ nhẹ lên làn da mềm mại của nàng rồi nói, rất nhiều việc, nhìn thì không có khả năng, có lẽ hết lần này đến lần khác có thể trở thành hiện thực. Cây tiêu này do Địa Kiệt đem đến cho nàng hả? Đó là ca ca của muội làm quà sinh nhật cho muội. Hy Bình than dài, Nhu Vân, Địa Kiệt không nghĩ phải đem cây tiêu này cho nàng. Có thể nghĩ về một phương diện, chỉ có người yêu nàng hết lòng thôi. Nhưng ngoại trừ Túy tỷ, trên đời này, chỉ có ca ca của nàng thôi. Thì Nhu Vân kỳ quái nhìn Hy Bình hỏi, chàng nói Vân Tuyết là ca ca của muội à? Đúng vậy, ta có cảm giác như thế. Ta ở ngoài cửa lúc đó, thì bọn họ cũng đến, trên người Vân Tuyết phát ra khí tức, rất giống như khi ta đối đầu với Thi Trúc Xanh. Chỉ có trên người đại ca của nàng mới xuất hiện khí thế âm xâm giống quỷ đáng sợ. Khí thế trên người Vân Tuyết lúc đó ta rất quen thuộc. Nhưng Vân Tuyết tỷ tỷ đích thực là nữ nhân. Hy Bình cười ha ha nói, võ công của nhà nàng mà, theo lý, tự nàng phải hiểu chứ, ai biết được xuất hiện tình huống gì. Để ta mang nàng quay trở lại địa ngục môn xem thế nào. Cũng để nàng thắp hương cho lão ca nàng, dù sao ta đã lấy muội muội của hắn, nàng nói có phải không? Thi Nhu Vân má ửng hồng từng vệt, cúi đầu lý nhí a, chàng không nên mắng ca ca muội nữa. A Mật Y hỏi, Hy Bình, bây giờ chúng ta cần quay trở lại. Thái Âm giáo đã triệt thối về Tây Vực, không biết là Đình Đình có về Tây Vực không? Thi Nhu Vân đáp, Đình Đình tỷ tỷ cùng đi với chúng muội. Tỷ ấy nói là thê tử của gã xấu xa này, nên không về Tây Vực. Đình Đình, làm thế nào bây giờ? A Mật Y la lên. Hy Bình hỏi, A Mật Y lão bà, nàng có gì khẩn trương? A Mật Y nói, chàng với thiếp, Đình Đình chắc hận thiếp lắm. Sợ cái gì chứ, cùng lắm là ta nhún một chút, lớn nhỏ đều ăn. Ha ha, không phải ta chưa từng thử qua. Nói việc này thì có thể giống Độc Cô Tuyết và Đỗ Tư Tư, đầu của ta cũng lớn, chẳng biết sau này giải thích thế nào đây. A Mật Y cười mắng, thế chẳng phải chàng được tiện nghi một cách tài tình sao? Hy Bình ủy khuất, ta bổn lai rất tài tình mà. Quyền Hành nói, chúng ta phải nhanh chóng trở về thành. Mặc thứ trang phục di tộc này, toàn thân ta không thoải mái. Ta phải đổi về y phục Trung Nguyên ngay đây. Hy Bình nói, ta muốn chậm chậm trở về, bí mật trở về, ha ha. Tại sao? Quyền Hành hỏi lại. Nàng sao ngốc vậy, ta thật không thích nhiều người biết. Quyền Hành tròn mắt, kinh ngạc hỏi, sao chàng lại không thích nhiều người biết? Nhưng chúng nữ của hắn cũng yên lặng lắc lắc đầu. Hy Bình như không nhìn thấy gì, nhìn Thi Nhu Vân nói, tiểu ách ba, phòng của nàng có lớn không? Có ta và đại tẩu ở, nhưng phòng cũng không lớn lắm. Buổi tối chúng ta đến phòng nàng, có được không? Vì sao lại làm ra vẻ thần bí vậy? Hy Bình nói, vì ta thích thế. Thi Nhu Vân nói, bọn họ không thấy Nhu Vân quay lại, nhất định sẽ rất lo lắng đi tìm. Nàng nói đúng đấy. Ta đã nhận ra khí tức của họ rồi. Bóng tối bao phủ mặt đất, nhưng sự yên lặng bên hồ đã bị phá tan. 10 người ồn ào tìm kiếm, giống như một viên đá rơi xuống hồ phát ra tiếng vang, không thể nào dừng lại được. Những người trong tiểu trạch môn thấy Thi Nhu Vân đi lâu không quay trở về, liền chia nhau đi tìm. Hoa tiểu ba cùng một người đi tìm theo hướng tiểu hồ ở ngoài thành, đúng lúc Hy Bình đang nói đã nhận biết khí tức của họ. Hắn chính đang đứng cùng đám nữ nhân bên hồ, Hoa tiểu ba kinh ngạc từ xa gọi lớn a a, là tỷ phu. Hy Bình xoay người lại mỉm cười, nhưng vết sẹo đầy mặt làm mọi người thất kinh, tuy nhiên, nụ cười của hắn, tìm qua trên mặt chàng, thật sự không có nửa mùi vị của máu, nhưng trái lại nổi lên hỗn tạp không thể nói là nhu hòa. Các ngươi đến đón ta à? Hoa tiểu ba nói, không kỳ lạ sao Nhu Vân không trở về, nguyên lai là có tỷ phu bên cạnh. Hy Bình qua màn lệ quang ôm Tiểu Nguyệt trong lòng, nhẹ nhàng hỏi, đại ca quay về rồi, không vui sao? Vư Túy nói, mặt chàng làm sao mà? Hy Bình đưa tay ra, cũng ôm nàng vào lòng đáp, không việc gì, để sau này, trả lại cho các nàng một lão công mặt trắng. Triệu Tử Uy nói, người thế này, ta trông lại thuận mắt hơn. Vư Túy không chịu thua, thế ngươi để cho ta chém vài đao lên mặt ngươi thử. Mặt ta hiện tại không có sợi râu nào. Triệu Tử Uy hơi ngượng, vội chuyển chủ đề nói, này, Hy Bình, con mẹ ngươi mỗi lần thất tung lại đem về bao nhiêu là nữ nhân. Lần này thì đặc biệt khoa trương, thình lình đem tới 10 người về.
ngươi định chơi khăm chúng ta sao? Triệu Tử Uy, ta đoạn thời gian trước bị Mộng Hương cự tuyệt, làm ta thật sự thương tâm. Âu Dương Đình Đình giận dữ, ngươi thương tâm như thế, sao lại theo đuổi Hoàng Ngọc của ta chi? Ha ha, Triệu Tử Uy chỉ cười một cách rồ dại, sau chàng cười, hắn nói, Hoàng Hy Bình, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không được có chủ ý với Tứ Ngọc. Tuy ngươi nhìn qua thân thể bọn họ, nhưng chúng ta bốn người vẫn quyết định theo đuổi Tứ Ngọc. Yêu cầu ngươi đứng qua một bên, nếu không đừng trách ta Triệu Tử Uy xuất đao. Hy Bình nói, chuyện này phải xem bọn họ thích ai, ta cảm giác bọn họ thích ta. Dừng lại, Hoàng Hy Bình, con mẹ người bây giờ không còn anh tuấn, nhưng cũng muốn tranh giành chúng ta à? Triệu Tử Uy giận dữ hét lên. Hoa tiểu ba đáng thương, thế này nhé, tỷ phu, huynh đã có nhiều như vậy, nhường cho chúng ta đi. Chúng ta để Âu Dương tỷ tỷ lại cho huynh nhé. Hy Bình kêu lên kỳ lạ, các ngươi nhượng cho ta á. Hoàng Hy Bình, nói mau, chàng có hay không có làm sư phụ của thiếp? Âu Dương Đình Đình nói ra thận kinh người. A Mật Y đỏ hồng cả mặt bối rối, Đình Đình. Âu Dương Đình Đình tranh nói, sư phụ, kẻ này rất xấu xa, hắn định lớn nhỏ đều ăn. Nên con trước hết đã cảnh cáo hắn, có được Âu Dương Đình Đình con, phải không được có chủ ý xấu với sư phụ. Hy Bình cười cười, A Mật Y lão bà, nói cho nàng ta biết đi. Mọi người kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, A Mật Y lão bà. Âu Dương Đình Đình nhìn Hy Bình rồi nhìn A Mật Y, đột nhiên khóc nức nở, ôm mặt bỏ chạy. A Mật Y và Lý Ngọc, Minh Ngọc cùng đuổi theo. Hoa tiểu ba nói, tỷ phu, huynh thật lợi hại, ngay cả A Mật Y là một loại tiền bối mỹ nữ cao cấp, huynh cũng làm. Lúc nãy ta nhìn bọn họ, cũng biết được bọn họ không còn là xử nữ. Ngoại trừ tỷ phu liệu còn ai lợi hại thế không nhỉ? Quyền Hành quát mắng, Hoa tiểu ba, người nói ít một chút, tránh cho cái lưỡi bị cắt đấy. Hoa tiểu ba cả kinh nói, nàng là ai vậy? Tỷ phu, mỹ nữ này là ai đây? Đệ làm sao mà chưa từng gặp qua? Thật ra, đệ đã sớm muốn hỏi rồi, ba tiểu thiếp của La lão đầu làm sao đi theo bên huynh vậy? Hắn trong lòng nghĩ rằng ba nữ nhân này của La phủ, tất cả không còn là xử nữ sao? Chẳng lẽ là tỷ phu làm? Bản thân là cao thủ nói láo, hắn vốn trong lòng không nên trực tiếp nói ra, vậy mà lần này lại nói thực, tỷ phu người không phải là làm cả tiểu thiếp của La lão nhân chứ? Tam nữ mặt mày đỏ rực, Hy Bình nói, Hoa tiểu ba, ta có giống cái loại người người đó. Hoa tiểu ba run giọng nói, thực sự không giống. Quả thực đúng, gặp cơ hội này Triệu Tử Uy lại nói tiếp. Vưu Túy cũng hỏi, Hy Bình, sáu nữ nhân này là ai? Hy Bình chỉ nói, rất khó giải thích cho các nàng, dù sao họ cũng là nữ nhân của ta, giống như các nàng thôi. Không phải, Quyền Hành phủ nhận. Hy Bình nhìn nàng cười cười, đột nhiên nói, nàng chuẩn bị trở về đâu. Quyền Hành sững sờ, cúi đầu đáp ta, không biết. Hy Bình cúi đầu nói vào tai Vưu Túy, nhẹ giọng nói, đêm nay ta ngủ ở phòng nàng, để Tiểu Nguyệt cũng đến nữa nha. Mặc dù chuyện Hy Bình và Tiểu Nguyệt, rất nhiều người không biết. Nhưng tất cả nữ nhân của Hy Bình đều biết. Vưu Túy đương nhiên cũng biết, Hy Bình muốn Tiểu Nguyệt đến phòng nàng, nàng cũng hiểu được Hy Bình đã có chủ ý rồi, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, ừ, thiếp biết rồi. Hy Bình buông các nàng ra, đến trước mặt Quyền Hành trầm tư không nói gì. Quyền Hành ngước mặt lên, thân thể ngã về trước, hơi dựa vào ngực hắn, hắn ôm nàng nói khẽ, ta biết nàng chỉ ương ngạnh, kỳ thật tim và thân thể nàng giống nhau đều rất mềm yếu. Theo ta quay trở về đi, có chuyện gì sau này từ từ giải quyết, được không? Ân, ngươi đối với ta rất ít ôn nhu như thế này. Đôi mắt tuyệt đẹp của Quyền Hành nhanh chóng tuôn ra hai hàng lệ châu. Việc Hy Bình quay trở lại đã gây náo động cả tiểu trạch môn, tiếng khóc tiếng quởi hòa lẫn với nhau, kết thúc một thời gian dài bi thương. Hắn tuyên bố sự kiện đầu tiên là đổi tên tiểu trạch môn thành đại trạch môn, hắn nói hắn đặc biệt không thích chữ tiểu. Chẳng lẽ lại không thể đổi thành chữ đại được sao? Đại trạch môn sắp thành sàn diễn rồi. Hy Bình nói hắn muốn xóa đi tất cả những cừu hận trong lòng Thi Nhu Vân, bởi vậy đêm nay hắn sẽ nghỉ tại phòng nàng, không trở về cái phòng lớn đặc biệt tồn tại dành cho hắn. Hắn nói Nhu Vân ở tại căn phòng nhỏ đợi hắn đại giá quang lâm. Quyền Hành và nữ nhân khác tuy không biết Hy Bình và Thi Nhu Vân đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy đám Hoa Lôi không phản đối, nàng cũng không phản đối. Sự an bài của Hy Bình, phàm là nữ nhân của hắn đều đến ở tại phòng đặc biệt lớn, đặc biệt vì Hy Bình mà nữ nhân của hắn chuẩn bị.
Quyền Hành cũng không nói gì, nàng chỉ có điểm không đồng ý Hy Bình lại trêu chọc nữ nhân mới. Còn về những nữ nhân trước kia, nàng cũng không quản. Lại nói, người khác cũng không biết thân phận thực sự của nàng là gì. Ha ha, có vẻ không đúng, chỉ là tất cả mọi người đều không nói thôi. Màn đêm tối đen, Hy Bình mặc đồ cũng như không mặc đi vào khuê phòng của Thi Nhu Vân. Căn phòng thực sự không lớn, nhưng khi mở ra thì bên trong là một cái giường rất lớn không tương xứng với căn phòng nhỏ. Cái giường đủ cho 4-5 người. Vưu Túy, Tiểu Nguyệt và Thi Nhu Vân đã ở trong phòng. Hy Bình mở cửa rồi đóng lại, đốt đèn lên, ngưng thị nhìn tam nữ hỏi, Tiểu Ách Ba, nàng sao lại ngủ trên cái giường lớn thế này? Thi Nhu Vân đáp không, là muội và đại tẩu cùng ngủ. Vưu Túy mỉm cười, Nhu Vân có lẽ biết một ngày sẽ có nhiều người ngủ trên đây, nên ngay từ đầu đã bắt người làm một cái giường lớn. Ở Hy Bình đi vài bước, đến trước mặt Thi Nhu Vân. Nàng lúc này đang đứng trước giường nghiêm mặt, hắn đưa tay nâng cầm nàng lên rồi thả xuống cười nói, nàng đúng là liệu sự như thần. Khuôn mặt Thi Nhu Vân vốn tái nhợt, chợt đỏ hồng lên, trong ánh sáng hồng, như người say vì rượu đào hồng. Tiểu Nguyệt và Vưu Túy đã ngồi ở trên giường, họ không thể nhìn thấy mặt Thi Nhu Vân. Nhưng từ trong nụ cười tinh quái của Hy Bình, họ biết rằng Hy Bình đang trêu chọc nét thiện lương của Tiểu Nhu Vân. Vưu Túy lên tiếng, Hy Bình, chàng không được khi phụ Nhu Vân đâu đấy. Hy Bình cười cười, ta hết lần này tới lần khác để không có khi phụ nàng ta. Nhu Vân để cho chàng khi phụ thì Nhu Vân khẽ nói. Hy Bình ôm nàng, ngồi ở mép giường mà hỏi, ta muốn biết, nàng vì sao lại không hận ta nữa. Thì Nhu Vân nghĩ ngợi rồi nói, Nhu Vân hận chàng, hận đến nỗi rất thống khổ. Vân Tuyết tỷ tỷ nói, nếu Nhu Vân không hận chàng, không coi chàng là cửu nhân thì thực sự là rất hạnh phúc. Nàng bây giờ có hạnh phúc không? Muội không biết, nhưng muội rất vui mừng. Muội cuối cùng nghĩ ra, tại sao anh của muội lại giao muội cho chàng? Chàng biết vì sao không? Nàng cứ nói, đại ca rất yêu muội, luôn hy vọng muội được hạnh phúc. Nhưng huynh ấy không thể bồi tiếp muội, muội có cảm giác rất tịch mịch. Huynh ấy giao muội cho chàng, có thể vì anh ấy nhận ra, chàng sẽ làm đem hạnh phúc đến cho muội. Nếu muội sống không hạnh phúc, muội rất có lỗi với đại ca. Tuy nhiên, không biết vì sao huynh ấy lại tự sát. Huynh ấy có thể không cần phải chết. Thi Nhu Vân trầm tư, nàng càng chìm sâu vào trầm tư, càng trở nên u buồn. Vưu Túy từ sau lưng ôm nàng nhẹ giọng nói, Nhu Vân, đừng nghĩ ngợi quá nhiều, trong lòng muội muốn làm gì thì làm. Trong lòng muội không nghĩ sẽ rời bỏ đại phu nhân. Hy Bình cảm thán nói, ta đã nói qua để nàng nương tựa, nàng không có người nương tựa, mặc dù nàng muốn bỏ đi, ta cũng không cho nàng bỏ đi. Thỉnh thoảng, ta nghĩ, cho dù nàng hận ta cả đời, ta cũng biến nàng thành nữ nhân của ta, lưu lại bên cạnh ta. Chàng trước kia, thực sự nghĩ thế sao? Hy Bình đáp, ta không nói lời dối trá, không ý tứ. Thi Nhu Vân u oán, sau này nhiều khi, chàng ở trong lòng Nhu Vân không còn làm người ta hận. Ta đã từng nói rồi, giết chết ca ca nàng không phải là ta, cũng không phải là tứ đại thế gia, mà chính là tự bản thân hắn. Mặc dù bây giờ ta không nên trước mặt nàng nói lời này, vì ta không muốn nàng nghe xong phải thương tâm. Nhưng tất cả nhân quả đều do hắn gây nên, cũng là hắn tự kết thúc, không ai muốn bắt đầu với hắn, không ai muốn kết thúc hắn, chỉ có hắn tự mở đầu, cũng tự hắn cho chúng ta một kết thúc, nhưng nàng muốn coi ta là cửu nhân, muốn hận ta, ta cũng để cho nàng hận, do không e sợ cả đời hận ta. Ta cũng bắt nàng ở bên ta, hoặc mạnh bạo ép buộc nàng thành nữ nhân của ta. Ta sẽ họ ẩn thành di nguyện của ca ca nàng. Hắn đã giao nàng cho ta, kỳ thật muốn để nàng trở thành nữ nhân của ta. Hy Bình hai tay vuốt ve mặt nàng, hôn lên trán nàng một cái nói đó là ca ca nàng trước khi chết, đã chúc phúc cho nàng lần cuối. Có lẽ ca ca của muội không chết. Hy Bình thực sự mừng rỡ nói, nàng tin lời của ta. Ân, muội tin huynh, bởi vì nếu huynh có gạt muội, cũng vì muốn muội vui vẻ phải không? Hai mắt nàng lấp lánh qua dòng lệ quang, phản chiếu ánh sáng từ hai ngọn đèn trên tường, lung linh như hai vì sao đang bùng cháy. Trước kia nàng ai cũng tin, nhưng từ khi Thi Trúc Xanh chết, biến thành không tin một ai. Nhưng dần dần, nàng bắt đầu nhận định ai là đại cửu nhân của nàng. Sau này, nàng biết thành tuyệt đối tín nhiệm tên đại cửu nhân này. Vì lúc nào hắn cũng vì nàng bảo vệ đến cùng. Hy Bình nói, Tiểu Ách Ba đừng nói nhiều quá. Tại sao vậy?
vì nàng nói năng rất lợi hại, có thể một câu mà khiến người ta phải chết. Có sao? Đương nhiên, để ta cũng làm hai cái miệng của nàng tới chết liền. Thi Bình đặt nàng nằm trên giường, nàng nghi hoặc hỏi, sao muội lại có đến hai miệng? Tay của Hi Bình đang trong đế khố của nàng, trêu chọc đây không phải là có một cái miệng nhỏ nữa à? Đó không phải cái miệng, a nha, thật là xấu hổ. Hi Bình cười nói không phải là cái miệng, thì là cái gì? Là, Thi Nhu Vân chu miệng định nói, rồi lại im bặt không biết nói như thế nào. Tiểu Nguyệt lên tiếng, đại ca, chàng không cần trêu chọc Nhu Vân. Ta đâu có trêu chọc nàng ta, chỉ trêu chọc muội muội khả ái của ta. Hi Bình đè lên trên người Thi Nhu Vân, trườn tới ôm lấy người Tiểu Nguyệt, dịu dàng nói, trong mấy ngày này, muội khóc bao nhiêu? Muội không có khóc. Được như thế sao, muội và Ái Vũ luôn có thể khóc. Ái Vũ mà khóc một hồi sẽ chửi người loạn lên, sẽ chửi tất cả mọi thứ. Vưu Túy mỉm cười, Tiểu Nguyệt thường hay khóc, có khi suy nghĩ một mình cũng chảy nước mắt, làm tất cả chúng ta nhìn thấy đều đau lòng. Hi Bình nói, Nguyệt Nhi, mau cởi bỏ quần áo nào, để chúng ta nghe tiếng hài tử trong bụng nàng. Vưu Túy cười nói Nhu Vân, hài tử trong bụng của Tiểu Nguyệt chính là của Hi Bình đấy. Thi Nhu Vân nằm trên giường nghiêng đầu nhìn Hi Bình, rồi lại nhìn Tiểu Nguyệt nghi hoặc, không phải các người là huynh muội à? Đại phối đản, người ngay cả thân muội muội cũng không buông tha. Hi Bình trong lòng lạnh toát, sắc mặt có điểm không tự nhiên. Tam nữ nhìn thấy, Thi Nhu Vân vội lên tiếng, muội nói sai rồi, huynh mắng muội đi. Hi Bình thở dài, nàng nói không sai, ta đúng là một loại người như vậy, đến muội muội của mình cũng muốn, cửu nhân cũng muốn. Chỉ cần các nàng đều vui vẻ, ta có làm gì đều không sao. Nguyệt Nhi rất vui mà, chỉ cần đại ca ở bên Nguyệt Nhi cái gì cũng không sợ đâu. Tiểu Nguyệt vuốt vuốt mặt hắn, rồi nói, đại ca vết thương này có thể lành lại không? Có thể chứ, có nhớ huynh khi nhỏ đánh nhau không? Khi ấy huynh có rất nhiều thương tích, vậy mà bây giờ không có tí nào. Ân, đại ca đúng là thần nhân. Nàng vừa nói vừa quay lại cởi bỏ quần áo, Vưu Túy cũng yên lặng cởi bỏ y phục. Lúc này bọn họ lõa thể trước mặt Hi Bình, đột nhiên Hi Bình thở ra một hơi. Cái bụng của Vưu Túy so với Tiểu Nguyệt có vẻ lớn hơn, Tiểu Nguyệt chỉ lớn ra chút ít. Hắn nhìn cái bụng nhỏ của lưỡng nữ, trong lòng thấy chuyện lạc ít nhiều. Nhưng chỉ cầu cho lòng khoái lạc, dù cho người khác nói hắn thế nào thì nói. Nhu Vân muội cũng cởi bỏ y phục ra đi, Tiểu Nguyệt nói, nàng vì muốn để cho sự u uất trong lòng của Hi Bình tan biến đi, nên chuyển chủ đề nói. Vưu Túy và Tiểu Nguyệt cùng nghĩ giống nhau, đồng thanh nói, muội lên giường mà còn vận y phục làm gì? Thì Nhu Vân hoảng hốt, muội trước kia toàn mặc y phục đi ngủ thôi, vì sao lại phải cởi bỏ y phục? Vưu Túy nói, Nhu Vân không muốn làm nữ nhân của đại cửu nhân à? Thì Nhu Vân nghi hoặc, vậy cởi y phục để làm gì? Tiểu Nguyệt bật cười, đương nhiên phải cởi bỏ chứ, không phải là đến cái này muội cũng không hiểu hả? Thi Nhu Vân nói, muội tưởng là chỉ cần ngủ chung với chàng là được. Không biết được là lại phải cởi bỏ y phục để ngủ, muội không quen đâu. Tiểu Nguyệt cười nói, không chỉ đơn giản vậy thôi đâu, có thể khiến muội khóc lớn đó. Muội hiện tại chỉ muốn khóc thôi, muội muốn khóc thì tự khóc. Thi Nhu Vân nói, tâm linh thuần khiết của nàng cũng giống như bạch chỉ. Ngoại trừ những cừu hận trong lòng đối với Hi Bình không thể chất chứa tình ái, nàng tự hồ không hiểu gì khác. Vưu Túy cười nói, Nhu Vân, còn nhớ khi hắn tự mình thoát y lần trước, để tay muội cầm anh bạn nhỏ của hắn trong quần. Muốn trở thành nữ nhân của hắn, thì phải để hắn cho anh bạn nhỏ vào cơ thể của muội. À, thì Nhu Vân tựa hồ như nhớ ra điều gì, cả kinh, muội không. Của chàng quá lớn, muội không làm thế được, muội chỉ muốn chàng làm cừu nhân của muội mà. Có thể lời này không nên nói với nàng, Hi Bình cười quái lạ, có lẽ không cảm thấy sảng khoái khi nói lời tình tự trụy lạc. Vưu Túy và Tiểu Nguyệt thoáng liếc nhau hội ý, đồng thời tập kích Thi Nhu Vân, từ từ cởi bỏ quần áo của nàng. Thi Nhu Vân toàn thân vô lực, võ công hoàn toàn bị hai nàng chế trụ, chỉ có thể cựa quậy khẽ. Tiểu Nguyệt, tỷ tỷ, không cần cởi quần áo của muội, muội sẽ giận hai người. Hi Bình thấy trên giường nháo nhào thành đôi tam nữ. Tiểu Nguyệt và Vưu Túy từ từ lột sạch y phục của Thi Nhu Vân. Nàng mềm yếu, nhưng thân thể thì không ốm yếu, thân thể này trắng nõn không kém hai nàng kia, bộ ngực của nàng cũng rất sung mãn, eo nàng nhỏ,
nơi khố gian sắc lông rất đậm, giống như lông trên thân thể mọc ra dài. Nàng hai tay ôm ngực, đôi đùi ngọc khép chặt, miệng hét, đại tỷ, tiểu. Hư, đừng cho ai khác biết Tiểu Nguyệt ở đây, Vưu Túy nói khẽ. Thì Nhu Vân cũng hiểu ra, thấp giọng nói, mọi người không cần chỉnh Nhu Vân giống như vậy. Thì Bình đột nhiên nói, tiểu ách ba, hãy nhìn cơ thể ta. Dứt lời, hắn nhanh chóng thoát y, trong khoảnh khắc, để lộ ra thân thể tráng kiện, rồi hỏi thấy ta thế nào. Thì Nhu Vân cũng không phải lần đầu tiên thấy hắn lõa thể, nhưng lần này nhìn thấy, không khỏi đỏ mặt, ngờ nghịch nói, a, không, không biết. Ta hỏi lại nàng lần này, nàng vẫn xác nhận muốn trở thành nữ nhân của ta không? A, Thì Nhu Vân hai mắt nhìn thẳng Hy Bình, hồi lâu mới nói muội không biết nói thế nào, muội chỉ biết đời này sẽ không thể thiếu chàng được. Bởi vì chàng lại là đại cửu nhân của muội mà. Vì sao lại không thể là đại tình nhân được? Hy Bình cúi đầu xuống, quỳ xuống chân Thi Nhu Vân, đồng thời lưỡng nữ đè lên Thi Nhu Vân, hắn nắm lấy hai chân nàng, tách rời hai chân ra, như Thi Nhu Vân khẩn cấp khép hai chân lại, hắn liền nói tiểu ách ba, đừng khẩn trương vậy, nàng dùng lực khép hai chân lại, ta nếu như dùng lực khai mở, nàng sẽ đau đấy. Lúc này, Tiểu Nguyệt đưa tay nắn bóp đầu vú của Thi Nhu Vân, thân thể nàng run lên, cả kinh nói, Tiểu Nguyệt, sướng quá, đừng làm chọc phá chỗ đó của muội. Tâm thần nàng bị chia ra, lực dùng ở hai chân dần mất đi, Hy Bình rất nhẹ nhàng tách hai chân nàng, trực tiếp lần mò vào giữa hai chân nàng, đôi môi của hắn áp vào nơi thầm kín riêng tư của nàng, hai mắt nàng mở trừng trừng, giật mình. Cũng vào lúc này, thì có tiếng gõ cửa. Trong phòng bốn người đồng thời kinh hãi, không biết kẻ nào không biết tốt xấu lúc này lại vào đây. Thiếu chủ, Hoàng Hy Bình đã trở về. Lạc Mộc nói ra tin này, chúng nhân tại chỗ đều kinh sợ, Lạc Thiên nói, ngươi chắc chứ? Chính xác, ta nhận tin lúc trước, Hoàng Hy Bình cùng 14 nữ nhân trở về Tiểu Trạch Môn, còn có cả Mộng Cơ và Phỉ Sa, không thấy bọn quyền hành đâu cả. Lạc Thổ hỏi, sư phụ đã đi Thiếu Lâm, chúng ta phải làm sao đây? Lạc Thiên đáp, ta tự có biện pháp, ngươi cần chi lo lắng. Lạc Thổ lúng túng nói, ta cũng không lo lắng, kẻ kia trừ việc hát hò, chẳng có gì khiến chúng ta lo. Lạc Thủy mắng, ngươi nói chúng ta lo hắn sao? Lạc Thiên nói, các người đừng tranh chấp, hãy nghĩ tại sao bọn người quyền hành không quay lại, ta chính mắt thấy họ đi vào chỗ y. Họ bị Hoàng Hy Bình hạ sát ư? Dương Y hỏi. Lạc Hỏa phản đối, không thể như vậy, Hoàng Hy Bình không giống kẻ tùy tiện giết người. Ta cũng nghĩ Hoàng Hy Bình không phải kẻ giết người khát máu, Lạc Thảo cũng nói. Thương Ưng hỏi, vậy tại sao chín người kia không quay lại? Có thể, Lạc Diệp định cất lời nhưng do dự. Lạc Thổ hỏi, người còn nói có thể cái gì? Người quát ta cái gì? Lạc Diệp không khách khí đáp lại, rồi nói tiếp, có thể bọn quyền hành trở về Hoàng Cung. Lạc Thiên trầm ngâm nói, có khả năng có việc này, bọn đó bảo vệ Hoàng đế, không thể trở về Hoàng Cung trước Hoàng thượng. Lạc Thủy hỏi, chúng ta phải làm gì đây? Lạc Thiên đáp, tối nay hành động, bắt giữ Hoàng thượng không cho trở về. Sao? Mọi người vô cùng kinh hãi. Lạc Thiên cao ngạo nói, phụ thân ta chỉ muốn xưng bá võ lâm còn ta thực muốn xưng bá cả thiên hạ, nay có hoàng thượng trong tay, nếu ta có thể thao túng, gián tiếp sẽ thao túng thiên hạ ha ha. Nhưng nếu như thất bại, nghênh tiếp chúng ta sẽ là cả trăm vạn đại quân đó. Lạc Thiên đáp, bởi vậy, hành động lần này tuyệt đối không thể thất bại. Thương Ưng nói, thiếu chủ, mạo hiểm quá lớn, phải đợi minh chủ trở về thương lượng lại. Lạc Thiên cười lạnh lùng, nói, không dám mạo hiểm, sao thành đại sự. Đây là Hoàng thượng tự đem mình đến nộp chúng ta, lẽ ra nên ở tại Hoàng cung hưởng phúc, lại đến đây cho ta cơ hội, nay ngoại trừ chúng ta, ai biết được y là Hoàng đế, chúng ta nhanh chóng giam cầm y lại, đợi thời điểm chín muồi, trà trộn vào Hoàng cung, nắm lấy quyền chính. Dương Y nói, thiếu chủ thật không biết sợ, ta cũng nghĩ kế này làm được, bên cạnh Hoàng thượng cũng không có cao thủ, chỉ có vợ chồng La Niên. Cùng một bơ ỏn vũ công và phi tần, căn bản không thể chống nổi một đòn tấn công. Tốt, cứ quyết định như vậy, cầm tù hoàng thượng, thiên hạ sẽ thành của ta. Bóng đêm bao trùm lên toàn Long Thành, đèn lửa mọi nhà dần tắt. Nhiệt náo đến nửa đêm không còn, đường phố giờ này trở nên vắng vẻ, người đi lại cũng thưa thớt. Dưới ánh đèn yếu ớt, hai nhân ảnh mờ mờ sát cạnh nhau, nghe tiếng chân hai người có thể biết là nữ tử. Tiểu thư. Chúng ta đi đâu vậy? Trở về đại địa minh đi. Nhưng mà,
tiểu thư không phải nói chúng ta sẽ đến tiểu trạch môn. Tiểu tước, ban ngày chúng ta đã tới tiểu trạch môn, nhưng thất vọng trở về, ta đang nghĩ, chàng có thể quay lại không? Nguyên lai hai thiếu nữ là La Mỹ Mỹ và tiểu tước. Tiểu tước nói, nhưng muội thấy ở tiểu trạch môn vui vẻ, còn ở đại địa minh không vui. Bọn đệ tử háo sắc nhìn chằm chằm cả ngày, khiến muội ghê tởm. La Mỹ Mỹ cười nói, chúng ta nay là phi tử của hoàng đế ca ca, bọn chúng dám làm gì? Muội không thích chúng nhìn như vậy. Tiểu thư, sớm biết như vậy, chúng ta đã cùng tên đại sắc lang tương hảo. Hoàng thượng không muốn tiểu thư, người sẽ không tức giận. Tiểu thư hấp dẫn như vậy, tại sao hoàng thượng không muốn? Tiểu tước băn khoăn hỏi. La Mỹ Mỹ nói, ta không biết, có thể người thấy ta không hấp dẫn bằng các phi tử khác. Tiểu tước phản biện, muội không tin, hoàng hậu không đẹp bằng tiểu thư, làm sao các cung phi khác lại hấp dẫn hơn hoàng hậu? La Mỹ Mỹ giải thích, điều đó khó nói, dưới hoàng đế ca ca có 3.000 giai nhân trong hậu cung, so với đại sắc lang kia nhiều hơn. Tiểu tước nói, nếu như hoàng thượng muốn tiểu thư có thể cùng người. Không được, ta trước đến hoàng cung, chỉ vì không biết phụ mẫu ta đưa ta vào hoàng cung để tiến hoàng đế ca ca. Nếu sớm biết việc này, ta đã trốn nhà đi, ta không muốn làm phi tử của hoàng thượng. Tiểu tước hỏi, không phải vì hoàng thượng có quá nhiều nữ nhân. Ta không yêu hoàng đế ca ca, cho dù người là quan vương một nước, nhưng không phải là người trong tim ta, bởi vậy ta không lấy người. Nếu người ép ta, ta sẽ chết cho người coi. Tiểu tước thở ra một hơi, nói, may là hoàng thượng không ép tiểu thư, nếu không sắc lang nhỏ xíu sẽ chết mất. Sắc lang nhỏ xíu ư? La Mỹ Mỹ hỏi. Tiểu tước chỉ vào bụng La Mỹ Mỹ cười nói, thì trong bụng tiểu thư đó. Tiểu tước, người dám đùa bỡn ta chăng? Nếu chàng trở về, ta sẽ để chàng làm bụng ngươi cũng lớn ra, cho ngươi biến dạng. Hai người vừa cười nói vừa đi. Nghe nói thần ca hát của chúng ta đã quay về, tiếng nói vang lên trên đường, hai nữ nhân sợ hãi dừng lại, nhìn thấy 4-5 khất cái đi qua. Bọn khất cái cũng nhận ra bọn họ, đi đến chào hỏi. La Mỹ Mỹ lo lắng hỏi, các người nói thần ca hát là chỉ ai? Đương nhiêu là lão đại của bang chủ chúng ta, Hoàng Hy Bình, người hát nhiệt thành, làm huyết dịch trong người sôi sục. La tiểu thư không biết sao? Tiểu tước, chúng ta nên nhanh chóng đi tiểu trạch môn. Khi bọn khất cái còn đang nói, La Mỹ Mỹ đã kéo tiểu tước chạy trốn. Bọn khất cái bàn luận, hai cô nàng xinh đẹp kia nhất định là nữ nhân của ca thần lão đại. Ta cũng nghĩ vậy. Nghe nói y vô cùng lợi hại trên giường, một đêm có thể thỏa mãn hơn 100 nữ nhân. Nếu như ta có thể lợi hại như y, mỗi lần đến nhà thổ hành sự, không phải mềm oặt rời khỏi bụng bọn cô nương ở đó. Ca thần lão đại khỏe đánh nhau, cũng khỏe hành sự với nữ nhân a. Nghe nói cái của y to hơn của con lừa, Nếu hôm nào dẫn y đến vào nhà thổ, thay chúng ta cho đám cô nương không thể đụng tới kia biết tay, bang chủ của chúng ta thật là giỏi. Đêm nay ở tiểu trạch môn nhất định có tiếng nữ nhân kêu la, chúng ta phải lén nghe bên ngoài tường. Ta nghĩ chúng ta nên đi kỹ viện. Ta không có tiền. Ta đãi, hôm nay ta gặp một lão thái bà hảo tâm, bà ta cho ta nhiều tiền. Vậy thì đi nhanh, nếu không bọn cô nương đi ngủ mất. Đám khất cái vui vẻ biến mất trong màn đêm trên đường. Kẻ hỗn đản nào ngoài cổng vậy? Hoàng Hy Bình quát. Đáp lại hắn cũng là lời quát giận dữ. Hoàng Hy Bình, mở cửa, ta muốn đòi nợ chàng. Âu Dương Đình Đình. Vưu Túy nói, sao nàng ta lại đến? Nàng ta không biết Tiểu Nguyệt với chàng đang. Ta ra mở cửa. Hoàng Hy Bình trần trụi xuống giường, đi ra mở cổng, bên ngoài Âu Dương Đình Đình đang hò hét. Tay hắn kéo nàng vào trong nhà, sau đó đóng ngay cửa lại. Âu Dương Đình Đình nhìn ba nữ nhân trần truồng trên giường, hai mắt chằm chằm vào Tiểu Nguyệt, kinh hãi nói, Nguyệt Nhi, muội, sao muội cũng ở đây? Tiểu Nguyệt đỏ mặt, rúc vào giường. Âu Dương Đình Đình nói, Hoàng Hy Bình. Nhỏ giọng xuống, Hy Bình nói, có việc gì gọi ta gấp vậy? Âu Dương Đình Đình hạ giọng, Tiểu Nguyệt chẳng phải thân muội của chàng sao? Sao chàng lại làm chuyện đó với nàng? Hy Bình thở ra, việc đó sau này nàng sẽ hiểu. Đồ loạn luân, đồ dâm tặc nhà ngươi, chuyện gì cũng dám làm, còn làm cả sự phụ thiếp, làm người có thai, thiếp làm sao thu xếp được. Nàng đòi ta trả nợ. Đúng vậy, tính sổ với chàng. Tính toán mất thời gian, ta có thể làm từ từ. Trên giường hắn ôm lấy Âu Dương Đình Đình, đi tới giường,
đặt nàng trên giường, rồi ôm chặt, nói em, nào được rồi, nói đi. Tính nợ thế nào? Chàng không được ôm chặt làm người ta không thở được. Âu Dương Đình Đình thở năng nhọc, ngực nhấp nhô kịch liệt. Vưu Túy nhìn tình hình, liền nói, ta phải nghỉ ngơi, các ngươi từ từ tính toán. Nguyệt Nhi, muội dịch vào trong, ta nghỉ ngơi, để họ ở bên ngoài. Thi Nhu Vân nói theo, muội cũng phải nghỉ ngơi. Thi Bình không cho, nàng không thể nghỉ ngơi. Tại sao? Âu Dương Đình Đình giải thích, ta biết tên dâm tặc này muốn giở trò xấu xa với muội, có vậy mà không hiểu. Thi Thu Vân nói, nhưng mà, tỷ tỷ này, chàng đang ôm tỷ mà. Lời nói của nàng làm Âu Dương Đình Đình ngạc nhiên. Xem Tiểu Nhu Vân này ngày thường nói chẳng nên lời, sao miệng lưỡi lại trở nên lợi hại như vậy, hơn cả Âu Dương Đình Đình ta. Âu Dương Đình Đình nói, dâm tặc, hãy ôm nàng ta nữa đi. Nàng không phải tính đòi nợ ta sao? Thi Bình cười, chuyển sang ôm Thi Nhu Vân, đặt nàng và Âu Dương Đình Đình nằm cùng một chỗ, hắn nằm đè lên người họ, nói, sư phụ nàng đã là nữ nhân của ta, thử nói xem đồ đệ sẽ ra sao. Sẽ cùng sư phụ là nữ nhân của ta, hay là thành đồ đệ của ta? Âu Dương Đình Đình không trả lời, thiếp hôm nay thấy sư phụ khóc cả ngày. Ồ, nàng không thể tiếp nhận sự thực là sư phụ nàng đã thành nữ nhân của ta. Âu Dương Đình Đình nói, sư phụ đã biết thiếp không lấy ai ngoài chàng. Không nói đến cảm xúc của thiếp với kẻ vô lại như chàng. Thiếp biết làm thế nào, sao để cả hai sư đồ chúng ta thành nữ nhân của chàng được. Thi Bình cười đáp, ta nghĩ nàng và sư phụ đã thương lượng kết quả. Sao người biết ta và sư phụ đã thương lượng? Vì A Mật Y không thể để đồ đệ bị thương tổn. Nói đi nói lại, nàng được bà ta nuôi dưỡng, làm sao nàng ta không chiều chuộng nàng được? Âu Dương Đình Đình cười ngọt ngào nói, sư phụ yêu chàng. Sư phụ nói chắc chắn sẽ để chàng lấy thiếp, do vậy thiếp mới tử tế với người, nếu không thiếp suốt đời sẽ không quan tâm đến người nữa. Thi Nhu Vân hỏi, tỷ không định đòi nợ y ư? Âu Dương Đình Đình nói, Nhu Vân, người không thể luôn nói kiểu thẳng thừng nhất châm kiến huyết đó, người tốt nên để đường lùi cho người khác. Thế nào là nói kiểu thẳng thừng nhất châm kiến huyết? Thi Nhu Vân tò mò hỏi. Âu Dương Đình Đình ôm đầu, hai mắt trợn lên, như choáng váng cả đầu. Thi Bình cười nói, Nhu Vân, để ta cho nàng biết thế nào là nhất châm kiến huyết. Khi nhất châm đã tiến vào, sẽ xuất huyết. Ha ha, trong hai nàng, ai để ta tiến vào trước? Âu Dương Đình Đình nói, hỗn đản, ăn nói cho đàng hoàng. Nhu Vân đến trước, nàng ta để cho chàng vào trước. Nàng biết những chuyện này không ít, trước đây đã từng trải qua. Không có, trước đây thiếp chưa từng gặp nam nhân, thiếp thực sự rất thuần khiết. Thi Bình hỏi, làm sao để ta tin được nàng? Tử dâm tặc, chàng dám không tin thiếp, thiếp từ bé đã ở Thái Âm giáo, không biết đến ai cả. Nếu thiếp thường ra ngoài, thì mỹ nữ như thiếp, không biết bao nhiêu nam nhân điên cuồng theo đuổi, nhưng thiếp không thích chúng. Thi Bình cười nói, nàng quả là mỹ nữ, nhưng tại sao không thích bọn chúng? Âu Dương Đình Đình cao ngạo đáp, vì thiếp không nghĩ chúng xứng với thiếp. Thiếp là siêu cấp mỹ nữ, không phải là nam nhân giỏi nhất trong thiên hạ thì không xứng với thiếp, chàng nói đi đúng không? Thi Nhu Vân nói, tỷ tỷ đúng là rất xinh đẹp. Kẻ vô lại này cũng rất hấp dẫn, nhưng nay mặt y bị nhiều thương tích, sao tỷ tỷ còn ưa thích y? Âu Dương Đình Đình quay mặt vào sát Thi Nhu Vân, kề vào tai nói, muội muội, muội nói mãi mà như thế, kẻ vô lại này không buông chúng ta ra. Thi Nhu Vân ủy khuất nói, vậy muội không nói nữa. Âu Dương Đình Đình đột nhiên mỉm cười, kề vào tai Thi Nhu Vân nhẹ nhàng nói, ta yêu kẻ dâm tặc, cũng như muội yêu kẻ cừu nhân, rất khó giải thích được, hiểu không? Ồ. Tỷ tỷ không nghĩ như Nhu Vân chứ? Lúc đầu ta nghĩ rằng mình là thánh nữ tối thuần khiết. Kỳ thật, sống với bọn muội một thời gian, nhận ra con người thật của bọn muội, có nhiều người cũng đều thuần khiết như ta, muội và Nguyệt Nhi thuần khiết nhất, như nhìn vào mắt là thấy thuần chân. Chúng ta không hiểu tại sao, chỉ biết hiến dâng. Nguyệt Nhi, muội có nghĩ vậy không? Lời cuối của nàng hướng đến Nguyệt Nhi quay lại, cảm kích ngấn lệ nhìn nàng nói, muội không nghĩ nhiều. Muội chỉ biết muội yêu đại ca. Mọi việc khác đều không đáng kể, chỉ cần đại ca đối xử tốt với Nguyệt Nhi là đủ. Thi Bình vòng tay xoa lên mặt Nguyệt Nhi nói, nhiều chuyện quá, đại ca còn chưa nghĩ đến. Sư phụ cũng như mẫu thân của ta, người đã hứa gả thiếp cho chàng, vậy chàng tính sao? Âu Dương Đình Đình nhìn Thi Bình không hề sợ sệt.
Thi Bình cười nói, để công bình, ta sẽ đối xử với nàng bằng thân thể. Ha ha, hãy để Nhu Vân xem thế nào là nhất châm kiến huyết. Hắn lập tức cởi giải áo nàng, nàng không né tránh, nhưng miệng vẫn nói, Nhu Vân trước thiếp, chàng không được chiếm tiện nghi của ta trước. Nhu Vân từ chối, tỷ tỷ, muội không tranh với tỷ, tỷ không phải sợ. Âu Dương Đình Đình tối mắt dường như không tưởng nghe thấy Nhu Vân nói gì. Rầm rầm, tiếng động ở cửa vọng vào, đúng lúc áo Âu Dương Đình Đình gần như tuột ra, nàng hỏi ai đó vậy. Thi Bình hậm hực, phải chăng kẻ nào muốn ăn đấm? Hoàng Hy Bình, lập tức mở cửa ra đó là tiếng La Mỹ Mỹ. Tiểu tước cũng ở ngoài cổng gọi, đại sắc lang, là ta và tiểu thư. Âu Dương Đình Đình nói, là Mỹ Mỹ, ta đã ở trong này rồi, ta không ra mở cửa được. Ta sẽ ra mở cổng, có vẻ các nàng quen biết nhau. Hoàng Hy Bình nói rồi ra mở cổng. Âu Dương Đình Đình đằng sau nói, đương nhiên là quen biết, chúng ta đã biết nhau nhiều tháng nay. La Mỹ Mỹ cùng tiểu tước đi vào, để Hy Bình khóa cửa, họ ôm chầm lấy người hắn. La Mỹ Mỹ vừa khóc vừa cười, tiểu tước cũng rơi lệ nói, đại sắc lang, mặt chàng sao vậy? Hy Bình bị hai nàng bám chặt khi gặp gỡ, chỉ nói qua ta vừa gặp lúc không tốt lắm. Thực ra tước nhi thấy chàng rất hấp dẫn, tiểu thư nói có đúng không? La Mỹ Mỹ vừa khóc vừa nói, có hấp dẫn hay không thì chẳng phải chàng vẫn là đại dâm côn sao? Ồ, La Mỹ Mỹ, hiện tại vẫn dám miệng lưỡi bén nhọn với ta. Ta còn chưa hỏi chuyện nàng với tiểu tử Quyền Khuynh Quốc nhé. Tiểu tước nói, Quyền Khuynh Quốc không động đến tiểu thư đâu. Đại sắc lang, chàng không cần lo lắng, nếu như y dám động đến tiểu thư nói sẽ tự sát. Tiểu tước, đừng nói vậy. Hy Bình nhìn khuôn mặt xinh đẹp của La Mỹ Mỹ nói, ta biết tin nàng đã vào Long Thành, tưởng không gặp lại nàng nữa. Chúng ta cùng lên giường, để ta cho nàng biết thế nào là đại dâm côn. Cùng nghe chuyện nàng trải qua, được không? La Mỹ Mỹ ngưng thị nhìn hắn nói, lần sau không cần đột nhiên ly khai, chàng đã được rồi mà. Ta không khống chế được vận mệnh, nhưng ta thề rằng nếu ta không chết, ta sẽ đến, ta sẽ làm bất cứ việc gì để trở về gia đình nàng. La Mỹ Mỹ nói, trong bụng thiếp đã có hài tử của chàng, hơn nữa mẫu thân thiếp cũng không phản đối. Thiếp sau này phải theo chàng, khi thiếp tới đây, thiếp thấy Mục Thu ở đây. Chàng với cả nữ nhân của gia gia thiếp ư? Hy Bình đáp, ta chỉ biết họ lúc trước vẫn là xử nữ. La Mỹ Mỹ nói, thiếp sau đó mới biết họ không phải là nữ nhân của gia gia, nhưng mà chàng không nên động vào họ. Hy Bình thở dài, Mỹ Mỹ, ta cũng biết thân phận của họ, ta đã dám làm thì không sợ gì cả. Tốt, thiếp không nói nữa, tối nay thiếp và tước nhi muốn nghỉ ở đây, được không? Không đợi Hoàng Hy Bình đáp lời, Âu Dương Đình Đình đã lên tiếng, hoan nghênh muội ở lại, ta Âu Dương Đình Đình không ghen đâu, hi hi. Thi Nhu Vân lại nói thẳng thừng, nhưng mà giường có vẻ không đủ rộng. Chúng nhân đều không nói nên lời. Nếu có Lãnh Như Băng ở đây nói chuyện, quyết định sẽ là cho hắn nằm trên sàn nhà. Thiếu chủ, chúng ta đã bắt được Hoàng thượng, vợ chồng La Niên chống cự, La Niên đã chết, nhưng hai phi tử của Hoàng thượng không thấy đâu Thương Ưng nói. Sao? Chúng không có ở Đại Địa Minh, Lạc Thiên Đại Kinh, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, chúng ta sẽ đi vào tử lộ. Dương Y nói, hai hoàng phi này thường hay gây chuyện, ban ngày cũng đến tiểu trạch môn, hôn quân không quản được sao. A nhiều tiếng kinh hô cất lên. Lạc Thiên nói, chúng không phải là phi tử, mà là nữ nhân của Hoàng Hy Bình. Dương Y nói, Hoàng Hy Bình tối nay trở về, khả năng chúng sẽ qua đêm ở tiểu trạch môn, chúng ta hãy một lần quét sạch tứ đại thế gia. Thương Ưng nói thì dễ dàng, nữ nhân đúng là không có đầu óc, người nghĩ rằng võ lâm tứ đại thế gia dễ bị quét sạch chăng? Ám Long nói, nếu chúng đã trở về, chúng ta vây bắt chúng, sẽ làm Hoàng Hy Bình nổi giận, không có lợi cho chúng ta, nay hãy đặt kế tìm cách dụ bọn chúng. Lạc Thiên suy nghĩ, định cất lời, thì bên ngoài truyền vào tiếng của Lạc Thủy, thiếu chủ, Ngọc Xà Môn tấn công chúng ta, chúng tưởng lực lượng của chúng ta đã rời về Long Thành, cơ hội đã tới. Đúng vậy, thời cơ đã đến, ha ha, chính là trời giúp ta. Lạc Thiên cười điên cuồng, chúng ta sẽ đi trước khi chúng tấn công, mọi người sẽ biết Quyền Khuynh Quốc đại nhân bị Ngọc Xà Môn bắt giữ. Dương Y, người không cần tham gia chiến đấu, hãy đem Lương Lệ Quỳnh an bài cẩn thận, sau khi đại chiến, ta sẽ trở về thăm nàng ta, thiếu phụ Mỹ lệ thành thục như vậy, thế gian quả là hiếm có. Ngày hôm sau,
Đại Địa Minh và Ngọc Xà Môn quyết chiến, toàn thành đều sẽ biết. Mùi máu bốc lên trong Long Thành, cuối cùng cũng tan hết, mọi người cuối cùng cũng tỉnh dậy từ ác mộng. Hy Bình tức thì tỉnh dậy, nằm trên mặt đất, đêm qua hắn thực sự là ngủ trên đất, nhưng không thực sự là ngủ, là Mỹ Mỹ đang nằm trên mình hắn mà ngủ. Thân thể hắn động đậy, là Mỹ Mỹ liền tỉnh giấc, nàng hỏi, chàng đã tỉnh rồi à? Thiếp đè ép chàng cả đêm, không mệt sao? Hy Bình nói, ta trong mộng thấy một quả núi nặng đè lên người ta. Là Mỹ Mỹ đánh nhẹ hắn, hắn liền nắm lấy tay nàng, nói chúng ta đi nào. Có cần ta giúp không? À, chàng cùng với thiếp quay lại Đại Địa Minh tìm phụ mẫu thiếp. Mỹ Mỹ, không phải thế chứ? Chẳng lẽ nàng bắt ta gặp phụ mẫu nàng? Nàng quên là ta đã vô lễ với bà ta ra sao à? Hy Bình kinh hãi nói, bốn nữ nhân trên giường cũng đã tỉnh giấc, nhìn họ một cái, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Là Mỹ Mỹ đứng lên. Nói, đó là do chàng mà. Hy Bình cười khổ đứng dậy, là Mỹ Mỹ giúp hắn mặc y phục, chàng nói, da mặt ta thực sự là mỏng, nàng xem việc ta gặp mặt phụ mẫu nàng là tốt hay xấu. Không nói nữa, nhất định phải gặp mặt, nhất định phải để mẫu thân thiếp chửi mắng chàng một trận. Nàng chưa bao giờ tự động giúp ta phục y, nay lại làm việc này, ta đã tưởng là nàng đối tốt với ta, hóa ra lại chỉ vì việc này. Là Mỹ Mỹ chuyển thân. Tay nàng để lên đúng quần chàng, lẻo mép nói, đâu phải thế, là người ta thực sự tốt mà. Thiếp muốn chàng gặp mặt mẫu thân thiếp, cũng là vì chàng quan hệ với nhi nữ của bà, chẳng lẽ lại không muốn gặp bà ấy. Hy Bình vừa mặc quần vừa ôm eo nàng, ngửa mặt nói, có thể, nhưng nàng nên biết, ta và mẹ nàng có mối quan hệ ám muội, gặp gỡ bà ta làm ta cảm thấy xấu hổ. Là Mỹ Mỹ đang mặc yếm vào, vừa nghe hắn nói xong, liền đưa ta chỉ vào hắn. Cáo yếm của nàng cũng rơi xuống, để lộ bộ ngực trắng như tuyết, nhân vì bị kích động với chuyện đó, đôi tuyết nhũ no tròn không ngừng rung rinh, nàng nói bậy, mẫu thân thiếp với chàng làm sao lại quan hệ ám muội được, chàng coi mẫu thân thiếp là hạng nữ nhân gì. Hy Bình mặc quần vào, ác tâm lại nổi lên, nói, là nữ nhân bình thường. Rồi nhìn thân thể đẹp đẽ của La Mỹ Mỹ, bổ sung, bây giờ ta lại thành lão công của nàng, bà ấy làm sao muốn chứ? À. Hoàng Hy Bình, chàng nói là muốn cùng mẫu thân thiếp làm chuyện đó. Thiếp đánh chết chàng, nàng phi vào trong lòng Hy Bình, đấm thùm thụp vào ngực Hy Bình. Hoàng Hy Bình chuyển mình đưa tay vào chỗ riêng tư của nàng, vuốt ve, nói, Mỹ Mỹ, xem ra nàng lại muốn ăn sáng nữa phải không? Ồ, không, là Mỹ Mỹ nhảy lùi lại, chăm chú nhìn Hy Bình, buồn bực nói. Thiếp bây giờ không cho phép. Hy Bình lắc lắc vai, ngừng cười hỏi, tại sao? Đôi má xinh đẹp của La Mỹ Mỹ ửng hồng lên, nhỏ giọng nói, người ta sợ chẳng còn chút khí lực nào cả để đi dạo. Ha ha, Hy Bình cười to nói, ta vốn dĩ tưởng nàng không biết sợ ta. Mỹ Mỹ, mặc quần áo vào nhanh, ta và nàng đi thăm nhạc mẫu quyến rũ nào. Giải thích rõ ràng quan hệ của ta và nàng, ta phải đem chuyện lớn nhỏ ra nói hết. Dứt lời, hắn tinh quái nhìn Âu Dương Đình Đình đang nằm trên giường. Âu Dương Đình Đình tiện tay ném ra một cái gối, chợt cảm giác đau đớn dưới hạ thể, bất giác duyên dáng kêu lên, ai ra? Đau quá! Hy Bình cùng La Mỹ Mỹ đi ra khỏi phòng, liền gặp Đỗ Quyên. Đỗ Quyên mở mồm định nói, Hy Bình ra dấu cho nàng không nên nói. Khi Đỗ Quyên đến gần, Hy Bình nói, có gì thế? Đỗ Quyên nhìn sang La Mỹ Mỹ, song nhãn có phần phức tạp, nói, không vấn đề gì. Hy Bình ôm một bên vai nàng. Nói Tiểu Điểu Nhi, cùng với ta đi ra ngoài một chút. Đỗ Quyên nói nhẹ, cúi đầu xuống, kéo cánh tay ra khỏi vòng tay khỏe mạnh của Hy Bình, run run sờ vào La Mỹ Mỹ. Đỗ Quyên, tỷ bị làm sao thế? Tại sao hành động của tỷ hôm nay khác hẳn mọi hôm, sao lại run rẩy sờ ta như vậy? La Mỹ Mỹ nghi hoặc kêu lên. Đỗ Quyên nói, đó là, ồ, chúng ta đi ra ngoài đại sảnh đi, mọi người đang ở đó. Đường tư phải quay lại Đại Địa Minh, chúng ta đang cản trở lại. Chúng ta không hiểu tại sao đường tư lại khẩn trương quay lại Đại Địa Minh như vậy. La Mỹ Mỹ nói, chẳng phải Đại Địa Minh có chiến sự gì chứ. Tối hôm qua đích thị có chuyện. Ba người đi đến đại sảnh, mọi việc liền được sáng tỏ. La Mỹ Mỹ nhận được tin chấn động, phụ thân nàng chết còn mẫu thân nàng bị bắt đi. Nàng không chấp nhận nổi sự thật, trước mặt chín người gào khóc. Bọn họ phải đi đến Đại Địa Minh, nhưng vì người của tứ đại võ lâm thế gia giữ lại,
khó mà bỏ đi được. Người của bốn nhà U Mê không hiểu vì sao bọn họ lại khẩn trương cho vợ chồng La Niên và Quyền Khuynh Quốc. Nếu quả thật ba tiểu thiếp vì La Tùng mà khẩn trương thì không có gì. Nhưng còn những người nữ nhân khác, họ với ba người này chẳng có mối liên hệ nào. Tại sao lại giống như vừa mới chết người thân vậy? Thi Bình lau nước mắt cho La Mỹ Mỹ, hỏi tin đó truyền đến khi nào? Hoa Tiểu Ba nói, toàn thành đã biết rồi, hơn nữa. Xác của phụ thân Mỹ Mỹ, ai ra? Ra sao? Nói ra đi, Thi Bình gào lên. Triệu Tử Uy nói, Đại Địa Minh đã phái người đưa đến cho bọn ta. Thả ta ra, ta muốn gặp phụ thân ta. La Mỹ Mỹ nhầm tay của Hy Bình điên cuồng cắn xé bật ra cả một thịt, đưa tay lên lau máu ở mồm, khóc thảm. Hy Bình nói, Mân Côi, nàng đưa Mỹ Mỹ đi. Rồi thả La Mỹ Mỹ ra, để Mai Côi và Độc Cô Thi đỡ lấy nàng, rồi đưa đi. Hy Bình nhìn theo ba nàng, nói, Đỗ Quyên, Thủy Tiên, bọn nàng cùng đi chăm sóc, động viên Mỹ Mỹ đi. Ca, chúng ta có thể chăm sóc Mỹ Mỹ tỷ tỷ. Chàng nhất định vì tỷ ấy mà báo cửu nha. Ta sẽ, Thi Bình lạnh lùng nói. Hai nàng liền lập tức đuổi theo La Mỹ Mỹ. Thi Bình nói, bọn họ xác định chính là do Ngọc Xà Môn gây ra. Hoàng Đại Hải nói, đại ca, Đại Địa Minh ngày hôm qua đã cùng Ngọc Xà Môn huyết chiến, Đại Địa Minh đã mất rất nhiều người. Thi Bình lầm rầm nói, thật vô lý, ai chết lại không chết, tại sao lại là nhạc phụ ta? Đại Địa Minh thế nhưng lại còn không bảo vệ được Quyền Khuynh Quốc. Trong chuyện này nhất định có vấn đề. Vấn đề gì? Mồm miệng Hoa Tiểu Ba luôn nổi tiếng là nhanh. Thi Bình không trả lời hắn, chỉ bước chậm chậm về phía trước, đến bên cạnh Bảo Nguyệt nói, Bảo Nguyệt, nàng giải huyệt đạo cho Đường Tư đi. Chúng nhân cùng biết hắn vốn chẳng biết loại công phu điểm huyệt cũng như giải huyệt. Bảo Nguyệt giải khai huyệt đạo cho Quyền Hành. Quyền Hành vừa được giải huyệt, liền muốn chạy ra ngoài. Thi Bình nhanh chóng vươn cánh tay dài ra tóm lại, ôm nàng lại, khóa chặt hai tay. Thả thiếp ra, thiếp phải đi xem ca ca thiếp, Quyền Hành cựa quậy liên hồi. Thi Bình nói, nàng hãy bình tĩnh, ca ca của ngươi không có tại Đại Địa Minh, vậy nàng định đi tìm hắn ở đâu? Chúng nhân ngạc nhiên, Phỉ Sa giải thích tóm lược một hồi. Chúng nhân cuối cùng cũng hiểu rằng chín nữ nhân này kỳ thật là chín người Quyền Hành. Hóa ra họ biến mất là vì họ đã biến thành nữ nhân. Chúng nhân tự nhiên nghĩ tên của Quyền Hành thực sự không hợp chút nào, liền không gọi Quyền Hành nữa mà gọi là Đường Tư. Ta biết, ca ca nàng chưa chết, tin ta đi, ta sẽ cứu hắn về. Đường Tư mặt đầy nước mắt, nói, chàng nói thật chứ. Thi Bình nói, nàng đã là nữ nhân của ta, đối với vấn đề này, ta không thể lừa dối nàng được. Đường Tư ngẩng lên nhìn hắn, nghe theo, thiếp tin lời chàng, chàng giải huyệt cho bọn họ. Thiếp cùng bọn họ muốn đến xem La Niên, được không? Được chứ, Thi Bình nói, Tiểu Ba, người đưa bọn họ đi. Hoa Tiểu Ba liền cùng bọn Đường Tư đi ra. Thi Bình nói, có ai biết Ngọc Xà Môn ở đâu không? Chẳng ai hồi đáp, chứng tỏ chẳng có ai biết. Phỉ Sa nói, theo ta việc này và Đại Đại Minh chắc chắn có quan hệ. Tứ Cẩu chửi đồng, mẹ nó chứ, đương nhiên là có quan hệ. Bá phụ chính là khách nhân của Đại Địa Minh. Người của Đại Địa Minh đâu có muốn liên lụy chứ, sao bá phụ lại chết dễ dàng như vậy được? Triệu Tử Hào nói, võ công của La Niên không kém. Thập đại đệ tử của Đại Địa Minh ai cũng an toàn. Tại sao chỉ có người có võ công mạnh nhất lại chết? Có điều này ta thực sự không hiểu, nếu Liễu Niên hôm qua tử chiến rất nhanh, thì tại sao 10 người bọn họ lại vẫn còn sống? Triệu Tử Uy nói, đại ca, nói đúng lắm, ta vốn là không thuận mắt với tiểu tử Lạc Thiên đó. Đích thị là việc này là do hắn đứng sau. Từ Phiêu Nhiên nói, việc này cần tra xét đã, chúng ta tịnh không thể đấu lại Đại Địa Minh. Hôm qua Lạc Hùng đột nhiên ly khai khỏi Đại Địa Minh, ta không biết vì việc gì nữa. Mấy ngày trước, Đại Địa Minh từ từ rút lui khỏi Long Thành, ta đã rất chú ý. Ta còn nghĩ đó là chiến thuật của họ để làm mệt mỏi Ngọc Xà Môn, nhưng dường như hiện tại, tịnh không phải là để đối phó với Ngọc Xà Môn. Từ lão đầu, hơ hơ, nhạc phụ. Thi Bình kêu lên bất thuận. Từ Phiêu Nhiên bị hắn kêu lên một tiếng, cũng cảm thấy nghịch tai. Từ lúc Hoàng Hy Bình ra khỏi phòng của nữ nhi lão, thân phận của đã thay đổi, dù có muốn hận hắn cũng không thể. Thật khó nói, ngoại tôn lão lại là con của thằng Hoàng Hy Bình đáng chết này với nữ nhi của lão. Lại nghĩ đến nhi tử của Hoàng Hy Bình gọi lão là ngoại công, đầu lão suy nghĩ lại.
nhưng lại chợt nghĩ lại, sau này khi Hoàng Hy Bình hát, lão phải ngồi gõ bàn, đập ghế hay đại loại như thế, lão chỉ muốn đưa dao lên cổ chém cho một phát. Song nhãn lão trợn trừng lên một cái, nhìn Hy Bình mà như không nhìn, nói, ai có ý kiến gì, cứ nói đi. Oai, lão Từ Phiêu Nhiên này, quả là hùng hổ. Hy Bình nghĩ thầm, quả là không ngờ nhạc phụ lại quá khích vậy, bất thời đưa mắt nhìn hai con gái lão một cái, họ vốn đã giơ hai nắm đấm lên với gã. Hơ hơ, nhạc phụ, người nói bọn ta không đánh lại Lạc Thiên. Hy Bình ngang ngạnh nói. Ai ra, chúng nhân đại thán, cái máu quyền vương của hắn lại nổi lên rồi. Từ Bạch Lộ chửi, hỗn đản, phụ thân thiếp không có ý đó. Phụ thân thiếp nói thế lực của chúng ta là không đủ so với sự chống cự của Đại Địa Minh, chứ không nói chúng ta không đánh lại được. Chàng mà còn bất lễ với phụ thân thiếp nữa, đừng trách thiếp không khách khí. Hy Bình ngượng ngùng nói, ta vốn lấy kính mà đối với lão, hơ hơ, thật sự là cung kính mà. Mộng Tình đột nhiên nói, chúng ta ở đây thương lượng về sự tình này. Ta đột nhiên ngộ ra, Lan Hiên võ công nhất định cao. Dù cho Ngọc Xà Môn đánh lén, lão đã không dễ chết thế. Chà, cái chết này của lão quả là không đơn giản. Bà nói xong, Hy Bình liền cảm thấy khó thở, bình tĩnh lắng nghe, A Mật Y nói, Mộng Tình. Gọi nương đi, Hy Bình ở bên cạnh nhắc nhở khẽ. A Mật Y ngượng ngập nói, Hy Bình, thiếp nói ra được. Nàng cảm thấy quá xấu hổ ư. Nàng nguyên cùng Mộng Tình là nhất đại mỹ nữ, vốn coi Mộng Tình như tình địch, bây giờ ở vào vị thế phải gọi Mộng Tình là nương. Mộng Tình cười nói, A Mật Y, đừng nghe lời nó nói, nó không phải nhi tử của ta. Nó gọi ta là nương, nhưng ta không chấp nhận. A Mật Y cảm kích nói, đa tạ tỷ. Hy Bình nói, nương, làm sao có thể thế? Con gọi người là nương, nghĩa là người là nương của con. A Mật Y là lão bà của con, đương nhiên gọi người là nương luôn chứ. Nếu gọi thẳng tên người, không phải loạn quá sao? Mộng Tình cười nói, người quả có tài làm loạn mà. Mộng Hương nghe vậy nói, sư phụ, hắn vốn dĩ làm loạn hết luân thường đạo lý. Vô luận mẹ con cũng như sư đồ, hắn đều không phân biệt. Chỉ cần là nữ nhân, hắn liền thu nạp. Hy Bình gào to, Mộng Xú Khí, ta dù sao trên danh nghĩa cũng là đại ca của ngươi. Ngươi không lưu lại cho ta chút thể diện nào cả, làm cho ta cảm thấy rất bất nhẫn. Được rồi ngươi nói đấy nhé, hừ, sau này ta sẽ thu nạp ngươi. Mộng Hương cười lạnh nói, ngươi đừng nên vọng tưởng. Đúng đó, Mộng Hương cô nương sẽ không bao giờ xuất giá. Triệu Tử Uy rồi đến Độc Cô Minh, cùng nhau nói đồng thanh. Hy Bình nói, Đại Hải, để tìm hiểu xem Ngọc Xà Môn địch thị ở đâu. Ta muốn gặp mặt Thiên Diệp Bội càng nhanh, càng tốt. Qua, Thiên Diệp Bội, L Nam Nhân hô lên cùng lúc. Độc Cô Minh nói, Đại Hải, ta nên đi tìm cùng đệ. Hoàng Đại Hải nói, Đại ca, huynh xác định Thiên Diệp Bội là người của Ngọc Xà Môn. Nàng chính là môn chủ của Ngọc Xà Môn. Ta gặp nàng ngày hôm qua, ta nghĩ nàng đã tổn thất nặng nề tối qua. Để cố gắng tìm, nếu không ta sẽ tìm người để hỏi. Lúc này, ta không muốn làm phiền người khác. Hy Bình nghĩ đến Vân Tuyết, hắn không thể khẳng định Vân Tuyết và Thiên Diệp Bội có quan hệ. Thậm chí nếu gặp lại Vân Tuyết, ả nhất định sẽ không nói Ngọc Xà Môn ở đâu. Triệu Tử Uy kinh hãi nói, Thiên Diệp Bội tiểu cô nương là môn chủ của Ngọc Xà Môn phải không? Ồ, ta quả là vỡ giấc mộng đẹp rồi. Ta đêm nào cũng nằm mơ thấy nàng, vốn tưởng nàng là cô gái thuần khiết nhất thiên hạ, không tưởng nổi thị là môn chủ dâm đãng của Ngọc Xà Môn. Tứ Cẩu nói, Hoa Tiểu Ba nói thị đích thì là xử nữ. Cái gì, Ngọc Xà Môn môn chủ còn là xử nữ? Tứ Cẩu, người tưởng ả là thần tiên chắc, Triệu Tử Uy ngoạc mồm ra chửi. Hoàng Đại Hải nói, Đại ca, ta sẽ cùng người khác đi tìm. Triệu Tử Uy nói, Đại Hải, ta cũng sẽ đi. Tứ Cẩu nhìn bóng ba người nói, thật ngu ngốc, ta thật chẳng mong đó là Thiên Diệp Bội. Thôi ta đành tập trung vào Mộng Hương. Triệu Tử Uy đột nhiên quay đầu chửi, Tử Cẩu, tốt nhất là ngươi nên quay đầu lại. Một điểm cũng không quay lại, ngươi nghĩ ngươi là Thiên Diệp Bội, quay đầu là làm cho mọi người rụng ngã hết hay sao? Đừng tự đại. Triệu Tử Thanh nói, Tứ Cẩu, thiếp không cho phép chàng cùng nhị ca thóa mạ nhau đâu. Tứ Cẩu nhìn Triệu Tử Thanh, nói, không dám. Ta chỉ mượn lời hắn để xuất ra si tình dạng của ta thôi. Trong lòng quả thật không thư thái. Triệu Tử Thanh nói, nhà ngươi lại còn dám đa tình. Ta,
He he, Thanh Thanh, chúng ta không nên nói về chủ đề này nữa. Triệu Tử Hào nói, Tứ Cẩu, người cùng anh em tìm hiểu xem việc gì đã xảy ra trong thành đêm qua, ta vốn không thể nào tin được Đại Địa Minh. Tứ Cẩu đứng dậy đi, nói, được, ta lập tức ra ngoài an bài. Triệu Tử Thanh cùng chúng nữ cũng đi ra ngoài. Sau cùng, sau một hồi thương lượng, Hy Bình kiên quyết cho rằng Lạc Thiên có liên quan, rất nhiều người cùng quan điểm với hắn, rất ít người phản đối, chúng nhân đồng ý sẽ điều tra về sự việc này sau đó nói sau. Cuối cùng, Hy Bình nói, ta phải đi hỏi Lạc U Nhi. Mộng Hương cười nói, Lạc U Nhi chính là người của Đại Địa Minh, người hỏi hắn liệu có hữu dụng. Hy Bình nói, mẹ ơi, Mộng Xú Khí, người dám khinh thường ta. Lạc U Nhi không phải là muội muội thực sự của Lạc Hùng, mà ta là nam nhân của nàng ta. Mộng Tình kinh hãi hỏi, Hy Bình, con và U Nhi đã phát sinh quan hệ. Hy Bình cúi đầu nói, mẹ, trong bụng của nàng có hài tử của con. Mộng Tình kinh hãi không nói thành lời, đứa con này của bà, sở hữu cả hai cựu tình địch của bà, cuối cùng là cưới nàng ấy thành thê tử. Mộng Hương nói, ta thật không tưởng nổi làm sao ngươi có khả năng đó. Về vấn đề này, ta quả thật rất có khả năng, không tin à. Nếu nàng không tin, ta có thể thử, ha ha. Mộng Tình nói, hai ngươi đừng chí chóe nữa. Mộng Hương nói, nhưng, sư phụ, hắn thực là làm con không thể nhẫn nhịn được. Mộng Tình cười nói, Hương Hương, hắn là đại ca của con cũng nên nhường nhịn hắn. Hắn không phải. Mộng Hương quả quyết nói, hắn là người gì của sư phụ, con không quản, nhưng con tuyệt không thừa nhận hắn là đại ca, con không muốn hắn làm đại ca của con. Hy Bình nói, ta đích thực là đại ca của nàng đừng có kỳ kèo nữa. Bảo Nguyệt buồn buồn trừng mắt nhìn Hy Bình, nói, chàng không phải là đại ca của tiểu thư. Chàng vốn chẳng có lý gì mà làm đại ca cả. Hy Bình nói, ấy là, không tốt rồi, Đường Tư cùng La Mỹ Mỹ bọn họ đến Đại Địa Minh rồi. Hoa Tiểu Ba từ xa nói vọng tới, vừa dứt lời đã chạy đến, vừa thở vừa nói, ta không thể cản bọn họ, chỉ có thể chạy về đây, mân côi bọn họ bị Đường Tư điểm huyệt hết. Hy Bình đứng dậy, quát chúng ta đến Đại Địa Minh. Đường Tư cùng La Mỹ Mỹ bất chấp chạy như cuồng đến Đại Địa Minh. La Mỹ Mỹ chạy không ngừng, Đường Tư cũng chẳng hề kém La Mỹ Mỹ, nhưng khi đến cửa Đại Địa Minh, thì thấy cửa đã đóng chặt. Đường Tư quát to, mở cửa. Người giữ cửa tuy nhận được Mộng Cơ và La Mỹ Mỹ, nhưng lại không nhận ra nàng nói, ngươi là ai? Đường Tư tiến thẳng qua cửa, gã giữ cửa bị song trưởng của nàng đánh bay đi, nàng kêu to kêu Lạc Hùng ra đây gặp ta. Đại Địa Minh lập tức hỗn loạn, hàng trăm đệ tử vây lấy chúng nữ, lại có cả những võ lâm chánh phái nhân sĩ đang ở Đại Địa Minh xuất hiện. Đường Tư nói, bọn ngươi định tạo phản à? Mục Thu nói, tiểu thư, bình tĩnh lại. Đường Tư nhìn Mục Thu một cái, bình tĩnh lại. Mộng Cơ nói, mọi người lùi lại. Mộng Cơ vốn là tiểu thiếp của Minh Chủ, ai mà chẳng biết. Nhưng mà, nhiều người biết Mộng Cơ và Hy Bình có quan hệ bất chính, Lạc Minh Chủ đã tuyên bố cùng chúng nhân là Mộng Cơ không phải nữ nhân của hắn nữa. Đệ tử của Đại Địa Minh nhất thời chẳng biết nên làm thế nào. Đường Tư cùng chúng nữ cứ tiến một bước, bọn họ lại lùi lại một bước. Ai dám gây náo nhiệt ở đây? Âm thanh của Lạc Thiên truyền lại. Chúng nhân Đại Địa Minh lập tức mở đường, Lạc Thiên lĩnh xuất tam đại hộ pháp và chín đại đệ tử xuất hiện. Đường Tư nhìn Lạc Thiên, kêu lên, Lạc Thiên, Lạc Hùng đâu? Lạc Thiên nói, không biết cô nương là ai? Đường Tư nói, ngươi không cần biết ta là ai, ta hỏi ngươi, ngươi phải nói. Thái độ của nàng đích thị làm đệ tử của Đại Địa Minh tức giận, đám đại đệ tử chỉ trực xông vào, Lạc Thiên ra dấu cản lại. Ra dáng phong độ nói, cô nương, phụ thân ta tạm thời không có mặt tại Long Thành. La Mỹ Mỹ khóc nói, Lạc Thiên, tại sao bọn ngươi lại giết hại phụ thân ta? Lạc Thiên nói, là cô nương, về việc của phụ thân nàng, chúng ta quả thật thấy rất đau lòng. Ngọc Xà Môn coi thường đạo lý, phụ thân ta vừa ly khai Đại Địa Minh, bọn chúng liền xuất hiện. Chúng ta không đề phòng bị bọn chúng giết hại, trong nói hỗn loạn. Không chỉ phụ thân nàng hy sinh mà mẫu thân nàng và quyền đại ca bị bọn chúng bắt giữ. Lạc Thiên ta tại đây xin thề, nhất định tập hợp chúng nhân đến cứu hai người họ, kêu gọi võ lâm chánh đạo, loại trừ Ngọc Xà Môn ra khỏi võ lâm. Đường Tư cười lạnh nói, Lạc Thiên, ngươi nói như hát nghe thật sướng tai. Phụ tử ngươi là loại người gì, ta quả thật không biết nổi. Lạc Thiên trong bụng kinh nghi,
Từ lời Đường Tư nói, xem ra nàng rất am hiểu bọn họ, nhưng hắn lại không thể biết Đường Tư là ai, hắn hỏi lại lần nữa cô nương là ai. Đường Tư nói, ngươi không cần phải biết, cũng chẳng biết để làm gì. Ta chỉ muốn nói với ngươi, nếu trong vòng 3 ngày không giao ra hai người họ, đại địa minh bọn người sẽ chẳng ai còn được sống. Lạc Thủy nói, cô nương, mong cô nương thông cảm hoàn cảnh hiện tại của bọn ta. Mộng Cơ dùng tiếng Trung Nguyên nói, Lạc Thủy, câm miệng. Lạc Thủy mặt mũi khó nhìn, quay đầu nhìn Lạc Thiên, cho dù đối phương không còn là tiểu thiếp Mộng Cơ của Lạc Hùng, nhưng vẫn phải nhường nhịn, chỉ biết nhường lại cho Lạc Thiên xử lý. Lạc Thiên lạnh lùng nhìn Mộng Cơ, nói, Mộng Cơ, ngươi là đồ nữ nhân hạ tiện, vốn đã bị phụ thân ta đuổi đi, được quyền gì nói ở đây? Việc của ngươi với Hoàng Hy Bình, chúng ta không muốn hỏi đến nữa, ngươi lại còn dám quay lại Đại Địa Minh với nhóm người này để làm loạn à? Mộng Cơ bị hỏi lại, không biết nói gì, Đường Tư nói, Lạc Thiên, Mộng Cơ quay lại, là do đi cùng ta. Lão rùa đen Lạc Hùng, khi xưa bảo Mộng Cơ câu dẫn. Loạn ngôn, giết nữ nhân này cho ta. Lạc Thiên nghe biết Đường Tư chính là muốn nói đến chuyện Lạc Hùng dùng Mộng Cơ câu dẫn Hoàng Hy Bình, không thể lộ ra được, liền tức giận kêu lên, làm ngắt đoạn lời nói của Đường Tư, ra lệnh cho đệ tử Đại Địa Minh giết mấy bọn người Đường Tư. Nghe xong mệnh lệnh, 9 đại đệ tử của Đại Địa Minh lập tức phi thân hướng tới Đường Tư. Lạc Thiên, con bà nó, đứa nào dám đụng nữ nhân của ta, ta thiến đứa đó, Hy Bình đứng ngoài cổng hét to vọng vào. Thân ảnh cửu đại đệ tử đột nhiên ngừng lại. Lạc Thiên nói, các ngươi lui về. Hàng trăm người của tứ đại võ lâm thế gia đứng tại ngoại môn, Hy Bình thấy có người ra liền bước ra, người của Đại Địa Minh cùng với một số nhân sĩ võ lâm lập tức tránh đường. Hy Bình cùng Đường Tư tiến vào, hắn nhẹ giọng hỏi, là ai đã đụng chạm nàng? Đường Tư đáp, không có, nếu chàng mà không có đến sớm thì thiếp đã giết một vài người rồi. Hy Bình cười hì hì, tại vì ta khẩn trương tới nàng cho nên mới đến sớm, nếu nàng không thích, thôi thì ta rút lui chờ cho nàng giết một vài người rồi, ta lại trở lại, được không? Chàng khẩn trương vì thiếp, nếu chàng mà khẩn trương vì thiếp, thì đã không lãi nhãi ở trước đại trạch môn rồi. Hừ, chàng cái gì cũng không tốt. Nàng đã quen gọi tiểu trạch môn là đại trạch môn, nhân vì lúc nàng tiến vào tiểu trạch môn, Hy Bình đã đổi thành đại trạch môn, bởi vậy nàng cứ gọi là đại trạch môn. Hy Bình nắm tay nàng lại, nói ta căn bản là không ra gì. Nhưng nếu ta không ra gì, ta đã không đứng ở đây. Nàng phải biết là Đại Địa Minh là phái đứng đầu võ lâm chánh đạo, ta chống đối với nó đương nhiên là người không nguyên tắc. Nàng coi, người của tứ đại võ lâm thế gia tất cả đã đến đây, nói một cách khác là chúng tôi chuẩn bị một đi không về. Hắn nói câu này chừng như vô ý, nhưng những người nghe thấy lại hữu tâm, cái gọi là thật ra không tranh luận điều gì, nhưng sự thật lại tranh luận điều gì. Võ lâm nhân sĩ ở đây đương nhiên là minh bạch. Lạc Thiên tất nhiên cũng hiểu, tâm lý kinh động. Hắn biết rằng tứ đại thế gia đã xuất toàn lực, hơn nữa người của Minh Nguyệt Phong lại không đứng về phía Đại Địa Minh, còn thêm đại bộ phận của Đại Địa Minh đã triệt thoái về Long Thành. Nếu như thiệt phải động thủ, trong khi những người võ lâm chánh đạo cũng sẽ đứng tự thủ bàng quan, phần bại chắc chắn sẽ nghiêng về phía bọn Lạc Thiên. Minh Nguyệt Phong dùng rằng không quyết định, những thế lực chánh phái ở Long Thành cũng vậy. Như thế hắn chỉ có thể nói tứ đại thế gia là ma môn tà đạo mà thôi, nhưng Minh Nguyệt Phong đích xác là danh môn chánh phái. Hoàng Hy Bình, nàng là nữ nhân của ngươi. Lạc Thiên nghiêm giọng hỏi. Hy Bình đáp, sự kiện xảy ra ngày hôm nay, tất cả là vì nữ nhân của ta. Ngay cả kế mẫu của ngươi cũng là nữ nhân của ta, ngươi muốn sao? Lạc Thiên nghe Hy Bình nhắc đến Mộng Cơ, mặt liền biến sắc, tuy hắn không thừa nhận Mộng Cơ là kế mẫu của hắn. Nhưng Lạc Hùng lại trước mặt mọi người tuyên bố Mộng Cơ là tiểu thiếp, tất nhiên thiên hạ đều biết Mộng Cơ đích xác là tiểu thiếp của Lạc Hùng, danh nghĩa đương nhiên là kế mẫu của Lạc Thiên. Hy Bình nói ra điều này, đương nhiên muốn cha con hắn không thể nhìn mặt người. Lạc Thiên nổi giận nói, Hoàng Hy Bình, ngươi là đồ vô sĩ, đã cướp đoạt thê tử người lại còn có mặt mũi để nói. Làm sao ta lại không có mặt mũi để nói? Lão đầu của ngươi không có bản lãnh, không thỏa mãn được thê tử mình. Lại còn nói cái gì là bảo vệ võ lâm chánh đạo. Ông già ngươi và Mộng Cơ đã chung sống với nhau đã lâu, lại không thể để Mộng Cơ có một hay hai tiểu muội tiểu đệ cho ngươi. Nhìn lại ông già ngươi coi, biết đến khi nào mới có thể thượng mã để Mộng Cơ hoài thai. Lạc Thiên nổi giận, máu nóng bốc lên, hét lớn, Hoàng Hy Bình, ngươi đừng có mà chọc ta nổi giận,
không thì ta sẽ không chậm trễ để tiễn ngươi đi. Ám Long đứng bên cạnh Lạc Thiên khuyên nhủ, thiếu chủ, đừng có nóng giận, minh chủ có nói, có gì hãy đợi người về rồi tính, hiện tại chưa phải lúc. Lạc Thiên hít vào mấy hơi để cho đầu óc dịu lại. Thi Bình lại nói, ta không phải ép ngươi, tại vì ông già ngươi muốn hãm hại ta, còn muốn vợ mình đi hại ta, nhưng lại không hiểu là lão tử đối với nữ nhân thiệt là có sức hấp dẫn, đã làm cho phu nhân phải lui binh. Lão tiểu tử kia khẳng định chắc chắn mỗi đêm đều phải ôm gối khóc. Lạc Thiên nói, tùy ngươi muốn nói gì thì nói. Người thiên hạ tất sẽ có công đạo, tuy nhiên nếu ngươi cứ tiếp tục gây sự ở đây ngày hôm nay, chắc chắn võ lâm chánh đạo sẽ không đứng nhìn. Thi Bình nhìn chung quanh, gương mặt có chút gì giống vô lại, nhãn tình mê man như nhập tà, khóe miệng nhếch lên, lông mày cũng chuyển động, nhìn trông rất là dữ tợn. Võ lâm chánh đạo, hắc hắc, tại sao Hoàng Hy Bình ta lại sợ bọn họ sẽ không đứng nhìn? Nếu thấy ta không thuận mắt, thì tiến ra đây thách đấu với ta, hay có thể nói một cách khác là, ngươi nên nhớ là ngươi không phải là huynh đệ Hoàn Sơn Thôn của ta. Rất nhiều người không hiểu tại sao hắn lại nhắc đến Hoàn Sơn Thôn. Cũng rất nhiều người không biết Hoàn Sơn Thôn là địa phương nào, nhưng chỉ có Tứ Cẩu là rất rõ ràng. Khi hắn nói đến đánh nhau, tuyệt đối không phải vì trước đó hắn thích đánh nhau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tứ Cẩu nói, Hy Bình, nghe nói bọn người Đại Phong đã đến Viễn Dương tiêu cục. Hy Bình vui mừng kinh ngạc hỏi, khi nào? Tứ Cẩu nói, trong khoảng thời gian ngươi thất tung, huynh đệ Đại Phong đi ra ngoài. Thấy người của chúng ta bị ngoại nhân khi phụ, nếu tình huống người của chúng ta lúc đó tốt thì bọn họ chỉ còn cách quay về Hoàn Sơn Thôn thôi. Lôi Gia Gia nói, ông đặc biệt lưu giữ bọn Đại Phong ở Phượng Tiên Trấn, còn nhượng cho bọn họ hộ tống một vài mối, Đại Phong nhất định kiếm được nhiều tiền. Thi Bình la lớn, a, gia đình hắn tha đã giàu nhất Hoàn Sơn Thôn rồi, hắn còn muốn kiếm thêm. Đại Phong thiệt là tham, hắn nghĩ ở Hoàn Sơn Thôn ta không có một nữ nhân nào trong khi hắn thì lấy tới 5 người. Đúng rồi, lúc đó ta cũng chỉ biết mỗi Tiểu Hồng. Tứ Cẩu nhăn nhó nói. Đường Tư phẫn nộ, Hoàng Hy Bình, chàng đến đây là để nhắc lại chuyện xưa hả? Hy Bình gãi đầu, lại còn mặt dày và vô sỉ nói, vậy nàng muốn sao, ta đều chỉ ều ý nàng, vậy được chưa? Là Mỹ Mỹ nói, thiếp muốn mạng sống của bọn họ, không cần biết ai là hung thủ, đích thực phụ thân thiếp bị ngộ hại tại Đại Địa Minh. Lạc Thiên nói, là cô nương. Chuyện này không đúng rồi, rất nhiều huynh đệ của chúng tôi cũng chết, bọn họ biết hỏi ai đã lấy mạng bọn họ. Sự thật là Đại Địa Minh cũng bị tổn thất rất nhiều, chuyện của phụ mẫu và quyền đại ca của cô nương chúng tôi không lường trước được. Lúc đó trời tối, tình hình hỗn loạn, sau khi sự việc kết thúc thì đã không thể cứu vãn được. Chúng tôi cũng đã tận lực cước chữa cho mẫu thân và quyền đại ca của cô nương. Ta căn bản là không tin phụ tử ngươi, Đường Tư Bi vẫn nói. Lạc Thiên nhẫn nại nói, tối hôm đó có một số nhân sĩ võ lâm chứng kiến chiến sự đó, không phải là tôi đặt chuyện. Đường Tư nói, hai phụ tử của ngươi chuyên môn làm chuyện gian dối. Cô nương làm ơn đưa ra chứng cứ, đừng có tùy tiện vu hãm. Đường Tư cười lạnh, giật tốt, Lạc Thiên, ngươi dám cho ta vào xét Đại Địa Minh không? Tại sao không dám, cô nương đã bước qua khu vực của Đại Địa Minh rồi, nhưng nếu cô nương không tìm thấy gì... Cô phải có lời giao phó với chúng tôi. Lạc Thiên bình tĩnh nói. Đường Tư suy nghĩ một lúc, rồi nói, Lạc Thiên, bỏ đi, ta không truy xét nữa, nhưng trong vòng 3 ngày ta mà không thấy bọn họ, ta không cần biết đúng hay sai, ta sẽ lãnh binh đạp bằng Đại Địa Minh. Lạc Thiên trong lòng kinh hãi, đây là nữ nhân gì? Lạc Thổ đột nhiên mở miệng, Tam Bát, đừng có nghĩ là có người chống lưng rồi khinh miệt chúng tôi. Đường Tư tức khí muốn nổi nóng. Hy Bình an ủi, đừng có kích động, đám tiểu tử này không có bản lĩnh, sở dĩ nữ nhân bọn chúng mới không lưu lại. Hoàng Hy Bình, ngươi nói gì? Lạc Thổ nổi giận hét lớn. Hy Bình cười nói, đại khái ngươi chắc không biết, Lạc Diệp của ngươi thật ra đã cùng ta ngủ chung, còn nói ngươi thật là vô dụng, cái đó của ngươi không thể lên được, ha ha. Lạc Diệp đỏ mặt. Lạc Thổ trừng mắt nhìn Lạc Diệp, giận dữ nói, những lời của nó nói có đúng không? Lạc Diệp không trả lời. Lạc Thổ nói, hèn gì, gần đây ngươi đều từ chối ta đụng tới ngươi, nguyên lai là trong lòng có người khác, mẹ kiếp. Lạc Diệp bình tĩnh nói, Lạc Thổ, yêu cầu ngươi rút lại câu nói vừa rồi, ngươi không tin ta, ta cũng không cần quan tâm đến những lời bậy bạ của ngươi. Ngươi, con mẹ nó, đồ hạ tiện. Câm miệng.
Lạc Diệp trước mặt mọi người mắng Lạc Thổ, sau này ta và ngươi sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa, một đao cắt đứt. Lạc Thiên nói, chuyện riêng tư của hai người đừng có ở đây mà gây gỗ. Hoàng Hy Bình, bọn ngươi đã không muốn tra xét nữa, thì làm ơn hãy đi đi. Hy Bình cười nói, ai nói là ta không muốn xét, ta thật sự là rất muốn tra xét. Đường Tư nói, bọn họ dám cho thiếp xét, tức là bọn họ đã có chuẩn bị rồi, chúng ta tuyệt không thể nào tra xét được gì. Hy Bình nói, đương nhiên là phải tra xét rồi, đã tới nơi là phải làm, không thể không xét. Chúng ta sẽ mở tất cả các gian phòng ở đây, lật tung mọi thứ lên, được không? Bọn họ muốn thu thập chúng ta moi chuyện ra để bọn họ thoải mái thu thập, nàng thấy ý kiến của ta tuyệt vời không? Người của Đại Địa Minh nghe được, máu nóng bốc lên đầu, suýt nữa là ói ra máu. Lạc Thiên thật sự phải nuốt cục máu tức xuống, cao giọng nói lớn tốt, bọn ngươi hãy vào trong Đại Địa Minh đi. Hy Bình trực tiếp đi vào U Liên Trai, chuyện tra xét ở ngoài ra sao, hắn không để ý, nếu người của Tứ Đại Thế Gia có làm rối loạn ở Đại Địa Minh, hắn còn vui mừng cùng bọn họ nữa. Tuy nhiên, hắn lặng lẽ phân phó, không được tiến vào U Liên Trai. Mọi người Tứ Đại Gia đều biết quan hệ giữa hắn và Lạc U Nhi, có khả năng cùng Lạc U Nhi đàm phán. Bởi vậy trong phạm vi của U Liên Trai đều cử người ra canh chừng, không cho một ai ra vào. Hắn đứng trước cửa phòng một hồi, không biết là có nên gõ cửa hay không. Lúc trước hắn có nói, nếu hắn có trở lại đây, có thể mang huyết ma tới. Tuy nhiên, bây giờ hắn trở lại có một mình, chuyện này làm hắn khó quyết định có nên gặp lại Lạc U Nhi hay không. Trong lúc hắn đang do dự, Lạc U Nhi ở trong phòng nghe tiếng ồn ào ở ngoài, liền ra ngoài xem có chuyện gì. Vừa mở cửa phòng, nàng thấy Hoàng Hy Bình đứng trước cửa, kinh ngạc đứng sững ra. Ta đi nhầm nơi, Hy Bình nói dối, vội vàng chuyển thân bỏ đi. Lạc U Nhi vội vàng nắm lấy áo Hy Bình, nhẹ nhàng nói, chàng không được đi. Hy Bình quay người lại trừng mắt nhìn nàng nói, chàng đi với ta. Nàng kéo Hy Bình vào phòng, khóa cửa lại, đột nhiên quay lại lao vào lòng Hy Bình, nghẹn ngào nói, ta không nghĩ là chàng trở lại tìm ta. Hy Bình nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hắn chú ý có rất nhiều bức họa treo trên tường, người trong tranh vẽ là hắn cũng xác định được điều đó, bởi vì hắn tuy cùng Lâm Khiếu Thiên ở cùng một nơi, nhưng nếu nhìn kỹ, hắn thực sự là người tình trong mộng. Lâm Khiếu Thiên thì gương mặt lãnh khốc, còn hắn thì gương mặt tuấn mỹ tà mị, chỉ có điều khuôn mặt điển trai của hắn đã bị rạch nát. Lạc U Nhi vẫn ôm chặt lấy Hoàng Hy Bình. Hắn ngồi xuống giường, đặt nàng ngồi lên đùi hắn. An ủi, ta tưởng nàng không hoan nghênh ta, nên ta không dám tìm gặp nàng. Tại sao chàng lại tới? Tới rồi thì lại không dám gõ cửa. Giọng Lạc U Nhi rất là ủy khuất. Ta, Khái, ta có nói là khi ta trở lại ta sẽ đem theo người tình trong mộng cho nàng, nhưng ta không có. Lạc U Nhi hỏi, chàng không vui khi nhắc lại món nợ cũ. Hy Bình đáp, không phải như vậy, nam tử Hán đại trượng phu, đã nói thì phải làm. Lạc U Nhi nói, chàng đã bao nhiêu lần nói rồi mà không làm, ta đã quen với chuyện đó rồi. Không thể nào, ta nghĩ ta là ngựa ơi rất là thủ tín. Lạc U Nhi hỏi, nói, chuyện của chàng và A Mật Y. Nghe nói chàng với nàng ta bị khốn ở Phong Khiếu Động, tại sao nàng ta không trở về với chàng? Hy Bình hỏi lại, tại sao nàng không hỏi nàng ta? Chàng trả lời cho ta. Để hồi đáp vấn đề của nàng, trong lúc mà ta thất tung. Nàng có nhớ ta không? Lạc U Nhi ngước đầu lên nhìn hắn, nhãn tình lóng lánh nước mắt, nàng nói ta nhớ chàng. Ta không biết kiềm chế bản thân mình, ta không muốn nhớ đến chàng, nhưng mỗi khi ta nhớ đến chàng, tên tiểu hỗn đản này, hại ta khóc hết nước mắt. Hy Bình giật mình, nàng không nhớ Lâm Khiếu Thiên sao? Ta, cũng có nhớ tới Lâm Khiếu Thiên, nàng thấy Hy Bình đổi sắc mặt, vội vàng phân bua, nhưng tuyệt đại đa số thời gian ta đều nhớ đến chàng. Ta, toàn bộ những bức họa ở đây đều là của chàng. Chàng thấy không? Hy Bình thở dài, vì cớ gì nàng lại đột nhiên tốt với ta? Nàng phải nên hận ta, hay chỉ phải đòi báo cửu đối với ta? Ta không biết, ta phát giác là ta đã có thai. Ta, tác giả chính là chàng. Mỗi lần nghĩ đến hài tử trong bụng là lại nhớ đến chàng. Lạc U Nhi dáng tìm một lý do hợp lý để giải thích. Hừ! Nàng nói nàng nhìn hài tử trong bụng mà nhớ đến ta. Vậy nếu nàng không có mang thai, chắc căn bản là nàng không thèm nhớ đến ta, phải không? Lạc U Nhi thâm tâm đau khổ,
vòng hai tay ôm chặt lấy người hắn, ráng nén tiếng khóc nói, chàng đang áp bức ta. Hy Bình cúi đầu xuống, cằm tựa lên trán nàng, thở dài, tốt thôi. Ta không nói nữa, chuyện vừa rồi bỏ đi, nhưng chuyện vừa rồi cũng chính vì nàng, ta không có quyền yêu cầu nàng chuyện gì hết. Lời nói của chàng làm tổn thương người ta, chàng muốn làm cho ta khóc. Nàng thật sự ra đã khóc, hai hàng nước mắt đã chảy xuống khóe môi, nàng nuốt nước mắt vào rồi hỏi lại, chàng nói đi, chuyện của chàng và A Mật Y đã tới đâu rồi? Hy Bình đáp, nàng ta cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của ta, còn có hài tử với ta nữa. Lạc U Nhi nói, ta biết chàng không thể nào bỏ A Mật Y được. Đương nhiên A Mật Y cũng sẽ theo chàng, ta nhận ra được điều đó. Hy Bình nói, nàng nhận biết được điều gì? Nàng không cần nhận biết bất cứ điều gì cả. Ta tới đây lần này, không phải là cưỡng bách nàng, nếu nàng không có nguyện ý, ta không bao giờ cưỡng bách nàng. Tuy ta không ưa Đại Địa Minh, nhưng ta không thể nào lại làm tổn thương đến nàng được. Ta tới đây lần này chỉ muốn hỏi về chuyện Quyền Khuynh Quốc và La Niên mà thôi. Chuyện gì? Lạc U Nhi nghi hoặc hỏi. Hy Bình nhìn gương mặt mỹ lệ của nàng thấy không có bất cứ sự giả dối nào. Hai mắt của nàng cũng thấy có sự nghi vấn trong đó. Hắn rõ ràng là nàng không hề biết gì về sự thất tung của Quyền Khuynh Quốc và cái chết của La Niên. Nghĩ lại cũng đúng thôi, nàng có bao giờ ra khỏi U Liên Trai, đương nhiên là không biết gì về sự việc của Đại Địa Minh. Hắn biết là nàng không thể nào trả lời được câu hỏi của hắn. Hắn trả lời, không có chuyện gì, không có liên quan gì đến nàng. Có thể ta biết, nàng không thể biết, ngay cả nếu nàng có biết. Nàng cũng không nên nói cho ta nghe. Nếu ta nói, có một ngày nào đó, ta và Đại Địa Minh trở thành kẻ thù, có phải là nàng khó xử không? Lạc U Nhi đáp ta, không biết nữa. Hy Bình không muốn gây khó xử cho nàng nữa, tiện thể nói ta đi đây. Lạc U Nhi khẩn trương, chàng, đi nhanh như vậy sao? Hy Bình nói, ta không thể ở lại đây lâu được, nếu không chất tử của nàng lại cản đường ta. Chàng nói coi. Ta họa những bức họa này có giống chàng không? Hy Bình gật đầu, mỉm cười, rất giống, nhưng ta không biết ý tứ gì của nàng lại họa những bức họa này. Nàng có thể nói cho ta biết không? Ta, Lạc U Nhi không nói thành lời. Nàng ta chăm chú nhìn Hy Bình, phát giác hắn thật ra rất đứng đắn, nhưng nàng thật ra không thích hắn trở nên đứng đắn. Hy Bình nói, nếu họa mà không mang một ý nghĩa nào thì hà tất phải phí sức. Ta nghe từ A Mật Y nên biết. Nàng không thể cùng với Lâm Khiếu Thiên ở cùng, tại vì đại ca của nàng đã hãm hại Lâm Khiếu Thiên. Như ta với nàng, có những mối quan hệ không nên có. Cái lão là cẩu hùng kia đã hại Lâm Khiếu Thiên, đương nhiên sẽ không chừa ta ra. Hắn rất muốn ta chết, nàng có biết không? Lạc U Nhi chúi đầu nhẹ vào ngực của Hy Bình. Muốn ta chết, ta xem hắn và ta coi ai chết trước. Nếu như nàng quyết định, hoặc là ra đại trạch môn kiếm ta, hoặc là nàng phá thai. Ta biết, ta không có quyền yêu cầu nàng điều gì. Nhưng ta cũng chỉ là con người, không thể thay đổi. Nếu nàng đã rõ ràng, ở trước đại trạch môn, nàng phải quyết định, Lâm Khiếu Thiên không còn tồn tại trong thế giới đa cảm của nàng nữa. Hắn đứng lên, đặt Lạc U Nhi xuống giường, Lạc U Nhi nắm lấy hắn ta không cho đi, nói, cho ta một chút thời gian. Hai tay Lạc U Nhi vô lực buông thõng xuống, Hy Bình đột nhiên cúi xuống, ôm lấy mặt nàng. Nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trên mặt nàng cho đến khi môi ướt hết, sau đó quay người bỏ đi. Lạc U Nhi nhìn bóng dáng hắn khuất dấn, tự nhủ, chàng không biết trong lòng ta, chàng là người quan trọng như thế nào, chỉ có điều. Hy Bình từ trong Đại Địa Minh đi ra, phát giác mọi người trong tứ đại gia đều đang đợi hắn. Đám võ lâm nhân sĩ đó đối diện người của tứ đại gia hoa tay múa chân, Hy Bình cũng biết không tìm được Quyền Khuynh Quốc và Lương Lệ Quỳnh. Điều này vốn cũng nằm trong dữ liệu, như quả hai người kia ở Đại Địa Minh, Lạc Thiên sao dễ dàng cho bọn họ tìm như vậy. Lạc Thiên nói, Hoàng Hy Bình, ngươi nên cho ta một lời giải thích chứ. Hy Bình trong lòng giật mình, cười nói, ôi, Thiên ca ca, ngươi muốn giải thích cái gì? Hắn nói ra với giọng điệu cực kỳ khó chịu, mọi người nghe thấy mà nổi da gà, hắn cũng còn chưa chịu dừng, nói tiếp, xin lỗi, đều là ta không tốt, Thiên ca ca. Ngươi tha thứ cho người ta được không? Biến thái mọi người ở đây đều hiểu tên Hoàng Hy Bình này không những vô sỉ mà còn là tuyệt đối biến thái. Hoàng Hy Bình, người không cần làm trò hề ở đây, nếu không có việc gì thì mau mau rời khỏi Đại Địa Minh. Lạc Thiên vẫn giữ phong độ và lễ mạo của mình lạnh lùng nói.
Những võ lâm nhân sĩ bên cạnh đều thấy hắn có phong phạm đại tướng, lòng dạ rộng rãi, không hổ là thiếu chủ của Đại Địa Minh. Hi Bình nhìn nhìn La Mỹ Mỹ và Đường Tư nói, các nàng nói đi.